Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ để gặp, một đạo chạm ánh sáng màu xanh nhưng là từ không gian kết giới một bên kia phun ra. Kiếm sắc bén mang ở thế giới hỗn độn bên trong múa lên tàn phá, liền vậy hắc ám năng lượng đều là mơ hồ có bốc hơi bay lên cảm giác, ước chừng hồi lâu, mới vừa tắt. Cái này, đối với quỷ dị này hắc ám năng lượng, Diệp Thần và Chu Uyên là không thể quen thuộc hơn nữa, giống như là trong lòng một ngọn núi lớn đè xuống, làm được người hữu tâm vô lực. Kinh khủng như vậy kiếm đạo, cái này hai người cất giữ chân thực quá sâu. Tiền bối, ta có một kế. Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Hình ảnh quay về. Ho, ho. Vậy tùy tay xé ra hơn 10 vị vô lượng liên thủ bày phòng ngự kết giới không gian, nhìn như bình thường nhất thức, lại là có đời này vô địch phong thái. Bao gồm đế trần ở bên trong mọi người đều là căn nguyên tâm thần bị tổn thương, phun ra một ngụm máu tươi, che lồng chân trời năm màu kết giới ánh sáng cũng lại yếu bớt mấy phần. Đế tân hai quả đấm hoành tại trước ngực, thân hình nghênh không lên, bắn tung tóe dậy đại lộ ký hiệu sau đó tiêu trừ tại quyền trưởng tới giữa, thuần túy nhất kích ngạnh hám đế lạc chỉ kiếm. Đinh! Một tiếng giòn giã, nhưng không có nghĩ xem bên trong trời long đất lở cảm giác, liền dư âm đều là nhỏ không thể ngửi nổi. Đế trần nhìn gặp trong hư không giao phong, thần sắc ngưng trọng, như vậy cực hạn lực lượng nắm trong tay, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Hắn thậm chí cảm thấy, cái này hai người nếu như buông tay chân ra, đan vực đều đưa sụp đổ. Bọn họ quả nhiên khủng bố. Nếu không phải cái này thế giới hỗn độn hắc ám năng lượng đến từ không không lúc nào không, chính là hỗn độn cây, giơ tay lên gian là được chém trừ. Đế trần vừa ngắm trước ác liệt kịch chiến hai người. Một bên trong lòng ngầm từ suy nghĩ như thế nào bình an mang đi cửu thiên linh thảo. Muốn kết thúc, có người một tiếng khẽ quát, lúc này hai đại cường giả hơi thở đều có chút phù phiếm, quyền trưởng chỉ kiếm thế công tới giữa, mơ hồ có không gian vỡ nát dấu hiệu. Đế lạc bên người đan long lại xuất hiện, màu xanh vảy tản ra phong cách cổ xưa mùi thơm nồng nặc, hướng đế tân cắn xé đi, người sau quanh thân diễn hóa một đầu loài mãnh cầm phù diêu, móng nhọn hướng đầu rồng tìm kiếm. Đại lộ trí giản, quả nhiên không đơn giản. Trong hư không đột nhiên vang lên một món khác lạnh như băng tiếng quát, thái thần giữa trưởng càn khôn đảo huyền, mang theo ngân hà tới. Sáng chói chói mắt bóng sáng màu tím hoành kích đế lạc cùng đế tân hai người, trong nháy mắt ngưng thần hai đại cường giả muốn thu lực đã không kịp, chân trời bên trong, đan long nổ tung, loài mãnh cầm rên rỉ. Gay gâu! Đế trần các người mới vừa muốn ngăn cản, xó xỉnh bên trong một bóng người chui ra. Màu đỏ tươi lửa mang quay về gộp lại ngay tức thì cướp hướng vậy nơi trung tâm thanh đăng ngọn lửa, thượng không cùng mấy tên vô lượng cảnh cường giả ra tay, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Sắc sắc, đầy trời hư không ầm ầm nổ tung, chấm chi chít khắp nơi vầng sáng ngay tức thì bị tràn vào hắc ám năng lượng chiếm đoạt, vạn vật quy tịch. Từng cái lớn đạo liệt ngân loang lổ hiện ra, ở trong tối đêm vô biên cuối bên trong, phá vỡ hư không, xen lẫn kinh khủng gió bão sấm sét cùng hỗn độn khí tức. Phịch, đại lộ khe hở nổ tung, chợt tản ra quy tắc mảnh vỡ ngay tức thì chính là quất nát một tên vô lượng cảnh tầng thứ 4 cường giả ngực, liền thần hồn tiêu diệt. Kéo kẹt, chọc trời bồ đề cổ thụ lần nữa hóa thành hỗn độn yêu cây, phủi xuống vô số ám lá kích động ra, kinh khủng hắc ám năng lượng nhô lên, cắn nuốt hỗn độn thiên đạo, trong chốc lát giản nguyên để giống như luyện ngục, màu đen sông máu lần nhuộm. Từng vị vô lượng cường giả chết. Đáng chết. Đế lạc cùng đế tân hai người thấy vậy, lạnh như băng con mắt nhìn về phía thái thần, tức giận nói, đế hợi sán. Hai người tiếng quát xuyên thủng thương khung. Người ta liên thủ, thức tỉnh đế ấn, đối kháng cái này hỗn độn yêu cây. Đế tân không hổ là đan vực cự đầu đế gia gia chủ, quyết định thật nhanh nói. Cái này bồ đề cổ thụ làm căn cơ diễn sanh hỗn độn cây, đã sớm gần như yêu, tầm thường phương pháp căn bản không cách nào phá hủy. Hỗn độn khí tức xen lẫn hắc ám năng lượng, bọn họ lựa chọn tự vệ, vậy phải liên thủ. Vèo. Một quả cổ ngọc từ đế tân nơi ngực bay ra, dịu dàng nhu hòa vầng sáng trắng sáng lên, mở cái này đen nhánh mất đi thiên địa tại một đường gian. Đế lạc cũng là ánh mắt lóe lên, cân nhắc luôn mãi, từ trong ngực ném ra một quả đế chữ con dấu, chính là đế trần các người từ ngôi miếu đổ nát bên trong tìm kiếm được con dấu, hai quả cổ vật va chạm dưới. Nướng mãnh liệt vầng sáng trắng giống như lưỡi dao sắc bén, đem thương khung mở một cái là hai. Oanh! Đáng chết, ta còn tưởng rằng là đế hải biện pháp che mắt, không nghĩ tới lại là chân chánh đế ấn, chìa khóa ở đó cổ ngọc bên trên.
Đế Lạc đáy mắt thoáng qua một tia dị mang, trước đây đế trần các người từ ngôi miếu đổ nát bên trong tìm được một quả rách dưới con dấu, nhưng có đế hành động, nhưng làm sao cũng không gặp đế hải thi hài, mặc cho mình muôn vàn thử nghiệm, cái này con dấu đều là chút nào không có động tính. Ôm trước một chút may mắn Đế Lạc đem lưu lại, vốn cho là đế hải bày hắn một đạo, không nghĩ tới lại thật là đế gia đế ấn. Chém cái này hỗn độn yêu cây sau đó, đế tân ta tới kéo, các ngươi đem tất cả người đánh chết, mang theo đế ấn rút đi. Đế Lạc lời đồn đãi vừa dứt, nhưng là kinh hãi phát hiện, mình lại không cách nào tác động chút nào, hơi liếc về hướng quanh mình, nguyên phiến thiên địa đều là ngừng, liền vậy giữ tợn hỗn độn yêu cây, cành lá đều là lập ở giữa không trung, phách người ý định giết người mơ hồ không ngừng. Nháy mắt vĩnh hằng, bốn chữ giống như thiên âm rơi xuống, liền vậy bạo liệt hư không đều là đình trệ, nổi lên bốn phía bụi bẩm chút nào không nhúc nhích, vô số vang lên đại lộ quy tắc mảnh vỡ giống như là mực nhuộm vậy tô điểm vậy khai thiên địa một đường vầng sáng trắng tới giữa. Theo thanh âm rơi xuống, một người bóng người từ hư không mặt khác khóa giới tới, tiên phong đạo cốt vậy cụ già chán tới giữa nếp nhăn đắp, nhưng ra nhưng là như đứa bé sơ sinh trắng, chăm chú nhìn nhìn vòng quanh. À! Không thể tưởng đã đến trình độ như vậy. Ông già hai cây gầy nhom ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ một cái, đông. Giữa trời đất một tiếng giòn giã, tất cả người đều là bày trận mà đợi, lập tức mở ra phòng ngự tư thế đối mặt trước mắt cụ già. Nhất niệm vĩnh hằng, nhất niệm ngừng. Đây là so hỗn độn yêu cây còn kinh khủng hơn tồn tại, cường giả chân chính, thậm chí có thể là tiên đế. Huyết mạch lực mỏng manh đến trình độ này, đế gia không đế. Cụ già nhìn một mắt đế tân cùng đế lạc, than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhưng là dừng lại ở tử sam thái thần trên mình. Nghe được cụ già như vậy lời nói, đế tân đế lạc hai người đều là sửng sốt một chút, chợt vẻ vui mừng lan tràn, khom người quỳ bái nói. Bái kiến tổ tiên, cụ già hòa ái cười một tiếng, mấy người các người đứa nhỏ, miễn lễ, đế ấn lần nữa hiện thế, à. Tại chỗ trừ Diệp thần ra, tất cả đều là sống vạn năm vô lượng cảnh cường giả. Nhưng là bị cụ già gọi là đứa nhỏ. Buồn vui nửa nọ nửa kia ông già nhìn về đám người, đế gia cao tầng có đây. Nghe vậy, đế tân ngước mắt, cung kính nói, đế gia gia chủ đế tân, gặp qua lão tổ. Mới cái này cùng tu vi sao? Cụ già khẽ cau mày, nhưng cũng không nhiều lời cái khác, nhìn về một bộ trôi giạt áo xanh đế lạc nói, đế gia còn có thể có một vị như thực lực này đan sư chấn giữ, truyền thừa ngược lại cũng không tuyệt. Một mắt chính là nhìn xuyên đế lạc, cái này trong ngày thường đan vực bên trong đè được một đời người không ngóc đầu lên được nho nhã trung niên vui mừng quá đổi, giống như đứa bé vậy xấu hổ cười một tiếng. Lão tổ khen, tuân thủ nghiêm ngặt đế gia tổ huấn, là tiểu tử bổn phận. Ừ, ngươi cũng là đế gia người. Cụ già từng cái một nhìn lại, dư quang nhưng là không ngừng ở tử sam thái thần bên quanh quần, cuối cùng định cách ở trên người, mở miệng hỏi nói. Nghênh đón nhưng là thái thần lạnh như băng trả lời, ta bất quá là một giới tán tu, không dám với cao đan vực nhà giàu có. Ngươi, một bên đế tân thấy vậy, sắc mặt lúc này run lên, liền muốn chức trách, đế hợi sán, ngươi không muốn không biết điều. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt cụ già chỉ là lộ ra chỉ một cái, điểm ở thái thần ấn đường tới giữa, mạnh như thái thần như vậy tồn tại, cũng là phản kháng không được chút nào, thần hồn bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Tiền bối. Diệp thần nóng nảy hô to, chợt lời đồn đãi hướng về phía võ đạo luân hồi đồ bên trong huyết hoàng tộc nữ đế truyền âm nói, đẹp. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nhưng có phương pháp ngăn được người này. Tiểu đệ đệ, khó khăn được ngươi chịu hạ mình cầu ta. Huyết hoàng tộc nữ đế u mị tiếng đáp lại vang lên, chợt kế tiếp một câu nói, hoàn toàn phá vỡ Diệp thần hy vọng. Lão này thực lực, đủ để sánh vai thời kỳ tột cùng ta. Hẳn là và Hồng Quân cùng với võ tổ vậy từ thái thượng thế giới đi không tồn tại, cho nên, hiện tại, ta lực bất tòng tâm. Ồ, cụ già một tay giam giữ thái thần thần hồn, một tay kia nhưng là chỉ hướng Diệp thần, xác thực nói là huyết hoàng tộc nữ đế. Không nghĩ tới, lại vẫn tồn tại thế gian. Không đúng, vì sao còn có hoàng tử tại. Rơi vào trong sương mù một câu nói, mọi người ở đây nhưng là đầu đầy mê hoặc, có thể để cho Diệp thần nhưng là ngẩn ra. Huyết hoàng tộc nữ đế và hoang lão, đều bị đối phương phát hiện. Đế lạc ánh mắt chớp mắt, cung kính nói, hồi bẩm lão tổ, người này còn thân trong lòng thần hy chi phong, đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa. Cụ già nhưng là cười ha ha một tiếng, không sao,
ta một cái người sắp chết, cái này cùng của trời cũng không phúc hưởng thụ rồi, huống chi. Võ đạo luân hồi đồ thế giới bên trong huyết hoàng tộc nữ đế nhưng là bĩu môi, dùng Diệp Thần thanh âm nhẹ giọng nói, lão bất tử đồ, ngươi có thể sống sót, ta tìm lại ngươi tính sổ. Ha ha ha, tiểu oa oa nóng nảy rất bướng bỉnh. Cụ già tựa như đang chỉ trích Diệp Thần, vừa tựa hồ có chút đáp lại. Đế tân đế là các người nghe vậy, nhưng là vui mừng. Người sắp chết, đó chính là đế gia tổ tiên thượng còn thích chữ đời. Mọi người đều là kiềm chế xuống kích động trong lòng, nhưng nếu thật sự là như thế, như vậy thái thượng thế giới và không không thời không bàn cờ này, cực kỳ phức tạp. Đoạt được cửu thiên linh thảo, tiêu phí trăm năm, đặt chân chính xác tiên đế, nắm giữ trong tộc đế ấn, luyện hóa đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa. Đế là con tim tính toán đã bắt đầu quá đáng kích thích. Vèo. Cụ già đầu ngón tay nhẹ một chút, thời không lần nữa ngừng. Thái thần thần hồn tràn vào một phiến thế giới không biết bên trong, đứa nhỏ, người đối đế gia có oán. Ánh sáng mông lung, không thấy rõ vạn vật không gian bên trong, cụ già hòa ái nhìn trước mắt nam tử. Có thể ngươi là đế gia duy nhất thừa kế huyết mạch lực hậu nhân. Thái thần nghe vậy, thân hình run lên, vẫn là cắn răng nói, vậy nhất tộc, đã không cách nào cứu vãn, thành kiến là một ngọn núi lớn. Không thể leo tới nhảy. À, cụ già khẽ gật đầu một cái, nếu không phải ngươi không thể đâu. Đối mặt với cụ già hiền hòa gương mặt, thái thần khổ sở nói, đế gia biến mất, là đã định trước, ta từng theo dõi một chút thiên cơ, vô dụng. Thật ra thì đối tại cả gia tộc, hắn nhất con tim chỗ sâu, vẫn có một chút ràng buộc sắt phòng. Hai tử, ngươi chỉ có thấy được một góc, vì sao dám quả quyết thiên mệnh? Cụ già nhẹ nhàng vỗ vỗ thái thần đầu vai, ta từng mộng gặp qua một góc tương lai, quả thật như ngươi nói. Tử Sam trung niên thân hình run lên, ngước mắt hỏi, vậy ngài vì sao? À, cái này một phiến thế giới năm xưa biết bao hưng thịnh, tiên đế phúc trạch mặt đất, vạn vật nảy sinh, thậm chí, siêu thoát tiên đế bên trên thành tựu tiên đạo, vạn tộc cộng chủ. Có thể dưới mắt ngươi cũng nhìn thấy, vẫn là suy bại như vậy, liền ta đế gia đều là như vậy. Nói đạt tới nơi này, cụ già cũng có chút không đành lòng, run rẩy gầy nhom bàn tay như muốn tố trước chính hắn tâm trạng. Đến từ không không thời không hắc ám năng lượng, chúng ta đều là không theo kịp, tiên đế cường giả cũng thì không cách nào trấn áp, hôm nay mảnh thiên địa này, chỉ là một món mỏng manh khí thôi. Thái thần khó tin, liền vô lượng cảnh cũng thì không cách nào chống cự tồn tại, lại chỉ là một món mỏng manh khí. Dựa theo trình độ này thôi diễn, không ra nghìn năm. Nơi đây đem sẽ hoàn toàn thất thủ, một khi vậy hắc ám năng lượng xâm lược các ngươi thế giới, cả thiên đạo tồn tại đều không cách nào trấn áp quỷ dị, nho nhỏ thái thượng thế giới vừa có thể như thế nào. Cụ già chậm rãi mở miệng, tiếc hận nói. Thiên địa đại thế quay về gộp lại thái thượng, tu hành khó khăn, nếu không, lấy ta dung mạo, đã sớm đặt chân tiên đế cảnh. Thái thần lớn tiếng la lên. Vậy cũng là vì chống lại không không lúc nào không, tộc ta vì vậy phiến chiến trường ổn định. Không tiếc cháy vạn đạo linh uẩn làm đặt, có thể như cũ khó nén xu thế suy sụp. Nhưng ta ở chỗ này, thấy được một chút tinh hỏa chi diễm, có thể liệu nguyên. Cụ già cũng là đáy mắt thoáng qua một chút khao khát, ta thấy được đế gia ở ngươi dưới sự hướng dẫn, dục hỏa sống lại. Vãn bối bất lực, thái thần thở dài một tiếng, thấp mi nói. Đế gia tổ tiên lại cười nói, không nên gấp trước cự tuyệt, có lẽ có một ngày, cái thằng nhóc đó có thể để cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Ừ, Diệp Thần, thái thần nghi ngờ nói. Cụ già nhẹ khẽ gật đầu, luân hồi chi chủ ứng kiếp mà sống, nên gánh này lớn đảm nhiệm, ta vốn không tin, nhưng hôm nay thấy nữ oa kia và hoang tự tại sau đó. Lời nói một lần, lão nhân cười nói, ha ha ha, thế sự vô thường, ta thấy được một chút tương lai. Thái thần nhưng là không rõ cho nên, cụ già tiếp tục nói, đế gia đế ấn do ngươi thừa kế, nếu thật có một ngày như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể nghịch thế mà là. Đông. Lại là một tiếng giòn giã, thái thần thần hồn bị kéo cách vậy phiến thần bí không gian, khi phục hồi tinh thần lại, đang ngã ở Diệp Thần trong ngực. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Đế tân nhưng là quát lạnh một tiếng, niệm tình ngươi chảy có đế thị huyết mạch, còn không mau cảm ơn lão tổ ân không giết. Ho. Cụ già một tiếng nhẹ ho, hiện ra hư ảnh tan dã liền mấy phần. Cùng trong chốc lát. Bồ đề cổ thụ hóa thành hỗn độn yêu cây trà cây cũng là lập tức lan tràn mấy phần. Lão tổ! Lão tổ!
Đế Tân cùng Đế Lạc lúc này la lên. Không sao, ta bản thể bên kia ra chút tình huống, lưu lại nơi này thời gian không nhiều lắm. Cụ già khoát tay một cái, cách không rạch một cái, chọc trời cây bồ đề bị miễn cưỡng lột một nửa nhiều, ở hắn giữa trường chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một cây nửa trượng dài nhánh cây, tản ra nhàn nhạt hắc ám khí tức. Vật này ta mang về, các ngươi hai người, được ta truyền thừa nguyên thủy đế rõ ràng thượng thiên. Đế Lạc cùng Đế Tân đầu óc bên trong, đại lộ phù lục trải xây thứ nhất bức họa chiếu vào, hai luồng kim quang bọc người. Hồi lâu sau đó, hai người đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, đa tạ lão tổ. Này thượng thiên thật rõ ràng, chuyên tâm khổ tu, trăm năm thời gian, vượt qua rất nhiều cảnh giới, cuối cùng đặt chân tiên đế không khó, như đế gia thật có ngày hôm đó, ta tự sẽ tiếp đón. Cụ già khẽ mỉm cười, chợt lau một cái vầng sáng trắng từ hắn ấn đường bắn ra, ở thái thần giữa trường, một quả phong cách cổ xưa con dấu quân nứt ra tới, hóa thành một quả màu sữa ngọc ấn nguyên vẹn hắn lòng bàn tay tới giữa. Mấy ngày sắp tới, đế gia cổ ấn do ngươi giữ, lựa chọn tùy mình, lão phu lặng lẽ đợi hoa nở chính là, ha ha ha. Oanh! Cụ già hư ảnh tiêu tán, đại lộ quy tắc mảnh vỡ bắn ra tung tóe, thiên địa lần nữa rơi vào một phiến hắc vắng vẻ. Bị đế gia tổ tiên chỉ một cái lột hơn phân nửa hỗn độn yêu cây uy thế yếu bất không thiếu. Vừa được lão tổ truyền thừa Đế Tân cùng Đế Lạc hai người, bằng vào nguyên thủy đế rõ ràng thượng thiên đại lộ lực cũng là trong chốc lát ngăn cản liền hắc ám năng lượng ăn mòn. Đại lộ quy tắc mảnh vỡ nổ tung, vô số phù văn nổ, cả tòa giản nguyên để xảy ra va chạm kịch liệt, không ngừng hủy diệt. Suy rồi, nửa bụi cây hỗn độn yêu cây bị lần nữa cắt rời một đoạn mà. May là lấy bồ đề cổ thụ trình độ cứng cáp, cũng bị cái này bạo tán đạo tắc cắt kim loại. Đế Tân cùng Đế Lạc hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhẹ khẽ gật đầu. Oanh! Lão tổ lưu lại truyền thừa lực bảo vệ cỡ đó, màu xanh thẳm trong biển lửa mơ hồ giấy lên một chút kim mang, hướng hỗn độn yêu cây bọc đi. Đế Tân mắt sáng lóng lánh, một chuôi tuyệt thế hung binh từ hắn mi mắt tới giữa đoạt hố mắt ra, chỉ là một góc mũi nhọn, chính là làm được đại lộ hơi chậm lại. Cái này hai tên, quả nhiên lưu lại thủ đoạn. Thái thần thấy vậy, nhẹ giọng nói. Các vị cùng nhau, bằng nhau cái này hỗn độn yêu cây. Còn sót mấy vị vô lượng cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đủ các loại thần thông phun hà thủy, lưu quang hóa thành một đoàn nóng rực năng lượng đập về phía hỗn độn yêu cây. Oanh! Dễ như bớn khí tức kinh khủng xé ra đậm đà hắc vụ, đem cả bụi cây hỗn độn yêu cây, nhổ tận gốc. Thành công! Lại không cản tay các vị vô lượng cường giả đều là đổi lại quanh thân linh lực, ở hai đại cường giả dẫn dưới, đem gió bão hoàn toàn lắng xuống. Đây cũng là tổ tiên truyền thừa sao. Thượng chưa từng tỉ mỉ cảm ngộ nguyên thủy đế rõ ràng thượng thiên hai người, ở gia trì dưới đều là phảng phất như có thần giúp, một khi hiểu thấu đáo. Sợ rằng thật có thể không ngừng đột phá, cuối cùng trở thành tiên đế. Vui mừng hơn nửa, nhưng là đột nhiên sửng sốt một chút. Đế ấn. Hai đại cường giả đảo mắt nhìn dưới, nơi nào còn có Diệp Thần và Thái Thần bóng người. Đế Tân lạnh giọng nói, người ta liên thủ, đoạt được đế ấn sau đó, lại bàn về thuộc về, vô luận như thế nào, không thể bị cái đó vứt đi cầm đi. Đế Lạc cũng là nhẹ khẽ gật đầu, có truyền thừa lực bảo vệ, nơi này hắc ám năng lượng đối bọn họ trở ngại lại là tiến một bước suy yếu, tìm hai người, dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, Diệp Thần bên này. Hô! Diệp Thần xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh, lại là từ tử vong tuyến trên vùng vẫy mà qua, may mắn, trốn ra được. Nhanh lên rời đi nơi đây, ra mảnh thế giới này, lập tức biến dạng hư không rời đi đan vực. Thái Thần cũng là dặn dò. Ừ! Diệp Thần cảm nhận được liền dị động, ánh sáng chớp mắt, một bóng người rơi xuống ra, chính là nỏ hết đà Chu Uyên. Ho! Sâu màu đen máu không ngừng dòng nước chảy. Từ Chu Uyên thất khiếu bên trong phun trào, rất là đáng sợ. Cửu Thiên Linh Thảo, đúng, Cửu Thiên Linh Thảo. Diệp Thần vội vàng móc ra trong ngực màu xanh ngọn lửa, cho không được nửa điểm mà kéo sấp, lúc này liền là đem xé hai nửa. Bát quái thiên đan thuật thi triển, chậm rãi hội tụ đến Chu Uyên trong miệng. Kỳ quái, ta bát quái thiên đan thuật cũng không cách nào luyện chế này cùng nghịch thiên vật, như sinh phục linh thảo, thiếu thuốc phụ dẫn dắt, hiệu quả quá mức cương mãnh. Phải mau rời đi tìm phương pháp khác. Hôm nay Chu Uyên tình trạng, nói không chừng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không phải đánh bạc một chút,
Chu Uyên chống đỡ không mấy phút nữa liền sẽ bị không thời không hắc ám năng lượng hoàn toàn chiếm đoạt mà chết. Có thể ai đến hiện tại, được thua thiệt thông minh võ hồn tịnh hóa chi lực. Tìm được. Trong đó một tên tu la vệ cường giả hô to một tiếng, lúc này liền là có hai đạo khí tức mạnh mẽ hưởng ứng, xông lên trời không. Lại nhanh như vậy, Thái Thần cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, hết sức trì hoãn thời gian, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi và Chu Uyên thoát thân. Sau này, thằng nhóc này liền nhờ ngươi. Diệp Thần nghe xong lời này nhất thời cảm thấy không ổn, sinh lòng cảm kích hơn nhưng lại là lo âu người trước mắt an nguy, mới vừa muốn mở miệng, hai đạo thần mang rơi xuống đất, bất ngờ chính là đế gia hai đại cường giả tồn tại. Đế Tân, Đế Lạc. Chạy à, làm sao không chạy? Đế Lạc uy nghiêm cười một tiếng, tiểu quỷ cũng muốn mị trước Diêm Vương lên đường, ý nghĩ hảo huyền. Vèo, vèo. Tiếng xé gió theo nhau mà tới, mấy vị vô lượng cảnh cường giả đem ba người vững vàng bao vây. Một cái bị thương vô lượng cảnh, một cái bách giả cảnh, còn có một hôn mê chết đi tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đế Tân cũng là bĩu môi khinh thường, làm sao xem, đều là thiên hữu ta đế gia. Đám người nhìn ngồi xếp bằng chữa thương Thái Thần, cùng với gần chết hôn mê Chu Uyên, chỉ có một cái Diệp Thần thượng còn có đứng bản. Ta đây là muốn hỏi hai vị tiền bối một vài vấn đề. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đầu óc bên trong nhanh chóng xoay tròn, hồi tưởng lúc trước Thái Thần dặn dò, chỉ có thể nói như thế. Hắn tan mất quanh thân phòng ngự, đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc rửng rưng. Ngươi có cái gì tư cách đặt câu hỏi? Đế Tân cười to nói. Một bên Đế Lạc cũng là mắt sáng chớp động, cảnh giác nhìn Diệp Thần, ánh mắt tò mò tựa như cũng muốn biết được thằng nhóc này phô trương cái trò gì. Thánh thiên thần hỏa căn nguyên ở trên người ta, cưỡng ép chóc, chỉ sẽ đưa đến thần hỏa vẫn đời, cái mất nhiều hơn cái được. Các ngươi chỉ sợ cũng muốn vật này đi. Diệp Thần hai tay chia ra, lãnh đạm nói. À, Đế Lạc nhưng là nói tiếp, ngươi muốn cầm thần hỏa căn nguyên đổi một rõ ràng kiểu chết. Diệp Thần trừng mắt nhìn, lại không thể không chết. Đế Tân nhưng là kêu, không thể. Cũng được, hôm nay dù sao khó thoát khỏi cái chết, ta có thể chết tại hai đại cường giả tay, đổ cũng không tiếc. Diệp Thần thở dài một tiếng. Hừ, giao ra thần hỏa căn nguyên, ta có thể trả lời một ít ngươi vấn đề, cho một mình ngươi kiểu chết thể diện, giao dịch này như thế nào? Đế Lạc tà mị con ngươi chớp mắt, khẽ cười nói. Thánh thiên thần hỏa, cho dù là ở thái thượng thế giới cũng là tuyệt đối làm người ta đỏ con mắt tồn tại, trừ vậy sát phạt vô cùng hủy diệt lực bên ngoài, ở đan sư trong tay, lại là có thể hiệu lệnh vạn tộc căn bản. Hắn so với người bất kỳ đối với thần hỏa khát vọng đều mãnh liệt hơn, bao gồm Đế Tân. Ngươi hỏi đi. Mắt gặp Đế Lạc mở miệng, Đế Tân cũng là lạnh lùng đáp lại ba chữ. Cái này đế gia cổ ấn có gì mị lực để cho hai vị tiền bối như vậy tranh đoạt, vừa đã được tổ tiên truyền thừa, muốn cái này tượng trưng có ích lợi gì? Diệp Thần mở miệng hỏi ra mình vấn đề thứ nhất, nói cách khác, hai vị bất luận ai chấp trưởng cổ ấn, ngoài ra một vị vậy đều là ngồi ngang hàng tồn tại chứ? Đế Lạc uy nghiêm cười một tiếng, cổ ấn có thể trưởng toàn tộc khí vận mạch, còn như cặn kẽ, ngươi không cần biết được. Áo xanh tay áo bảo dưới, hai cây ngón tay nhỏ nhắn lộ ra, cũng làm chỉ kiếm, giấy lên màu xanh thẳm diễm mang, ta không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí, hai vấn đề cuối cùng. Sau đó ta đưa ngươi xuống địa ngục. Liền chính hắn đều là không chút nào ý thức được, sau lưng cách đó không xa Đế Tân, bằng bạc mặt nạ dưới, lại là mơ hồ vặn vẹo, thoáng hiện ra vẻ dữ tợn. Diệp Thần con ngươi híp lại, ngước mắt nhìn về Đế Lạc, lần nữa lên tiếng hỏi. Trước đây nghe Đế gia gia chủ từng tại đánh một trận bên trong đoạn tổn kinh mạch, tu vi không vào mọi người đều biết, cũng may có Tam gia riêng một góc trời, lập đế thì cờ lớn cùng đan vực tề thiên, thái thượng thế giới vũ hoàng cổ đế và tử hoàng tiên cung đều phải và các ngươi hợp tác. Đế Lạc đối mặt Diệp Thần thổi nâng từ không có động tĩnh, chán tới giữa không nhìn được vẻ hiện ra hết, Diệp Thần thấy vậy chính là thẳng mở miệng nói. Cái thứ hai vấn đề, Đế Lạc tiền bối đối với lần này có từng ôm nghi ngờ. Mọi người ở đây đều là yên lặng, liền liền Đế Lạc sau lưng Đế Trần đều là tròng mắt đông lại một cái vấn đề này ở ngôi miếu đổ nát bên trong gặp nhau lúc đó, hắn liền nghi ngờ đến nay. Đế Lạc nhưng là sững sốt cười một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu nói, từng có. Người còn lại một vấn đề cuối cùng, đầu ngón tay hắn màu xanh ra trời diễm mang chậm rãi ngưng tụ thành một chuôi gió lạnh, sáng bên trong lóe lên vô tận sát ý.
Diệp Thần ngước mắt nhìn thẳng Đế Lạc, một vấn đề cuối cùng chính là. Đế Tân tiền bối vậy trương mấy chục ngàn trở tới dưới mặt nạ màu bạc dung nhan là vì sao? Hắn đang đánh cuộc Đế Lạc sẽ không giết hắn, cho dù là khiêu khích hắn ranh giới cuối cùng, bởi vì cùng là đan sư, Diệp Thần tuyệt đối rõ ràng Thánh Thiên Thần Hỏa và Đạo Linh Lửa đối với một vị sắp đặt chân thái thượng thế giới cao cấp đan sư sức dụ dỗ. Từ vấn đề thứ nhất bắt đầu, Đế Lạc chưa từng có quá nhiều phản ứng, Diệp Thần chính là biết được, hắn có một đánh cuộc tư cách. Ha ha, trò chơi kết thúc. Đế Lạc đầu ngón tay thần hỏa mũi thẳng đâm ra, hắn trôi giạt áo xanh hạ trong mắt dùng mình 10 phần. Suy rồi. Ngoài dữ liệu của mọi người phải, Đế Lạc cũng không thời gian đầu tiên đối Diệp Thần ra tay. Tam gia. Gia chủ. Ánh đèn lấp lóe giữa một màn quá mức kinh thế hãi tục. Đế Lạc lại là hắn không phòng bị chút nào dưới tình huống, đem kiếm phong điều chuyển hướng Đế Tân. Rắc rắc. Vừa đúng lúc Diễm Mang mở một cái hai nửa, rạch ra vậy dưới mặt nạ dung nhan, bao gồm Đế Lạc ở bên trong mọi người đều là sửng sốt một chút. Đế Hải. Tâm trạng rối loạn trong nháy mắt, thanh linh thần Diễm ánh sáng cũng là một hồi lay động, vậy rơi xuống đất bằng bạc mặt nạ lên tiếng đáp lại hóa thành cho tàn. À, vậy trương vặn vẹo giữ tợn gương mặt. Một nửa hơi có vẻ tuấn mỹ cùng Đế Lạc giống, một nửa kia nhưng là đã sớm chết người khuôn mặt. Đế Hải. Vì sao, đế ấn huyết mạch áp chế lực lại sẽ bá đạo như vậy? Đế Tân đau quát một tiếng, khó khăn mở miệng nói. Lúc đầu, mới vừa lại là không phải hắn bản nguyện yên lặng, mà là miệng không thể nói. Phốc suy. Thái thần khóe miệng rỉ ra một chút máu tươi, Đế Trần mở miệng nói, là tên kia ở lấy huyết mạch lực luyện hóa đế ấn. Lúc này Đế Lạc mới phát hiện, mình ra thịt dưới, mơ hồ có một chút đường vân đang lan tràn sinh trưởng, mặc dù vô cảm, nhưng hắn nhưng là đối với vậy cổ tịch bên trong ghi lại gông xiềng ấn, không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi dám! Đế Lạc không để ý cái khác, lúc này liền là hướng thái thần liều chết xung phong, uy áp kinh khủng ngay tức thì tung bay tại chỗ tất cả người. Phịch! Một tiếng rên, để cho tất cả người bất ngờ là ngăn lại hắn, lại là Đế Tân. Hoặc là nói, là Đế Hải. Tại sao, Đế Lạc một số gần như điên cuồng, trước mắt tên này lại ngăn trở mình, một khi Thái Thần thành công luyện hóa đế gia cổ ấn, trong phút chốc chính là có thể chóc tự thân khí vận, thậm chí xóa bỏ. Hắn Đế Tân như nhau không ngoại lệ. Oanh! Đế gia lão tổ truyền thừa nguyên thủy đế rõ ràng thượng thiên hiển hách uy danh, màu vàng kim đại lộ phù lục từ Đế Tân ngực phun trào, mỗi một bùa văn hiện ra hư không. Đều là từ nổ lên tới, tiếng nổ thật to xé nát thế giới hỗn độn thương khung. Này cùng tự bạo hành vi, liền Đế Lạc đều là hoàn toàn xem hoa mắt, dù là hắn có thông thiên thủ đoạn, vậy không dám đối mặt với một vị đem truyền thừa tự bạo vô lượng cảnh võ giả à. Lão Tam, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ta nhưng ngày xưa nhân quả thôi. Một hồi trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang vọng vang lên, Đế Tân tự lẩm bẩm, chỉ bất quá thanh âm này không còn là Đế Tân thanh âm. Mà là chết thật lâu Đế Hải. Đế Hải, ngươi không phải đã sớm thần hồn câu diệt, vì sao? Đế Lạc hoàn toàn thất thần, vậy ngăn trở người mình, không phải Đế Tân, là mình vậy đã sớm chết năm tháng vô tận nhị ca Đế Hải. À, Đế Hải, ta muốn giết ngươi. Cùng cổ thân thể, hai cái thanh âm bất đồng ở giao hỗ, Đế Tân tiếng hét phẫn nộ bên tai không dứt, Đế gia tổ tiên truyền thừa, bị hắn đoạn đi, tự bạo kinh mạch. Đế Lạc. Ngăn cản hắn, một khi gia tộc cổ ấn bị dung hợp, người cũng khó tránh khỏi bị thanh toán kết cục. Đế Tân tựa hồ chiếm cứ mình thân thể, cuồng loạn thanh âm vang lên. Oanh! Lại là một đạo kim ấn phá thể ra, sán màu vàng kim phù lục trên không nổ tung, hư không gió bão lan tràn ra, từng tia hắc ám năng lượng thà rằng co quấn quanh, rất nhiều vô lượng cảnh cường giả bao gồm Đế Trần ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt trầm xuống. Không tốt! Nơi này không gian muốn sụp đổ, bọn họ muốn chạy trốn. Đế Lạc sắc mặt tái xanh, nhưng làm sao đế gia tổ tiên truyền thừa tự bạo, liền hắn đều bị ảnh hưởng đến trong đó, có trọng thương rơi xuống nguy hiểm. Lão Tam, năm xưa ngươi bị đám kia lão già kia lừa gạt, ta không trách ngươi, cũng sẽ không truy cứu cùng ngươi. Như ngươi ngăn trở, đế gia liền không có cần thiết tồn tại. Đây là Đế Hải thanh âm. Đế Lạc nghe vậy. Lúc này liền là quát to, nhị ca, chớ có xung động, thế giới hỗn độn một khi vỡ nát, không không lúc nào không lưu lại hắc ám năng lượng đem sẽ lan tràn thái thượng thế giới, đan vực đem sinh linh đổ thán. Đại thế tương khởi,
không có ở đây đổ nát bên trong niết bàn, liền ở đổ nát bên trong diệt vong. Đế Hải thanh âm truyền ra, toàn cho dù là hướng về phía dưới Thái Thần nói. Con ta, là cha bảo vệ ngươi duyên hôm nay tức chỉ, lựa ngày dậy, đế ấn đóng dấu ngươi thân, có ngươi ở địa phương, chính là đế thị. Ha ha ha, truyền thừa không ngừng, nhưng ngươi ở luân hồi trận doanh bên trong, đế gia tất nhiên sẽ ở thái thượng thế giới vấn đỉnh. Bảo thủ không chịu nổi đế gia, táng diệt bụi bặm bên trong đi. Đế Hải thanh âm lạnh như băng vang vọng ở thế giới hỗn độn bên trong. Phịch, đế tân nửa cái thân xác vỡ nát, gào thống khổ tiếng không ngừng, tiếng kêu thê lương xuyên thấu chư thiên. Năm đó vì gia tộc đạo nghĩa, các ngươi thua ta cũng thôi. Mà nay đế thị duy nhất thuần huyết truyền nhân, con trai ta, các ngươi cũng muốn hại hắn. Phịch, lại là một tiếng rên, đế tân thân xác nửa người dưới toàn bộ hóa thành một đoàn xương máu, phổ biên màu vàng phù văn phóng lên cao. Đế Hải, năm đó ngươi lấy căn nguyên lực giúp ta khôi phục tu vi, chính là vì ngày này. Ngươi sớm biết hết thảy. Ta hận à. Đế tân không cam lòng thanh âm truyền ra, đế gia cổ ấn lực áp chế quá mức khủng bố, liền liền lúc này đế lạc, giữa lông mày đều là một món dấu vết mơ hồ có thể gặp, hắn ý chí ở dần dần bị làm tan rã. Ho! Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn Thái Thần lại là phun ra một ngụm máu tươi, luyện hóa đế gia cổ ấn tựa hồ được hai người siêu cấp cường giả ý chí chống cự ngăn trở. Sắc sắc! Thế giới hỗn độn bao la hư không lần nữa phát ra một tiếng nổ vang, cuối chân trời phá vỡ một đường khe hở, không không thời không hắc ám năng lượng giống như là quả bóng xì hơi vậy, hướng ngoài bầu trời phun trào lên. Gay gâu, sông đại hỏa! Diệp Thần ngước mắt nhìn về một màn quỷ dị này. Giờ phút này thiên ngoại ngân hà mơ hồ có thể gặp, ngọn lửa màu đen cháy muôn vàn tinh thần, lan tràn hướng chỗ sâu, vô số viên đại tinh ánh sáng ảm đạm, tắt thẳng đến biến mất. Ngươi coi là thật muốn phá hủy đế gia không được. Đế Lạc thanh âm khàn khàn gào thét, giờ khắc này hắn thật sợ. Cái này đan vực tề thiên, lực áp mọi người nho nhã nam tử, giờ phút này bị cổ xưa đế ấn trói buộc, con ngươi bên trong hiện ra hết vẻ sợ hãi. Bằng ngươi hai người cũng muốn làm đế thị bị long đong, vọng tưởng. Đế tân ở nơi này tuyệt vọng thời khắc động thân, nhìn đế lạc mở miệng nói, lão tam, ta vì ngươi tranh thủ một đường sinh cơ. Bằng hắn thực lực muốn phải hoàn toàn luyện hóa đế ấn, còn cần thời gian, sau khi trở về lập tức tru diệt người này. Một nửa dữ tợn một nửa bình tĩnh gương mặt tới giữa, quỷ dị âm sắc thay nhau, đế tân đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao chết đi đế hải sẽ? Ở trên mình ngươi, đế lạc cũng là tuyệt đối không nghĩ tới sớm đáng chết đi vạn năm người, lại sẽ trở thành là khuấy động thế giới hỗn độn chuyến đi kỳ thủ. Ta ngươi ân oán hôm nay chấm dứt, nhưng tiêu diệt đế thị, đừng hòng. Đế tân tiếng hét phẫn nộ vang khắp, cho ta bảo. Oanh! Một đạo kim sắc đại ấn từ thương khung hạ xuống, đó là đế gia lão tổ ban cho hắn cao nhất truyền thừa. Hôm nay cái này minh mông sức mạnh to lớn bị hắn tu vi dẫn dắt, hóa thành một đạo kim ấn, muốn cùng mảnh thế giới này cùng hóa thành bụi bặm. Đế ấn vốn không nên xuất thế, nếu đến bước này, vậy thì cùng lưu lại đi. Tàn phá bừa bãi kim mang đổ ánh nguyên phiến chân trời, sáng tỏ một bộ ánh mặt trời lặn tây rơi xuống trước sau cùng yên lặng hình ảnh. Rắc rắc, rắc rắc, loang lổ thương khung chậm rãi rạn nứt, vô tận hắc ám năng lượng phun trào. Nhấc lên gió bão lực đánh thẳng vào giới này hết thảy. Hụ hụ, vô lượng cảnh cường giả tự bạo, đủ để làm được bát phương mất đi, hơn nữa đế gia tổ tiên kinh khủng truyền thừa lực, may là lấy Thái Thần lực lượng, giờ phút này cũng bị chấn thần hồn rạn nứt, bất đắc dĩ cắt đứt cùng đế ấn tiếp tục dung hợp. Hô, cảm nhận được huyết mạch bên trong lực áp chế yếu bất phân nửa, trước nhất dẫy khỏi khốn đế lạc nhìn Thái Thần cùng Diệp Thần một mắt, tràn đầy sát ý lập để bụng đầu. Phịch. Phịch, phịch, tiếp liền mấy tiếng rên, sau lưng mấy người đã bị đế ấn lực áp chế một số gần như phai mở ý chí, vô lượng cảnh tu vi, ở đế ấn dưới ảnh hưởng, bao gồm đế trần đám người ở bên trong đã là nỏ hết đà. Một đoàn đoàn xương máu bạo tán ra, không không thời không hắc ám năng lượng chiếm đoạt vậy đang không ngừng trầm trọng hơn, như lại còn đứng đầu chiến lực tử trận, đế gia thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Tam ca, lấy đế trần thực lực kinh khủng. Giờ phút này đều là suýt nữa chết, nếu không phải người trước mắt trợ giúp, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chờ đợi đế lạc lần nữa phục hồi tinh thần lại, Thái Thần cùng Diệp Thần bóng người đã đi xa,
hướng vậy không giữa khe hở chui vào. Không tốt, vậy tiểu tử tinh thông không gian ý chí, đế gia chủ thành không gian tọa độ hắn hẳn rõ ràng, tam gia, chúng ta nếu không động thủ nữa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Tu La vệ mấy tên cường giả nhưng mà lãnh hội qua Diệp Thần thủ đoạn, không gian ý chí xác thực cũng coi là một loại khó dây dưa thủ đoạn, một khi bọn họ rời đi mảnh thế giới này, giống như là du long về biển. Muốn đi. Đế Tân thanh âm vang vọng ở cả tòa không gian bên trong, kim ấn lực lượng mặc dù đang không ngừng tiêu tán, nhưng lực tàn phá kinh khủng nhưng là còn đang tàn phá. Rắc rắc. Diệp Thần cùng Thái Thần các người nhà không gian nháy mắt khắc sụp đổ, ở kinh khủng gió bão lực nhấc lên sát phạt hạ, Thái Thần ngay tức thì chính là hóa thành một tôn người máu, tùy ý Diệp Thần thi triển chư nhiều thủ đoạn, cũng là chuyện không ích gì. Phịch. Diệp Thần cánh tay phải hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Cho dù là có Thái Thần khuynh lực bảo vệ, ở nơi này vậy kiểu tập kích tự sát dưới, cũng là ngay tức thì gặp nặng. Cũng may bát quái thiên đan thuật và luân hồi thần thân thể đang không ngừng tu bổ. Vèo. Sống chết nguy mất để gặp, Thái Thần chỗ ngực, một đạo màu tím máu tươi bão tố ra, cổ xưa đế ấn tựa hồ cảm nhận được liền chủ nhân triệu hoán, lại là ngưng tụ thành một đoàn quang thuẫn, đem hai người bảo vệ ở trung tâm. Phụ thân. Thái Thần khó tin nhìn trước người lơ lửng hư ảnh, chính là lúc trước đã từng xuất hiện ở Đế Tân trên mình Đế Hải. Hai tử, người thật trưởng thành. Trước mắt hư ảnh ném tới ánh mắt tán dương, ánh mắt tới giữa tràn đầy nhu hòa nụ cười, cùng lúc trước cái đó sát phạt quả quyết hở một tí muốn diệt tộc nam tử, chừng như hai người. Phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao đế ấn sẽ như vậy? Thái Thần định dẫn động đế ấn lực lượng thoát thân. Nhưng là trong vô tình thức tỉnh bên trong đế hải thần hồn, cái này một chàng nguyên bản ngươi truy đuổi ta trốn chiến đấu, lại là miễn cưỡng đánh bể nhất giới. Diệp Thần hơi thở có chút phù phiếm, cứ việc có luân hồi huyết mạch và linh bia nghịch thiên năng lực khôi phục, cũng là không khỏi huyết khí thiếu hụt, khó nén trắng bệch vẻ. Yên tĩnh năng lượng lãnh vực bên trong, Diệp Thần thô trọng tiếng thở dốc này thay nhau vang lên. Hô! Đế hải đối trước mắt luân hồi chi chủ nhìn thêm mấy lần. Ở nơi này phiến vô lượng cảnh đều là khó nén xu thế suy sụp màn hình, một cái bách giả cảnh 6 tầng thiên võ giả lại có thể sống sót. Thì ra là như vậy. Lại tựa hồ là như có điều suy nghĩ, đế hải quay đầu nhìn về Thái Thần, hài tử, cái này nhất thế ngươi đường so với ai khác đều phải khó đi, là cha có lỗi với ngươi. Thái Thần nghe vậy, thân hình kịch liệt run lên, lại nghe được người đàn ông mở miệng giải thích, năm xưa ta nắm trong tay đế ấn, cự tuyệt vạn khư vũ hoàng cổ đế. Nhưng sai liền sai ở tin cái này nhất tộc, làm lực lượng cường đại đến không người sánh bằng bước, người chính là dị loại. Đế hải tự giễu cười một tiếng, ta chết, mang cho nhất tộc an tâm, vậy phò hộ liền ngươi. Ta, Thái Thần đang nhìn mình phụ thân, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đế gia đã đi lên không cách nào vãn hồi đường, cái này nhất tộc một ít người, cần quét sạch. Năm xưa vì ngươi, ta đã từng cùng Đế Tân lập được thề ước. Lấy thần hồn lực giúp hắn khôi phục tu vi, giá phải trả chính là, lấy đại thần thông phong ấn ngươi khí cơ, thái thượng bên trong thế giới, không người có thể tìm được ngươi. Chỉ cần hắn không nhúc nhích đế ấn tâm tư, như vậy ta cái này một nửa lưu lại ở đế ấn bên trong thần hồn, vậy vĩnh viễn sẽ không có hiện thế một ngày. Đáng tiếc, đế hải ánh mắt bên trong có sát ý, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cuốn vào đến cuộc phân tranh này bên trong. Thái Thần giờ phút này nhưng là hạ định quyết tâm, lúc trước đế gia lão tổ trông đợi, cũng bị hắn lời nói dịu dàng tướng cự, hôm nay lại là mình phụ thân. Ta không chỉ muốn cuốn vào, ta còn muốn lắng xuống cuộc phân tranh này, phụ thân chết, sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cái này nhất tộc do ta để chỉnh bữa. Đế hải đầu tiên là ngạc nhiên, chợt cao giọng cười lớn, cất cao giọng nói, ta đế thị, trở về hay là tức vô số, ha ha ha. Đi đi. Hải tử, đế phong hoa ở chờ ngươi. Đế hải hư ảnh dần dần tan rã, cuối cùng một đạo thần niệm lộ ra, cho Thái Thần truyền thứ nhất tin tức, người sau nghe vậy run lên. Giao cho ngươi, hải tử. Sắp nổ tung quang thuẫn trong nháy mắt quay về khép khí thế kinh khủng, kẹp theo Thái Thần cùng Diệp Thần các người, thẳng ở màu vàng gió bão cuộn sạch dưới, chui vào vết nứt không gian cuối, biến mất không gặp. Đế hải. Trong hư không quanh quẩn đế tân không tiêu tan oán hận tiếng, thương khung vỡ nát trong nháy mắt, đế lạc mang theo đám người chạy trốn xa đi, quay đầu lại nhìn về cái này vỡ nát nhất giới, quanh thân nhộn nhạo xanh màu vàng kim biển lửa. Một cái hai màu đan long từ bao la trong tinh không lộ ra,
không thể để cho cái này hắc ám năng lượng chiếm đoạt đan vực, cùng theo giới này, táng diệt đi. Đế Lạc chỉ một cái nhẹ một chút, thế giới hỗn độn bên trong kim ấn đột nhiên bạo tán ra. Oanh! Sau một nén nhang, đế gia chủ thành bầu trời, trung tâm quảng trường đã là rộn ràng xuất hiện không ít bóng người. Theo lý mà nói, tổ điện thần môn đem vào thời khắc này lần nữa mở, nghênh đón mọi người trở về. Lão gia, người nói bên trong tình huống chiến đấu như thế nào? Mặt như thiếu niên đan tôn ngáp một cái, khẽ cười nói. Ngồi ở đối diện râu quai nón người đàn ông toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn trước mắt rằng co bàn cờ, trong tay một con trai chậm chạp không rơi. Ca, nguyên bản cần phải phá hiểu nắng ban mai mà hiện ra tổ điện thần môn bên trên, lại là lan tràn nổi lên một chút loang lổ vết rách. Ừ, cái này một chi tiết, ngay tức thì nhưng là đưa tới mấy người cao mày, bao gồm đánh cờ hai người. Thần môn hiện ra, hôm nay dược điển nên đúng kỳ hạn cử hành, cửu chuyển hái linh đan hiện thế. Ta đan vực đem ra đời một tên siêu cấp cường giả. Ngươi nói đan dược này có thể hay không bị tử hoàng tiên cung sứ giả lấy đi. Dẫu sao thái thượng công đức chiến lập tức tới ngay tới, tử hoàng tiên cung thêm chú sự việc không phải số ít. Cửu thiên linh thảo có thể vật không tầm thường, không biết đế gia có thể hay không đem tìm về. Đám người bên trong, ôm thanh âm nghi ngờ mặc dù nhỏ, nhưng cũng là có thể nghe rõ ràng. Xuyệt, ngàn vạn đừng để cho đế gia người nghe được. Nếu không chúng ta đều phải chết. Rắc rắc, lại là một tiếng vang thật lớn, đế gia chủ thành bầu trời, chậm rãi mở ra nửa phiến thần môn ngay tức thì vỡ ra. Oanh, vô cùng hơi thở kẹp theo một chút u ám năng lượng xông ra, ngay tức thì chính là vét sạch cả tòa trung tâm quảng trường, rất nhiều võ giả lúc này là miệng ói máu đen, rối rít ngã xuống đất. Không tốt, đan tôn ngước mắt nhìn lại, một đoàn màu tím quang thuẫn hiện ra hư không. Hóa thành lau một cái lưu quang ngay tức thì xé rách đế gia kết giới, hướng thánh đan thành phương hướng lao đi. Tuyệt không thể để cho vậy hắc ám năng lượng phá hủy thánh đan thành, cho dù là đế gia không còn tồn tại. Thánh đan thành thành chủ hình mạnh giờ phút này trong mắt đông lại một cái, trầm giọng nói. Mặt như thiếu niên đan tôn nhẹ khẽ gật đầu, đế gia sự việc ngươi để giải quyết, ta đi thánh đan thành. Rất hiển nhiên, một khi mất khống chế. Như vậy đế gia thành tựu đứng mũi chịu sào tồn tại, nhất định là muốn chém đi. Hôm nay trạng thái, cũng chỉ có và đế hải cùng cảnh giới hình mạnh có thể ứng đối, thần môn đã nổ tung, mất đi ngăn trở hắc ám năng lượng một khi lan tràn tới, đế gia chủ thành, đúng là cái kế tiếp khu hỏa hoãn. Đáng chết! Một tiếng gầm lên ở đó lay động rớt xuống nửa phiến thần môn chỗ truyền ra, hình mạnh nghe vậy, vẻ mặt hơi có vẻ buông lỏng, đó là đế lạc thanh âm. Vèo! Vèo, vèo, đế lạc huynh, vậy nhất giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hình mạnh chỉ thấy được đế lạc cùng sau lưng chật vật mấy người, bên trong tình trạng bi thảm vậy hơi dự cảm được một hai. Đế lạc sắc mặt tái xanh, nhìn trung tâm trên quảng trường thảm trạng, dừng một chút trầm giọng nói, xảy ra chuyện, vậy nhất giới, vỡ nát. Hình mạnh nghe vậy, lúc này thất sắc. Vỡ nát, bất quá không sao, ta đã lấy được tổ tiên truyền thừa. Vậy nhất giới đã chấn áp, muốn không được bao lâu, ta sẽ đột phá, đến lúc đó cái này mỏng manh hắc ám năng lượng, không đủ gây sợ hãi. Đế lạc sau lưng màu xanh thảm hư ảnh bên trong, mơ hồ có thể gặp không thuộc về thái thượng thế giới lực lượng ở hiện ra, đó là nhàn nhạt màu vàng phù văn, uy áp đan vực đại lộ quy tắc. Chúc mừng tam gia! Chúc mừng tam gia! Từng tiếng chúc mừng tiếng bên tai không dứt, đến từ các phe thổi nâng chen chúc tới. Đối với cùng đi đến nay không về đế tân, nhưng là ăn ý không người hỏi han. Tu la vệ mấy tên cường giả thấy vậy, rối rít mắt lộ ra bi thương sắc, tất cả loại khổ sở, chỉ có tự biết. Các ngươi mấy người như nguyện ý đi theo cùng ta, thù này ta sẽ khuynh lực tương báo, ở sau đó, trả lại ngươi cùng tự do. Đế lạc không hổ là lôi kéo lòng người hảo thủ, chỉ là để lại một lời, chính là làm được tu la vệ cường giả thân hình run lên. Các vị! Cửu thiên linh thảo đã nơi tay, nhưng hôm nay tổ điện thần môn hư hại, ra chút sơ suất, dược điển tạm định tại 10 ngày sau cử hành. Một bộ trôi giạt đồ xanh cứ việc đã nhuốm máu, nhưng đế gia tam gia chắc tuyệt khí chất vẫn là không giảm. Đối mặt đầu ngọn gió tránh kính tam gia, còn sót lại đế tân bộ hạ cũ giận mà không dám nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, vậy ta liền còn được quấy rầy mấy ngày. Hình mạnh con người đông lại một cái, mở miệng nói, chuyện này nhất định có mở ám,
hắn tự nhiên không thể phất đế ra mặt mũi, một khi chuyện không thể là, hắn cũng có thời gian đầu tiên truy cứu trách nhiệm cái khác phương án. Ha ha ha, đế gia hiếu khách, thành chủ đại nhân an tâm ngây ngô chính là. Cùng lúc đó, Thánh Đan Thành. Diệp thần và thái thần trạng thái không được tốt lắm. Làm sao, mấy vị liền muốn như vậy rời đi. Ngay tại thái thần và diệp thần các người chuẩn bị rời đi lúc đó, đột nhiên một tiếng khẽ quát, cản lại thái thần bọn họ. Màu tím kia quang thuẫn tiêu tán sau đó, hấp hối mấy phần hắc ám năng lượng cũng bị đan tôn hấp thu, lấy trong cơ thể hắn đan hỏa luyện hóa, nơi đây cũng không phải là không không lúc nào không, mười không tích chữ một hắc ám khí tức, cũng không ảnh hưởng người tới chỗ này. Đan tôn. Diệp thần nhìn về cái này mặt như thiếu niên, thậm chí so với mình còn muốn non nớt mấy phần gương mặt, hắn trong lòng có chút ngưng trọng. Trước mắt cái này, nhìn như trẻ tuổi, tuổi tác cũng không thấp, hắn tu vi nhưng mà không kém chút nào đế gia tam gia tồn tại. Đứa nhỏ, lão phu từ ngươi vào thành bắt đầu liền đối với ngươi khá cảm thấy hứng thú, như thế nào, có không có hứng thú làm ta đệ tử quan môn? Đan tôn ha ha cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi nói. Tiền bối nói đùa, đạm đài tiên tử chế thuốc thiên phú có thể nói khủng bố, theo lý là của ngài người nối nghiệp mới là, như vậy đùa giỡn vãn bối, nhưng mà hại chết ta. Diệp thần cười một tiếng, mặc dù người trước mắt cũng không hiện ra sát ý, nhưng là cho diệp thần cực lớn áp lực. Người đây là đang cự tuyệt ta. Đan tôn mặt cười chúm chím ý, giả vờ tức giận nói. Ta cũng không dám, chỉ bất quá chuyện quan trọng trong người. Đích xác là không cách nào lưu lại ở chỗ này quá lâu. Diệp thần dò xét tính nhìn người trước mắt thần sắc, vẫn là thất vọng. Hắn không nhìn ra bất kỳ sơ hở, trong lòng làm một nhịn đau bỏ những yêu thích quyết định nói tiếp, vãn bối đi huyền yêu vực xác thực có chuyện quan trọng, chỉ hoãn không được. Ngay tại mới vừa, hắn cửu hỏa lệnh bài thoáng hiện một đạo tin tức, là kỳ lân vực tọa độ, chính là phượng viêm cửu tin tức truyền đến. Đối với tiểu kỳ lân thương thế, đã là vội vàng ở trước mắt. Vãn bối cả gan, mời tiền bối thay thế giữ một vật. Diệp thần cười từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra nửa đoạn nhỏ cửu thiên linh thảo. Đây là, đan tôn cảm nhận được vậy ấm và khí tức ngay tức thì, lúc này liền là vẻ vui mừng vạch qua. Chuyến này, ta họa phúc khó liệu, này cùng nghịch thiên chí bảo nếu như chạy mất, không bằng ngược lại là tặng cho tiền bối, nếu như ta có thể bình an trở về, từ sẽ đến cửa. Diệp thần nói xong, không nói lời nào liền đem cửu thiên linh thảo, cái này vô số vô lượng cảnh giới cường giả đều là cướp bể đầu ra thần thảo hai tay đưa lên, tặng cho liền trước mặt nam tử. Một bên thái thần than thầm một tiếng, không hổ là luân hồi chi chủ, giỏi một cái lấy lui làm tiến. May là lấy đan tôn định lực, cũng là bị diệp thần hành động này nơi khuất phục, cười lớn một tiếng. Giỏi một cái thông minh tiểu tử. Xem ra đế gia chuyến này là tiền mất tật mang rồi. Nếu thứ thiệt cửu thiên linh thảo ở trước mắt tiểu tử trong tay, như vậy đế gia dược điển vậy không sao cả. Đan tôn thiếu niên vậy tuấn tú trên mặt mũi thoáng qua một chút nghiền ngẫm, ta nói hữu hiệu như cũ, huyền yêu vực chuyến đi, ta tặng ngươi một vật. Một đoàn mông lung lại nhu hòa chớp sáng phiêu hướng diệp thần trong tay, nhìn chăm chăm nhìn một cái, lại là một chuôi hiện lên sâu hắc vẻ cây lược gỗ. Đây là ta vật tùy thân, thái thượng thế giới rất nhiều vực bên trong rất nhiều thế lực hoành hành. Trong đó không thiếu có người đối với nhân tộc coi là kẻ thù, nó có thể giúp người miễn đi một kiếp khó khăn. Như thác vậy mái tóc dài trôi giạt, đan tôn cười một tiếng, cũng coi là trả ngươi tình, ta chờ ngươi từ vậy vực trở về, mang theo vật này có thể đến thái thượng núi tìm ta. Thánh thiên thần hỏa này cùng chí bảo chỉ dùng tới giết lục, không khỏi có chút quá mức phí của trời. Cái trước khẽ lắc đầu một cái, không ngăn cản nữa diệp thần cùng thái thần các loại. Xoay người chính là hướng dòng người bên trong đi tới, ngay chớp mắt, cũng đã thể vào trong đó không gặp. Lão này, vậy không đơn giản. Thái thần hít sâu một hơi, hắn cho người chuôi này cây lược gỗ, ta mới vừa nhìn rồi, không có bất kỳ dị thường. Đối với diệp thần an nguy, thái thần vẫn là hết sức để ý. Đối mặt bỗng nhiên tới trước đan tôn, hai người vậy sờ không rõ lai lịch của đối phương, hôm nay nếu thật ở nơi này thánh đan thành bên trong giao thủ. Sợ rằng ngay tức thì liền sẽ đưa tới đế gia cường giả truy kích. Trước mắt xem ra, hắn đối với chúng ta không có địch ý. Diệp thần nhìn một chút trong tay vật kiện, nhẹ giọng nói, hắn đoán chừng liền ta còn sẽ đi tìm hắn, khi đó coi như khó mà nói. Hình ảnh quay về. Đế gia chủ thành, đại sảnh nghị sự.
Lúc này mọi người diễn cảm vui buồn nửa nọ nửa kia, mọi người đang ngồi người đều là cùng theo đế tân cùng đế lạc cùng đi thế giới hỗn độn đích gia tộc hạch tâm, đối với này gian trải qua như thế nào, đã không cần nhiều lời. Tam gia, chúng ta nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Ngột ngạt yên tĩnh phòng khách bên trong, một tiếng dứt khoát đầu gối đập thanh âm truyền ra, chính là Tu La vệ thủ lãnh. Nguyên bản chấp trưởng tại đế tân dưới quyền Tu La vệ, hôm nay còn sống 5 người, mỗi một tên đều là thực lực mạnh mẽ vô lượng cảnh cường giả, ước chừng 5 tôn, thả vào thái thượng thế giới bất kỳ một vực, đều là đủ để uy hiếp tứ phương tồn tại. Đế Lạc đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, đối mặt Tu La vệ mấy người, hắn chậm rãi mở miệng nói. Vẫn là câu nói kia, đế tân thù ta tự nhiên sẽ tìm, ở chỗ này sau đó, trả các ngươi tự do. Trên đại điện một lần nữa lâm vào yên lặng. Tam ca, dược điển chuyện làm thế nào? Đế Trần nhướng mày một cái, mới vừa trên quảng trường Đế Lạc đã chính miệng nói rõ 10 ngày sau cử hành, hôm nay cửu thiên linh thảo bị Diệp Thần thừa cơ chui cướp đi, chuyện này, chỉ có người ở chỗ này rõ ràng nội tình. Không sao, bọn họ chính là chạy đến chân trời góc biển. Ta cũng có biện pháp tìm về tới. Đế Lạc khoát tay một cái, hướng về phía Tu La vệ mấy người phân phó nói. Các ngươi mấy người, theo lão tứ đi một chuyến tịch diệt điện. Nếu đế hải hiện thân, tất nhiên sẽ nói cho hắn hài tử sự kiện kia, vậy tịch diệt điện chính là bọn họ đất phải đi qua. Đế Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ gật đầu. Thánh Đan Thành bên ngoài. Tịch diệt điện. Ừ, Thái Thần nói tiếp. Như không có lần này tổ điện chuyến đi, ta vốn dự định mang Chu Uyên đi tịch diệt điện, cùng ta vậy tiểu thúc một tự, cái này hôm nay xem ra, ngược lại không được không đi. Năm xưa ta phụ thân chết, có chút nội tình tiểu thúc có lẽ biết được, ở sau đó, hắn chính là thoát khỏi đế gia dạo chơi bốn phương, coi như, cũng là trong tộc năm đó thiên tư nhất là bạt tiêm người, bất luận là võ học thành tựu hoặc là thiên phú luyện đan đều là cực kỳ khủng bố. Bỏ mặc như thế nào? Đế Phong Hoa cũng gánh nổi đế thị người thứ nhất danh hiệu. Lúc này Chu Uyên nguy ở một sớm một chiều, Thái Thần dung hợp đế ấn vội vàng ở trước mắt, Đế Lạc đám người đuổi giết chỉ sẽ phân tới, cũng chỉ có tịch diệt điện mới là an toàn. Chờ ta dung hợp đế ấn, tùy ngươi cùng đi huyền yêu vực, vậy thêm mấy phần bảo đảm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn còn chưa yên tâm Diệp Thần một người xông huyền yêu vực, dẫu sao đã đắc tội một khối cự phách cửu hỏa thần điện. Diệp Thần đối mặt Thái Thần mời, suy tư sau một lúc lâu vẫn là khẽ gật đầu một cái nói, mới vừa Phượng Viêm cửu truyền đến tin tức, là Kỳ Lân vực tọa độ. Ít ngày nữa Kỳ Lân vực sẽ lại xuất hiện thế gian, tiểu Kỳ Lân thương thế đã không thể kéo dài được nữa. Thái Thần cũng là lo âu Diệp Thần an nguy, cửu hỏa thần điện cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật, lần trước ở đế gia trong tay ăn biết, hôm nay một khi vậy Phượng vô cụ giả thanh toán nợ cũ, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, còn sống tỷ lệ mong manh. Phượng Viêm cửu tiền bối làm người, ta vẫn là rõ ràng. Diệp Thần tỏ ý Thái Thần an tâm, cũng biểu thị mình có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, coi như thật xảy ra chuyện, nhâm tiền bối vậy sẽ ra tay, người yên tâm. Cũng tốt, ở chỗ này phân biệt, cũng ít đế thì chặn đánh, ta sẽ thả ra tiếng gió, cửu thiên linh thảo ở trên người ta tin tức, có chút nợ, hiện tại liền bắt đầu thanh toán đi. Vừa nghĩ tới trong cơ thể hắn thần bí kia huyết hoàng tộc nữ đế cùng với sau lưng hắn hộ đạo giả Nhâm Phi Phàm, Thái Thần cũng là không nhiều lời nữa, chỉ là dặn dò Diệp Thần vạn phần chú ý sau đó, chính là mang Chu Uyên bước lên đi tịch diệt điện con đường. Rất nhanh, Diệp Thần lần nữa đi tới huyền yêu vực. Thời gian, hắn cũng nghe được liền rất nhiều thanh âm, đều là liên quan tới Kỳ Lân vực lại xuất hiện. Ngày xưa, huyết nguyệt yêu môn môn chủ bà quân lúc còn trẻ. Đã từng đặt chân qua vậy một vực, thành tựu trẻ tuổi một đời dẫn quân một người trong, sát vũ mà về. Ta nghe, trận chiến ấy bạc quân môn chủ tổn thương huyết mạch căn bản, nếu không, bằng thiên tư của hắn, đã sớm đặt chân chính xác tiên đế. Cửu giao nhất tộc cũng chết tổn thương thảm trọng, Kỳ Lân vực nội kinh qua cướp, vạn khư cường giả đã sớm bước vào trong đó, bảo bối đã sớm lưu lạc bên ngoài, nơi đó bất quá là một trống rỗng thôi. Hôm nay Kỳ Lân vực sát phạt hơi thở sâu hơn, rất nhiều võ giả không sợ sống chết đặt chân, chỉ là vì vậy một hư không mờ mịt truyền thừa. Hỗn độn Kỳ Lân cũng diệt tuyệt, mặc dù có truyền thừa, lại có ai có thể thừa kế. Chẳng lẽ là vậy gần đây nháo được xôn xao hỗn độn Kỳ Lân tộc hậu nhân? Bất luận là ai, đặt chân vậy một vực, tuyệt không khả năng còn sống. Huyền yêu vực chỗ sâu,
truyền đến Bạc Quân Đích một tiếng hống, trong thoáng chốc, bốn phương đều là vắng vẻ. Liền cái này các đại nhân vật đều là đi ra buông lời, Huyền Yêu vực bên trong vốn dự định đi đánh một trận yêu tộc hay hoặc là võ giả, đều là ở cân nhắc. Thật chẳng lẽ có truyền thừa? Bạc Quân môn chủ muốn truy tìm Hỗn Độn Kỳ Lân nhất tộc đại bí. Xuyệt, muốn đặt chân vậy một phiến cổ địa vực, còn muốn trước cân nhắc một chút, có thể hay không gánh vác huyết nguyệt yêu môn lửa giận. Diệp Thần mặt không đổi sắc, vô luận như thế nào, cái này Kỳ Lân vực, hắn phải đi định. Hừ, chân trần không sợ mang giày, vậy cơ duyên nếu để cho ta, ngàn trong vòng trăm năm, Huyền Yêu vực nhất định ra một tôn tiên đế. Vậy có vô số người không để ý uy hiếp, ở to lớn cám dỗ trước mặt, lựa chọn lấy mệnh tướng vổ. Diệp Thần chỉ là ngồi chốc lát ngừng nghỉ, lại nữa quản cố Huyền Yêu vực lời đồn đãi gió tiếng nói, chính là lần nữa đứng dậy hướng Kỳ Lân vực tọa độ vùng lân cận xuất phát. Trên đường đi, lùi tới võ giả hoặc yêu tộc không ngừng, phần lớn đều là vô lượng cảnh và thiên huyền cảnh tu vi. Bọn họ phần lớn là đi thống nhất cái phương hướng, bởi vì ở đó tối om om không gặp mũi nhọn chỗ sâu, cất giấu sắp xuất thế Kỳ Lân vực. Đứa nhỏ, ngừng một tí. Ngay tại Diệp Thần vừa muốn động thân để gặp, võ đạo luân hồi đồ bên trong truyền ra huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm, lười biếng nói. Ta phát hiện chân chính cửu thiên thần viêm, cùng vậy Kỳ Lân vực cách nhau không xa, có không có hứng thú xem. Diệp Thần sửng sốt một chút, cửu thiên thần viêm. Đây chính là cửu thiên viêm đế đế viêm à. Đồ chơi này làm sao sẽ cùng Kỳ Lân vực liên hệ quan hệ, như vậy thứ nhất, cửu hỏa thần điện nhất định tham gia, tìm Kỳ Lân máu cỏ là một sợ rằng sẽ hơn nữa phiền toái. Yên tâm, chỉ có ta có thể cảm giác được, sẽ không có người ngoài phát hiện. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Thần cố kỵ, nữ đế thanh âm lần nữa truyền tới. Kỳ Lân vực mở còn cần một ít thời gian, nếu có thể đạt được cửu thiên thần viêm luyện hóa, tỷ tỷ có thể giúp ngươi giết chết tất cả người đâu. Tiếng cười quyến rũ vang lên, Diệp Thần nhưng là trong lòng nổi lên lẩm bẩm, Kỳ Lân vực tranh đoạt máu cỏ, nhất định sẽ cùng những cái kia lão bất tử vô lượng đối thượng, ví dụ như Bạc Quân các loại. Có huyết hoàng tộc nữ đế hỗ trợ, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ở nơi nào? Trong lòng đã quyết định chủ ý, Diệp Thần không do dự nữa, hỏi. Hướng Tây Bắc, cùng phía Bắc Kỳ Lân vực tọa độ xấp xỉ, bất quá nghiêng dựa vào phía Tây một ít. Diệp Thần bóng người tập kích bất ngờ ở Huyền Yêu vực bao la cụm núi bên trong, chiếm cứ ở chỗ này yêu thú đều là lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm người trước mắt tộc, rất nhiều một bộ đoạn đánh thế. Thu. Một tiếng phượng hót, màu máu hư ảnh phù diêu phóng lên cao, lửa hoàng cánh hạ đốt vô tận hồng mang cháy, thành phiến hắc rừng hóa thành biển lửa, cắt đứt đoạn đánh yêu thú con đường phía trước. Đó là, cửu hỏa thần điện. Miệng phun tiếng người yêu thú chiến chiến nguy nguy, khá tốt mới vừa rồi không có động thủ, nếu như đắc tội cửu hỏa thần điện. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất hiển nhiên, vô số yêu thú đều đưa Diệp Thần ngầm thừa nhận vì cửu hỏa thần điện người. Lúc này mới miễn đi chư nhiều phiền toái. Rắc rắc, đen ngòm cụm núi bên trong, vô số cây chọc trời gỗ lớn giống như thiên trụ trống lên thương khung, ở đó u ám cuối bên trong, từng đạo sấm sét màu tím phun trào ra đại lộ lực đánh xuống. Ung ung, chói mắt tử mang nhưng như cũ chiếu không ra cái này phiến đông nghịt cụm núi, khí thế hào hùng sâu trong rừng, Diệp Thần bước chân bộc phát chậm chạp. Màu tím sấm sét buông xuống, muốn không được bao lâu. Kỳ Lân vực cửa đem sẽ lại xuất hiện, được bắt chặt thời gian. Mới vừa đi ra không hai bước, trên hư không lại là mấy đạo sấm sét tiếng nổ nổ vang, tí ti mịt mờ màu tím cướp quang mơ hồ vẩy chiếu xuống, Diệp Thần con ngươi đột nhiên đông lại một cái. Đó là, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chính là lúc trước thế giới hỗn độn bên trong, mình cùng thái thần các người trốn bay lên trời tòa kia đổ nát miếu thờ. Trước cửa một ly thanh đang do ở. Làm sao có thể? Cửu thiên linh thảo rõ ràng đã bị ta cầm đi. Diệp Thần ngưng trọng dưới lần nữa nhìn chăm chăm nhìn xem, trong hư không màu tím cướp quang tiêu tán, đông nghịt một phiến đất khô cằn bên trên, nào còn có trước kia quang cảnh. Bất quá là một nơi đã sớm cháy hết chiến hỏa vạn năm rừng sâu phế tích thôi. Keng! Vẻ sát cơ đột nhiên nổ lên, ngay tức thì hướng Diệp Thần ấn đường nhô lên gai tới. Diệp Thần ý niệm động một cái, luân hồi thiên kiếm phun trào ra. Thay hắn đỡ được cái này một kích chí mạng. Thần hy chi phong, nhanh. Diệp Thần thong thả, bóp một cái thủ quyết. Nhất thời, một món màu xanh nếp sống, từ Diệp Thần trong cơ thể thả ra, ngay tức thì vờn quanh hắn toàn thân.
Ở nơi này cổ màu xanh nếp sống vần quanh hạ, Diệp Thần thân thể, vậy giống như hóa thành một món nhẹ gió, bay ra ngoài. Hắn Hàn Mâu đứng yên nhìn trước mắt cái này phiến đất khô cằn. Huyết Hoàng tộc nữ đế vào lúc này mở miệng nói, tốt nhất không nên động dùng cái khác lá bài tẩy, sẽ dùng ngươi đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa. Thánh thiên thần hỏa, nướng mãnh liệt hồng mang giống như sông máu vậy từ Diệp Thần dưới chân dòng nước chảy ra, bao trùm chỗ, mờ mịt đất khô cằn bị cháy hết hơn nửa, vậy lặn giấu trong lòng đất vật, vậy lộ ra vốn là diện mạo. Đó là nửa đoạn nhỏ đã sớm khô nát phụn binh mâu, ngày xưa chính là một chuôi tuyệt thế sắc bén, có thể chém nhất giới thần thánh trường mâu, hôm nay nhưng là loang lổ bùn hành động phân bố, nhìn như tùy thời sẽ vỡ vụn thành mảnh vụn. Tựa hồ là cảm nhận được liền loại nào đó ý chí xâm nhập, kỳ chủ còn sót lại linh niệm cái này mới khôi phục một chút linh vận, thúc giục trường mâu phát động công kích. Luân hồi chi chủ, trên mình ngươi có không không hơi thở, lăn ra ngoài. Một nửa tàn phá trường mâu tản ra mơ hồ chập chờn, thần niệm khuyên bảo. Lại là chí cường nhất kích, nhìn như gỗ mục vậy nửa đoạn nhỏ mũi, lại là có thể ngăn được Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm công kích mà không vỡ. Không không thời không hơi thở, còn nữa, trên mình ngươi có hỗn độn kỳ lân máu. Đạo thanh âm kia gào thét, từ Diệp Thần bắt được chỉ nói ngắn gọn tới xem, tên này hiển nhiên là phát hiện cái gì. Hơn nữa Diệp Thần mới từ và không không lúc nào không có liên quan thế giới hỗn độn trở về, dính hơi thở cũng không hoàn toàn rút đi. Keng! Đổ nát không chịu nổi trường mâu sáng lên dị mang, huyền yêu vực nguyên mảnh không gian đều là ở mơ hồ sụp đổ, trăm nghìn cụm núi ra, mấy chục ngàn yêu thú bỏ lổm ngổm. Nơi đó có tranh đấu, chẳng lẽ là kỳ lân vực bảo vật rơi xuống? Trong chốc lát, ở vùng lân cận võ giả đều là cảm nhận được liền dị thường chập chờn, rối rít chạy tới xảy ra chuyện chi địa. Mà lúc này tránh sử ở trung tâm bão táp Diệp Thần nhưng là có khổ khó nói, cái này nhìn tùy thời sẽ vỡ nát cổ mâu, nhưng là có vô cùng uy thế. Rắc rắc, trên 9 tầng trời, lại là một đạo màu tím cướp quang thoáng hiện, chiếu ngược vậy tràn đầy sát ý thần thánh trường mâu. Huyết Hoàng tộc nữ đế thanh âm lần nữa truyền tới, tên kia tựa hồ và hỗn độn kỳ lân có chút liên quan. Ngươi không phải trước ở hỗn độn kỳ lân trên mình lấy được một ít truyền thừa sao? Có thể thử nghiệm, nếu không thủ đoạn khác rất khó cùng chống lại. Được, ta thử một chút. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, chắp tay hành lễ, ở đó lòng bàn tay nước xoáy chỗ, từng đạo sấm sét màu tím vần quanh nhô lên, đem hắn bọc trong đó. Rắc rắc, trên 9 tầng trời màu tím cướp quang giống như là sinh ánh mắt vậy, lại nữa tùy ý tự nhiên. Mà là quanh quẩn ngưng tụ thành móc một cái sông dài, hướng Diệp Thần dâng chào tới. Oanh! Hỗn độn kỳ lân bí pháp, hỗn độn kỳ lân truyền thừa, ngươi là... Nguy cấp, vậy rách dưới trường mâu uy thế đã không cách nào thu lại, ngang nhiên đánh vào chiếu nghiêng xuống màu tím sông dài bên trong, cả tòa không gian đều là phân bố lôi tức, màu tím điện mang hóa thành từng chuôi mũi cắt kim loại. Vèo! Mấy đạo khí tức mạnh mẽ phân tới đạp tới. Trong đó bất ngờ có không thiếu khuôn mặt quen thuộc, như Diệp Thần ở chỗ này, định có thể nhìn ra, chính là Bạc Quân, cửu thủ giao các người. Ồ, màu tím kia cướp quang chẳng biết tại sao dị động, nơi này cùng kỳ lân vực tọa độ cũng không giống in. Cửu thủ giao mở miệng nghi ngờ nói. Dị tượng biến mất, phơi bày ở trước mắt mọi người, vẫn như cũ là vậy một phiến mịt mờ đất khô cằn, không có vật gì khác. Bạc Quân cũng là nhướng mày một cái. Hoặc giả là chúng ta quá lo lắng, chỉ là tàn phá bừa bãi kiếp lôi trùng hợp rớt xuống, đem nơi đây không gian vặn nứt ra thôi. Mà giờ khắc này, che giấu không gian bên trong. Luân hồi chi chủ, thì ra là như vậy. Một nửa rách dưới trường mâu truyền ra khẽ than một tiếng. Đến khi Diệp Thần lần nữa phục hồi tinh thần lại, chói mắt tử mang đã sớm không gặp, vẫn như cũ là tối om om một mảnh con đường phía trước, ảm đạm hết sức. Lần nữa bốn phía nhìn vòng quanh, trừ vậy phiến đã sớm hiện lên đen đất khô cằn phế tích ra, hết thảy quy tịch. Diệp Thần nâng lên kiếm trong tay nhìn một chút, lúc trước chiến đấu dấu hiệu còn đang. Hướng Tây Bắc, giữ cao độ phòng bị Diệp Thần tiếp tục hướng Huyết Hoàng tộc nữ đế nói phương vị áp sát, càng đến gần kỳ lân vực thủ phủ, nơi đây cảnh tượng càng phát ra quỷ dị. Chẳng biết lúc nào, trước mắt xuất hiện một món chỉ dẫn con đường phía trước nhỏ mang. Cùng mình phải đi phương hướng giống in, tựa như thiên địa là hắn mở một đường xanh môn. Những người này ăn mặc, cực kỳ kỳ quái. Diệp Thần không khỏi có chút buồn bực, cũng không nghe được có giao chiến thanh âm,
nơi đây làm sao sẽ nhiều hơn như núi vậy thi hài. Xem tình huống, cũng bất quá là chết đi không lâu. Oanh! Một viên như núi cao vậy tinh thần rớt xuống, có đập xuống mặt đất, trong xung quanh trăm dặm hóa thành một đoàn phế tích, sâu hắc một phiến, vô tận tinh thần lực cắn nuốt còn đang lan tràn, dần dần hoang vu. Ngay sau đó là vô số tinh thần nổ tung, xa ở thiên ngoại hóa thành một đoàn quang mang tiêu tán, đến gần thì rơi vào Diệp Thần chỗ ở rừng sâu, tiếng nổ cách thiên bách lý, liền hắn thần hồn đều là hơi chấn động một chút. Đây là kinh khủng dường nào một phiến thế giới. Vèo. Vô số đạo khí thức mạnh mẽ xen lẫn, không gian ngay tức thì sụp đổ, mấy đạo kiếm khí kinh thiên lên, kinh khủng kiếm ý ngay tức thì bao phủ muôn vàn tinh thần, lại là hóa thành ngón cái vậy lớn nhỏ rơi xuống đất, giống như mưa nhập bụi bẩm, lại nữa tung lên gợn sóng. Thật là khủng khiếp ý chí, liền cái này cùng hung tướng cũng có thể lật giữa trường tiêu trừ tại vô hình. Diệp Thần nắm luân hồi thiên kiếm tay siết chặt mấy phần, cho dù là nhâm tiền bối thủ đoạn, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Hắn bước chân không ngừng tăng nhanh, ở rừng rậm kia chỗ sâu, một bóng người tê liệt ngã xuống đất, quanh thân giống như đồ gốm vậy trong suốt, nhưng là loang lổ vết nứt hiện ra, hơi vừa chạm vào đụng, liền sẽ hóa thành một đoàn bụi bặm. Người tới, người trung niên nơi mi tâm ngừng có hai đốt lửa mang, đan vào lẫn nhau, xếp thành một đạo phù văn, hắn cười chúm chím hướng về phía Diệp Thần thăm hỏi sức khỏe, người sau nhưng là chau mày, lật lần đầu óc bên trong. Cũng không có nhớ tới cùng người trước mắt từng có chút nào đồng thời xuất hiện. Hoàn toàn người xa lạ, nhưng vì sao lại như vậy? Quen thuộc. Chúng ta gặp qua sao? Diệp Thần dừng bước lại, nhìn trước mắt cái này một số gần như hoàn toàn vỡ nát, sắp vẫn diệt người đàn ông. Đối diện người trung niên cười một tiếng, có lẽ vậy, người tới được sớm chút, bây giờ luân hồi chi chủ, khó chịu lớn đảm nhiệm. Lời nói tới giữa, nhưng là làm được Diệp Thần hơn nữa mê muội. Cầm ta chôn ở chỗ này, chúng ta còn sẽ gặp lại, khi đó người biết rõ ràng. Người trung niên nơi mi tâm hai đốt lửa mang dấu vết chậm rãi tản đi, khóe miệng hiện lên nụ cười đột nhiên đọng lại, hóa thành một nắm bụi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, gặp nhau tức là duyên phận, một đường đi tốt. Trong tay luân hồi thiên kiếm vẽ đất làm tù, kiếm ý bén nhọn ngăn cách khí cơ, đem người trung niên rơi xuống địa giới phong ấn, tiện tay xóa đi dấu vết. Lại mong mắt nhìn xem. Có chỉ là một phiến mênh mông đất khô cằn mà thôi. Diệp Thần tiếp tục lên đường, men theo vậy vi mang chỗ cuối lướt vào, rốt cuộc ở nửa ngày sau đó, hắn đi ra vậy một phiến làm người ta đè nén sâu đen rậm rừng. Cái này cùng quỷ dị nơi hung hiểm, tại sao có thể có Phật môn thánh địa? Chỗ cuối, chính là một phiến xanh xanh miền đồi núi, loáng thoáng nghe trên đó tiếng chuông không ngừng, chim muông trỗi lên, một phiến tường hòa cảnh. Bước ra một bước, thiên đường địa ngục. Chừng như hai giới. Mau, Liễu Trần đại sư luận đạo mau muốn bắt đầu, đem sẽ quyết định cửu thiên thần viêm thuộc về. Tiếng chuông đã gõ năm hạ, cửu cửu quy nhất, chúng ta sắp trễ rồi. Đều đang là vô lượng cảnh, còn có, một ít thậm chí là vô lượng cảnh trung hậu kỳ. Diệp Thần trợn to tròng mắt, đây chính là thái thượng thế giới cũng cực kỳ không kém thế lực, mà lại ở cái này một phiến chân thanh sơn thấy rất nhiều, sau lưng lượn quanh đại lộ hơi thở. Đó là đem tự thân hoàn toàn dung vào đại đạo tượng trưng. Trong chốc lát, Diệp Thần sau lưng hiện ra đông đảo võ giả hướng đỉnh núi bước vào, ngay tại hắn kinh ngạc hoảng hốt để gặp, một cái xuống núi tiểu hòa thượng đối diện cùng hắn đụng cái tràn đầy. Ồ, rõ ràng không có cảm giác được có người à, vị thí chủ này, không sao chứ, tiểu tăng mạo phạm. Tiểu hòa thượng đứng dậy, vội vàng hướng về phía Diệp Thần khom lưng nói xin lỗi, trước mắt áy náy, Diệp Thần lúc này mới chú ý tới. Trước mắt tiểu hòa thượng đôi mắt vô thần, là cái người mù. Dám hỏi tiểu thí chủ, đánh nơi nào tới? Tiểu hòa thượng chắp tay hành lễ, cười hỏi nói. Diệp Thần tạm thời im miệng, đối diện tiểu hòa thượng nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, chắc hẳn vị tiểu thí chủ này, cũng là vì cửu thiên thần viêm tới chứ. Cửu thiên thần viêm, đều đã mọi người đều biết liền sao. Diệp Thần con người híp lại, hắn đích xác là tới tìm thần viêm không thể nghi ngờ. Có thể đây không phải là đế viêm sao, cái này cùng cực kỳ bí mật đến sơn môn bên trong, lại giống như là phổ thông chuyện vậy tầm thường. Gia sư Liễu Trần, đã ở cung kính chờ đợi các vị, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể mang đi thần viêm. Tiểu hòa thượng sờ một cái đầu mình, giống như là nhớ ra rồi chuyện gì, lúc này liền là nói. Tiểu thí chủ một đường hướng lên liền có thể, chớ có làm trễ nãi luận đạo giờ,
tiểu tăng còn có chuyện quan trọng trong người, liền cảm ơn trước thí chủ không truy cứu. Nói xong, lại là đối Diệp Thần cúi mình vái chào, đi nhanh như bay vậy đạp nấc thang xuống, cướp hướng phương xa. Oanh! Tầng tầng đại lộ âm sen lẫn tiếng chuông truyền ra, vô hình uy áp làm được Diệp Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng định thần, lại nhìn xem dưới, mình lại trở về chân núi. Một đường leo phải, lại trở về tại chỗ. Lực lượng này tựa hồ và Gia Gia ban đầu và Vũ Hoàng Cổ Đế đối kháng lúc lực lượng có chút tương tự. Bất quá vẻn vẹn chỉ là tương tự. Lực lượng này và Diệp Tà Thần lực lượng có một chút khác biệt. Bất quá đều là đối không gian và thời gian vào tay. Diệp Thần có một loại cảm giác, mình bị một cổ lực lượng kéo vào thời gian sông dài. Hơn nữa thời gian sông dài hai bên, là thực tế và không không lúc nào không. Gia Gia ban đầu đi tương lai, chẳng lẽ mình cũng bị nào đó cổ lực lượng kéo nhập trong đó. Vẫn là nói, không không thời không một ít người, muốn gặp mình. Có hư bia, đối không gian ý chí thành tựu khá sâu Diệp Thần đột nhiên phát hiện cái gì, lẩm bẩm nói, là núi ở hướng ta đi tới. Vậy hàm chứa đại lộ lực tiếng chuông mỗi lần vang lên, dưới chân hắn thời không đều là sau đó biến ảo, xem ra đây cũng là lên đỉnh khảo nghiệm một trong. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là thứ 6 tiếng. Diệp Thần nhìn xa đỉnh núi, hắn sau lưng, lại là xuất hiện rất nhiều thả sóng vai võ giả, xem ra cũng là cùng bị trà một cái tới. Liền vô lượng cảnh đều không cách nào tiêu trừ đại lộ âm sao. Nhìn quanh thân không thiếu chí cường giả hơi thở, Diệp Thần hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa lên đỉnh. Những cường giả này không thể nào đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn như vậy hình ảnh phát sinh ở chục nghìn năm trước. Cấp 1 nhất huyễn, 4 mùa ở dưới chân của mình luân thay, may là lấy Diệp Thần định lực, cũng là không khỏi cả kinh, mấy chục bước bước ra, giống như là như mộng như ảo vậy, vượt qua thời không sông dài tới. 4 bước một vòng hồi sao? Nhìn thấu trong đó đầu mối, hắn bước chân lại nữa ngừng nghỉ, thẳng hướng đỉnh núi chạy đi. Đông! Du dương lại lâu dài tiếng chuông vang lên lần nữa, Diệp Thần nhịp bước tiến tới đột nhiên một lần, chợt lại là lui về phía sau 2 bước, dừng bước. Ha ha ha! Cử động này, Diệp Thần sau lưng ngay tức thì xông lên mấy vị võ giả, đem vượt qua mà qua, thuận tiện còn không quên quay đầu lại liếc về liếc một cái này không qua bách giả cảnh 6 tầng thiên tiểu tử. Đứa nhỏ, trở về đi thôi, cửu thiên thần viêm không phải ngươi cái này bách giả cảnh bé xíu có thể chấm mút. Một tên vô lượng cảnh sơ kỳ thiên quân cười một tiếng, mở miệng nói. Giọng bên trong cũng không châm chọc, chỉ là ý tốt nhắc nhở, lấy Diệp Thần tu vi, cho dù lên đỉnh, cũng không cách nào cùng rất nhiều vô lượng cảnh cường giả tranh phong, càng không cần phải nói còn có mạnh hơn tồn tại. Oanh! Đại lộ âm tràn ngập tới, thiên địa một lần nữa truyền ra luật động, đỉnh núi kỳ dị lại là ở trong nháy mắt, giống như có sinh mệnh lực vậy, nó ở dần dần cách đám người đi xa, cho người một loại kỳ dị không gian lưu tố cảm giác. Phá! 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 Lúc này không thiếu có mạnh mẽ tu vi vô lượng cảnh cường giả, ví dụ như thiên ngoại phi tiên, bất hủ chân tiên, thậm chí còn tiên hoàng các loại, bọn họ cắn chặt hàm răng. Trong cơ thể dũng động lực lượng cuồng bạo đối kháng trong trời đất này đại lộ, quanh thân huyết khí nghịch thế mà đi, cưỡng ép lần nữa du ngoạn cấp 1. Ken két. Một bước bước ra, thần bí kia cảm giác bị áp bách biến mất, mấy người trở về mâu nhìn về Diệp Thần, cười một tiếng không nhiều lời nữa, chính là hướng đỉnh núi tiếp tục chạy, mấy cái lắc mình lúc đó, bóng người đã là tại chỗ biến mất. Mấy tên mạnh hơn võ giả, ở đó du dương tiếng chuông vang lên đồng thời, nhịp bước dưới chân chỉ là hơi ngừng. Đại lộ ngưng tụ hơi thở ở quanh thân quanh quẩn, theo thời không sông dài ngược dòng lên, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngạch! Diệp Thần không khỏi được cười khổ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, trừ mình ra, nên vượt qua đã đem hắn hất ra, thực lực chưa đủ, thì đã biến mất ở sau lưng, lại thuộc về liền chân núi. Lớn như vậy nấc thang lên trời trên đường, còn sót lại mình một người đứng yên, từ từ chờ trước vậy tiếng chuông dư âm hoàn toàn tiêu tán. Đây là phát sinh trong quá khứ hình ảnh sao, vẫn là nói tương lai. Có người muốn ta trải qua trong đó. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Thời khắc này đỉnh núi, từng phòng nhà lá san sát, chỉ có ở giữa một gian dựng hơi có vẻ một ít quý khí môn đình, một ly thanh đăng vi mang làm dẫn, hấp dẫn rất nhiều võ giả nghe tin tới. Tin đồn bên trong, tu di lôi âm tự lại là như vậy không chịu nổi. Làm sao? Cùng ngươi tưởng tượng bên trong khảm kim mạ bạc Phật đường có ra vào.
Ha ha ha. 8 tiếng chuông vang đã kiết chỉ, ở cuối cùng một tiếng rơi xuống trước, có thể chạy tới chính là có tư cách tham dự luận đạo. Không sai, trong những người này tu vi căn bản đều ở đây vô lượng cảnh. Lại đều không thấp. Đế Vô Nhai nhìn vòng quanh đỉnh núi miếu nhỏ trước cửa, có thể lấy vô lượng cảnh trung kỳ tu vi du ngoạn đỉnh núi, cũng là đại biểu loại nào đó yêu nghiệt thiên phú, ngày sau nhất định rời đi thực tế, phi thăng không không lúc nào không, như Hồng Quân và Võ Tổ. Vì vậy, cho dù là đối mặt những năm này nhẹ đồng lứa, tại chỗ cường giả cũng sẽ không nhỏ thứ. U, đế gia lại phái người tới, Đế Vô Nhai. Tay cầm một chuôi màu tím trường mâu thanh niên dậm chân tới, thấy Đế Vô Nhai chính là mở miệng cười hỏi nói, làm sao, người đế gia mấy vị kia được gọi là trường xanh huynh trưởng, làm sao không đến à? Đế Vô Nhai liếc liếc về miệng, khinh thường nói, cửu thiên thần viêm thôi, có ta liền vậy là đủ rồi. Ta đế gia còn được là vậy sắp đến chiến ý làm chuẩn bị. Ngược lại là ngươi Thu Phong, hỗn độn kỳ lân nhất tộc mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng là đi nơi nào cũng chỉ có thể thấy được ngươi, có phải hay không không người nha. Đế Vô Nhai một tiếng cười khẽ, lãnh đạm nói. Ngươi, kêu làm Thu Phong nam tử mặt liền biến sắc, còn muốn nói gì, một cổ minh mông hơi thở đối diện nhào tới, đám người rối rít quay đầu lại, nhìn về vậy cổ miếu bên trong một hơi xanh chung. Hô! Mấy người đều là hít sâu một hơi, gần như vậy khoảng cách trực diện đại lộ âm, cho dù là bọn họ, vậy được toàn lực ứng phó. Đông! Từng tầng một sóng âm cuốn tới, cả tòa không gian đều là ở đồng loạt ông minh, hưởng ứng thiên địa vạn đạo, nháy mắt tức thì trời đất quay cuồng, bao gồm Thu Phong Đế Vô Nhai chờ ở bên trong rất nhiều vô lượng cảnh cao thủ, thân hình đều là đổ bay ra. Đáng ghét, những thứ này hòa thượng làm sao cùng không có chuyện gì người vậy? Đế Vô Nhai thời khắc mấu chốt thúc dục trong tộc cổ ấn, u ám phù văn hiện ra chán tới giữa, bộc phát ra cường đại lực lượng, triệt tiêu mất trọng lực cảm giác. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này cổ ấn, chính là Thái Thần cầm cổ ấn. Chỉ bất quá cái này cổ ấn so Thái Thần cái đó muốn mới được rất nhiều, phảng phất là vô số kỷ nguyên trước sản vật. Đế Vô Nhai về lại mâu tới giữa. Bên trong đình viện bận rộn rất nhiều quần áo xám các tiểu hòa thượng nhưng là vẻ mặt tươi cười, gánh nước, quét sân, một bộ quỷ dị hình ảnh. Mở. Một bên hỗn độn kỳ lân tộc Thu Phong cũng là trong tay tinh màu tím trường mâu cắm vào lòng đất nửa trượng, nguyên cái cánh tay phải thú hóa kỳ lân bản thể, màu tím vảy ở trong gió lóe lên ánh sáng vô tận, được không lộng lẫy. Còn có một phần chia cường giả nhưng là giữa lông mày vân đạm phong khinh. Nhịp bước dưới chân chưa từng di động phân nửa, trong mắt khẽ nhắm, một bộ siêu thoát hồng trần tới giữa dáng điệu, chút nào không bị ảnh hưởng. Mà quỷ dị hơn chuyện xuất hiện. Rất nhiều vô lượng cảnh cường giả bên trong lại lẫn vào một cái bách giả cảnh 6 tầng thiên lãnh đạm bóng người. Lại là một tôn vô lượng cường giả, như thế trẻ tuổi, không đúng, hắn khí tức trên người tại sao thật giống như không thuộc về chúng ta cái thời không này. Tựa như đến từ tương lai, chân kỳ quái. Đế Vô Nhai chú ý tới, rất hiển nhiên Thu Phong vậy chú ý tới, tại chỗ chật vật mọi người đều là nhìn cái đó cùng rất nhiều trí cường sóng vai lãnh đạm bóng người, rối rít lộ ra khó tin thần sắc. Đây không phải là dưới chân núi cái đó đứa nhỏ. Hắn lại lên đỉnh. Oanh! Nhưng vào lúc này, xanh trung âm cuối chậm rãi tiêu tán, vậy vô hình cảm giác bị áp bách cũng theo đó tản đi, trong chốc lát, cuối cùng lên đỉnh Diệp Thần thành khoáng thế kỳ chân, chọc được đám người rối rít liếc mắt. Diệp Thần cũng không khỏi được xem mình, mặc dù mình cảnh giới thấp một chút, nhưng vậy không cần như vậy nhìn chăm chú chứ. Bất quá hắn vậy phát hiện tại chỗ tất cả mọi người tu vi cũng sâu không lường được, thậm chí và mình ở thái thượng thế giới gặp phải cường giả mạnh hơn. Chẳng lẽ mình thật bị cuốn vào đi qua một cái thời khắc? Ngươi tên gọi là gì? Tóc tím nam tử tiến lên mấy bước, đưa ra vậy một cái đẹp lạ thường tinh màu tím cánh tay kỳ lân bàng, thì phải cùng Diệp Thần bắt tay. Ta kêu Thu Phong, coi như là hỗn độn kỳ lân nhất tộc truyền nhân. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, cái gì, hỗn độn kỳ lân nhất tộc? Hỗn độn kỳ lân nhất tộc không phải đã sớm tiêu diệt. Thái thượng thế giới không nên tồn tại mới đúng. Tiểu kỳ lân hẳn là sau cùng huyết mạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì, hỗn độn kỳ lân nhất tộc vẫn còn có hậu nhân tích chữ đời. Chẳng lẽ nơi này là kỳ lân vực? Còn có vậy miếu thờ, lại là mơ hồ tới giữa. Cùng thế giới hỗn độn đổ nát miếu nhỏ có mấy phần tương tự. Diệp Thần càng phát ra hoài nghi, mình thần hồn bị cuốn vào đi qua một đạo hình ảnh.
vị này huynh đệ, người tới từ nơi nào? Làm sao trước chưa từng gặp mặt? Đế Vô Nhai đi lên trước, cũng là cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đế gia, đế Vô Nhai. Bọn họ đều là nhìn thấu Diệp Thần Đệ, căn bản không phải cái gì vô lượng cảnh cao nhất tồn tại, nào có như vậy căn cốt trẻ tuổi vô lượng cường giả. Có thể tên này chính là đi lên. Người tuổi trẻ trước mắt này, không thể khinh thường. Đế Vô Nhai cùng Thu Phong đều là đối Diệp Thần xuống phán đoán, cái thằng nhóc này, trên tay lá bài tẩy tuyệt không bình thường. Diệp Thần con ngươi híp lại, cái này Đế Vô Nhai chỉ sợ là đế gia tổ tiên, cái thời không này, thái thần thậm chí còn thái thần phụ thân đế hải đều có thể không có xuất hiện, coi như xuất hiện, cũng là cực kỳ lâu đời thời đại. Ta kêu Diệp Thần, hiểu được cũng hiểu, mọi người ở đây, không một không phải là vì cửu thiên thần viêm tới, cho dù Diệp Thần không có nhiều lời, hai người cũng không có hỏi lại. Diệp huynh đệ, người tới từ nơi nào? Đế Vô Nhai cùng Thu Phong các người đều là tò mò. Như vậy tươi đẹp một cái võ giả, kết quả là tới từ phương nào? Ta đến từ Thái Thượng Thế Giới, bất quá là từ Huyền Yêu vực tiến vào nơi đây. Diệp Thần đúng sự thật cho biết. Hai người nghe vậy đều là sửng sốt một chút, Thái Thượng Thế Giới có Huyền Yêu vực. Thu Phong nhưng là nói rất chân thành, không có nghe qua, nếu có thể ra như vậy ưu tú hậu bối, muốn đến khẳng định không bình thường. Đế Vô Nhai cũng là lên tiếng phụ họa nói, đích xác. Ngươi cũng là tới tham gia luận đạo sao? Cửu thiên thần viêm nghịch thiên, cũng không phải chúng ta có thể mơ ước thần vật, trong nhà trưởng bối nói, có thể tới này lắng nghe cao nhất Phật âm, đối với tu hành có chỗ tốt. Diệp Thần đành phải cười gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ muốn, mình cái này còn là ở Huyền Yêu vực địa giới sao? Cảm thụ Đế Vô Nhai quen thuộc hơi thở, Diệp Thần có thể chắc chắn, ở hắn nơi đi qua đế gia, căn bản không có nhân vật như thế. Diệp huynh đệ, ngươi thế nào? Thu Phong nhìn vẻ mặt phảng phất Diệp Thần, lo lắng hỏi nói. Sẽ không phải bị mới vừa rồi Phật âm chấn tẩu hỏa nhập ma chứ? Đế Vô Nhai nhỏ giọng thầm thì, nhưng là đưa tới Thu Phong bạch nhãn. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, không biết nói gì, chỉ gặp được Thu Phong mở miệng nói. Diệp huynh đệ ngươi hơi thở rất là u ám, chúng ta cách ngươi một trượng xa, chính là không cảm giác được. Giống như ngươi không tồn tại tại chúng ta cái thời không này. Lúc trước vậy xuống núi tiểu hòa thượng sẽ cùng hắn đụng cái tràn đầy, chỉ sợ cũng là như thế chứ. Ồ, ngươi trên mình tựa hồ có hỗn độn kỳ lân hơi thở, huyết mạch so ta còn đậm đà, Diệp huynh đệ, ngươi cùng người tộc ta quen biết. Thu Phong nói xong, lúc này lại là lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, không thể nào à, tộc ta đều ở đây phạt thiên chiến trường. Diệp Thần đã hoàn toàn xác định, có người dùng cực kỳ đáng sợ thủ đoạn đem mình kéo vào cái này đạo thời không hình ảnh bên trong. Sợ rằng kéo dài không được bao lâu. Người nọ là muốn gặp mình, vẫn là nói phải lấy loại phương thức này giao ra cửu thiên thần viêm. Lại có thể thật cùng ra ra như nhau trở lại vạn cổ trước. Chỉ là không biết sẽ kéo dài bao lâu. Vừa nghĩ tới này, Diệp Thần đầu có chút choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra, ảo ảnh. Có thể người trước mắt, xác xác thật thật là tồn tại, giống như vậy thí thần địa ngục bên trong cửu u vậy. Không biết lần này luận đạo. Có thể cùng vậy không không thời không hắc ám năng lượng có liên quan. Diệp Thần không biết trả lời như thế nào Thu Phong hỏi, quay lại nói cái khác, nhắm mắt ném ra một đề tài, hắn muốn xác nhận một ít tồn tại. Ừ, từ hai người thần sắc tới xem, hiển nhiên đối với cái này không không lúc nào không hắc ám năng lượng, cũng không xa lạ gì. Không không thời không có vài người đưa tay quá dài, liền thực tế đều phải dần dần bị ăn mòn. Vậy bóng tối sau lưng kết quả là người phương nào điều khiển, trước mắt còn không là biết, bất quá các tộc tiên đế đã đi trước chân áp, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ có kết quả. Đế Vô Nhai ý khí phấn phát, ở nơi này phiến niềm lành tràn ngập thế giới bên trong, rất khó đem Diệp Thần chỗ đã thấy thế giới hỗn độn liên hệ với nhau. Ngược lại là bản thân có một phen buồn lo vô cớ giống. Yên tâm, thế giới hiện thật có vô số cường giả chấn giữ, còn có hỏa chủng kia tử hoàng tiên cung. Không việc gì có thể lo lắng, rối loạn sẽ bị lắng xuống. Thu Phong cũng là cười một tiếng, thần bí nói, Diệp huynh đệ ngươi có thể có phúc phần, hôm nay luận đạo, nói không chừng có thể thấy truyền thuyết bên trong tồn tại đâu. Lôi Âm Tự, chính là thiên hạ Phật môn công nhận thánh địa một trong, so với chúng sanh giới còn trọng yếu hơn, nơi này mặc dù chỉ là một tông phân phòng, nhưng phương trượng nghe cũng là không kém gì các tộc tiên đế tồn tại. Đông, xanh trung vang lên lần nữa. Lần này nhưng là lại không có uy áp thế,
mấy đạo nhân ảnh bước cảnh tới. Vị kia đại nhân cũng tới. Là Thái Tôn Tiên Đế. Thu Phong cùng Đế Vô Nhai khó nén vẻ kích động, đây chính là so với mình trong tộc lão tổ mạnh hơn hoành tồn tại, nghe Thái Thượng Thế Giới quá chữ đều là lấy người này tên định luận. Trong nháy mắt, nguyên phiến trên đỉnh núi Hà Vũ bay lên tràn ngập, từng tia dịu dàng cảm giác, liền diệp thần linh lực trong cơ thể đều là một hồi dâng trào, giống như muốn lọc sạch vậy. Đây chính là tiên đế sao? Cái thời đại này tiên đế tựa hồ so Nhâm Phi Phàm và Vũ Hoàng Cổ Đế mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới Liễu Trần Đại Sư hôm nay lại có này nhã hứng, tới ta giới này làm khách. Đình viện nho nhỏ bên trong, một giọng nói truyền ra. Thái Tôn nói đùa, lần này tới, khác có chút cầu. Thái Tôn tiên đế nghe vậy, thân hình tán làm một đoàn quang sương mù hướng miếu thờ bên trong trôi giạt đi, tung mang theo vô số đại lộ tới hoa ở hư không tách thả ra. Gốc hành chỗ, mơ hồ có tiên đạo hơi thở tràn ngập. Chỉ là liếc một cái, Diệp Thần chính là cảm giác mình thần hồn đều là đắm chìm trong một phiến tường hòa bên trong, có một chút đột phá dấu hiệu. Đây là hạng tu vi tồn tại. Vừa nhìn, phá cảnh. Chỉ sợ là thực tế chân chính đỉnh phong, thậm chí có thể đi không không lúc nào không. Đông. Xanh trung tiếng lại vang lên, thanh đăng chập chờn chỗ, một vị tiểu hòa thượng cười lên tiếng, các vị quý khách đợi lâu. Mới vừa rồi Phương Trượng nói, bước qua cửa miếu, là được đích thân tới ngộ đạo dưới đài cùng tiên đế cộng ẩm, nếu không nhập cửa này, xin các vị tại chỗ yên lặng, lắng nghe Phật âm. Lời vừa nói ra, mọi người đều là trên mặt vui mừng. Vào cửa miếu là được cùng tiên đế uống thỏa thích luận đạo. Mới vừa bất quá nhìn một mắt, thì có phá cảnh cảm giác, nếu có thể. Mặt đối mặt, không phải sẽ có rất lớn thu hoạch. Chuyện này có khó khăn gì? Một tên vô lượng cảnh bốn tầng thiên cường giả thấy vậy, sải bước sao rơi hướng miếu thờ rộng mở cửa đi, ở đó mây sâu không biết chỗ, chỉ có một tên tướng mạo xấu xí quần áo xám Phương Trượng, cầm cây chổi tầm thường quét dọn bụi bặm. Oanh! Quần áo đen vô lượng cảnh bốn tầng thiên cường giả chân trước mới vừa nâng lên, một hồi chói mắt kim quang từ cánh cửa chỗ bắn tán loạn, đem bước lui. Ừ! Trước cửa quét sân hòa thượng trong tay chổi liền nói. Hướng về phía ngoài cửa vô lượng cảnh cường giả ra giấu một cái, chợt họa là tròn, lên tiếng đáp lại mà sinh một đạo kim mang phóng lên cao, diễn hóa đại lộ lực uy áp thiên đạo quy tắc, chậm rãi bay lên. Ùm ùm. Trên đỉnh núi, một vòng chói mắt mặt trời nóng rực bị quét sân hòa thượng lấy đại thần thông sở ngưng thành, phù quang chiếu khắp dưới, cả ngọn núi cửa đều là lộ vẻ được phá lệ thần thánh huy hoàng. Diệp Thần nhìn âm thầm chắt lưỡi. Chẳng lẽ là muốn đánh bại trước mắt quét sân hòa thượng mới có thể nhập chùa chứ? Vậy không bằng dứt khoát trực tiếp bỏ quyền bây giờ tới, cái này cùng kinh khủng tu vi tạo hóa, sợ rằng đã là đặt chân chính xác tiên đế cảnh giới chứ? Cái đó, chính xác tiên đế quét sân không có chút khuất tài sao? Đế Vô Nhai ngượng ngùng cười một tiếng, cũng là bỏ đi mạnh sông ý niệm, làm trò đùa, cảnh giới bực này cường giả, cho dù là ở đế nhà, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thu Phong cũng là há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Biết hay không, cái này Lôi Âm tự sơn môn, không phải muốn chúng ta mạnh sông. Diệp Thần đây là nhẹ giọng nói. Oanh! Có vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả ra tay, lật giữa trưởng liền là đại đạo hơi thở leo lên, ở nơi này trên đỉnh núi, mênh mông linh lực phun trào, trong phút chốc Diệp Thần các người quanh thân hư không ngay tức thì sụp đổ, vậy miếu nhỏ trước cửa, nhưng là như cũ gió nhỏ từ từ. Chỉ một cái bể càn khôn. Vậy vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại tụ thủ đứng, ở đó vỡ nát không gian bên trong sừng sững, trong lòng bàn tay lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, đó là đủ để hủy diệt nhất giới lực lượng. Vù vù. Trên 9 tầng trời sán màu vàng đại nhật tản ra chói mắt ánh sáng, lại giống như là bị giao cho sinh mạng vậy, hóa thành một tôn 9 thủ mặt trời, bay lượn tại 9 tầng trời. Lật bay để gặp, sau lưng nó chấm kim tia hiện ra Phật âm. Đem nguyên bản sụp đổ thiên địa vững chắc, từng luồng sán sắc ánh sáng giống như may vá, đem bể tan tành thế giới tự chữa, cùng lúc đó, vẽ thành một tòa lồng giam, đem vậy tôn khiêu chiến người trói buộc trong đó. T. Lấy thiên làm đỉnh, vẽ đất làm tù, cái này cùng bút tích. Đình viện bên trong, một tòa cỏ tranh xây dựng đình đài chỗ, hai bóng người ngồi đối diện. Xảy ra vấn đề. Thái Tôn Tiên Đế một bộ trường sa màu xanh nhạt mơ hồ tràn ngập trói lọi. Vạt áo một góc bay xuống, lại là dung vào hư không không hiện, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng là cho người một loại cách xa chân trời cảm giác.
hắn con mắt bên trong lóe lên nhàn nhạt vi mang, diễn hóa trước vô tận thời không sông dài, ngay chớp mắt, ngân hà treo ngược, liền không gian đều là sau đó ngừng. Lúc trước ngươi nhờ ta cưỡng ép dung hợp một món không gian quỹ tích, là phải là ngoài cửa cái thằng nhóc đó. Thái Tôn Tiên Đế có chút không rõ ràng, trước mắt quần áo xám phương trượng, lại là không tiếc hạ giá phải trả, kêu một góc tương lai tới. Nhưng đối phương nhỏ yếu như vậy, chỉ có trăm giả cảnh 6 tầng thiên tu vi. Bát hoang giới bên kia, xu thế suy sụp đã khó nén, không không lúc nào không muốn hoàn toàn bố trí, tộc ta đã không có sức xoay chuyển trời đất. Phương trượng nhẹ giọng mở miệng, Tĩnh Nhược chỉ nước trong mắt để, thoáng qua một vẻ đau buồn, cao tầng quyết định, buông tha bát hoang. Thái Tôn Tiên Đế tựa hồ đối với này sớm có dự liệu, chỉ là khẽ than một tiếng, một hồi lâu sau mở miệng nói, người bố trí là thất bại sao? Quần áo xám phương trượng cười một tiếng, đi qua đã qua đời, chôn xương ngoài rừng, khao khát ngày sau có thể dậy một chút nhân quả. Hôm nay không không thời không quy tắc tràn ra ngoài, nhưng cũng khó bảo đảm lập tức. Còn có một đạo bố trí ta đã đưa vào luân hồi, mong manh không biết. Thái Tôn Tiên Đế nghe vậy, bực mày râu nhỏ trọn, lại là đã đến này bước to như vậy. Trường sa màu xanh nhạt hạ, cái này cùng tuyệt thế cường giả đều là thân hình khẽ run. Thái thượng thế giới khoảng cách không không lúc nào không xa xôi, cách xa vậy phạt thiên trong chiến trường tim, nếu như bố trí được làm, thượng có mưu đồ. À, đáng tiếc, người ta là vô duyên gặp lại sau. Quần áo xám phương trượng giờ phút này nào còn có một phen thế ngoại cao nhân hình dáng, giống như bên đường tịch mịch ăn mày vậy cô tịch bi thương. Người có thể biết lần này mà đến kiếp số? Phương trượng hỏi. Thái Tôn Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng ngươi trước, đã dòm ngó xem qua một góc tương lai, hôm nay tử kiếp. Vậy ngươi còn cam tâm tới? Quần áo xám phương trượng thở dài một tiếng. Thái Tôn Tiên Đế nhưng là tròng mắt trong nháy mắt, hận trời đoạt ta vạn năm. Chưa từng tham phá luân hồi, cho dù là đạp ra chiến trường, cũng không quá tăng thêm một món vong hồn thôi. Ngược lại không như nghe ngươi một lời, ta cũng muốn xem, ngươi vậy một đạo phân thân cùng luân hồi chi chủ gặp nhau sau đó, có thể hay không lật đổ mang đến một chút sức sống. Thà phạt thiên mà chết, Thái Tôn Tiên Đế lựa chọn vồ một chút tương lai. Ta có hỏi một chút. Quần áo xám phương trượng mở miệng nói, đạo hữu nói thẳng là được. Vì sao sẽ chọn hắn? Thái Tôn Tiên Đế trong mắt bên trong có chút không rõ ràng, từ cổ chí kim vô số thiên tài yêu nghiệt san sát, ở nơi này vô cùng phồn vinh thịnh thế, đế vô nhai, thu phong cùng nhân tài mới nổi, hoàn toàn không kém gì luân hồi chi chủ. Hắn từng cùng cửu u cùng cảnh giới đánh một trận, lực bính đánh chết. Tay hắn cầm lá bài tẩy, và không không lúc nào không dính. Hắn hộ đạo người, là Nhâm Phi Phàm. Gia gia của hắn Diệp Tà Thần. Có một cái tương lai thân. Hắn là luân hồi chi chủ, mang theo vô cùng khí vận, đem trở thành thế gian mạnh nhất luân hồi chi chủ. Quần áo xám phương trượng nhẹ giọng lời nói, nghe được mấy câu nói này, một đời tiên đế lại là hiếm thấy có sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương sẽ đối với luân hồi chi chủ có cao như vậy đánh giá. Nếu như hắn có thể lớn lên, tộc ta tuy không dám nói thắng, nhưng đời sau nhưng có sống lưng chống trời. Cho dù là không không thời không chí cao ý chí, cũng không sợ. Quần áo xám phương trượng nói đạt tới nơi này, mắt lộ ra nóng bỏng vẻ, chúng ta là chốt, cho dù ngói vụn, cũng phải bảo ngọc toàn. Thái Tôn Tiên Đế hít sâu một hơi, ta hiểu ý, hôm nay vốn là định số, vậy đứa nhỏ tới đây, khả vi đại lộ, người muốn truyền chút tin tức gì cho hắn, sợ rằng không làm được. Lấy ta trước mắt tu vi, không cách nào che giấu thiên cơ. Quần áo xám lão nhân cười cười, không sao, ta chỉ là muốn chính mắt gặp cái này hậu bối, phải chăng quả thật như vậy bất phàm, còn như có thể lĩnh ngộ mấy phần, không cầu kết quả rồi. Ta cũng thật là tò mò, hắn đối mặt như vậy cấp bậc tồn tại, sẽ như thế nào phá cục. Thái Tôn Tiên Đế cùng trước mắt cụ già nhìn nhau cười một tiếng, đều là đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Cùng lúc đó, quét sân hòa thượng chiến trường. Oanh! Một vị vô lượng cảnh 5 tầng thiên tiên vương thi triển thông thiên thủ đoạn, vậy không làm gì được vậy hóa thành chín thủ kim ô đại nhật, thiên địa lồng giam, tức nước vỡ bờ. Ta nhận thua. Dưới sự bất đắc dĩ, vậy tôn khiêu chiến tiên vương cuối cùng là thấp mi, bất đắc dĩ nói. Trước cửa quét sân hòa thượng động tác trong tay chưa từng đình trệ, đại nhật mặt trời sôi trào rơi xuống màu vàng bụi bậm bị vậy tả tơi trổi quay về đưa quét dọn sạch sẽ,
hòa thượng lúc này mới ngước mắt cười nói. Thí chủ, có nhiều đắc tội, mong rằng chớ có để trong lòng. Vậy tôn tiên vương cường giả cũng là ôm quyền nói, thánh hòa thượng khách khí, này các thủ đoạn bưng được không sơ hở nào để tấn công, Lý Mỗ bêu xấu. Một đời tiên vương cường giả ăn tất, trong thoáng chốc bầu không khí có chút động lại, mọi người ở đây không một tiến lên nữa nói khoác muốn nhập vậy cửa miếu. Nếu là khảo nghiệm, vì sao phải thiết lập vậy như thiên uyên vậy độ khó? Diệp thần có chút buồn bực, từ tình thế trước mắt tới xem, mình mạnh sông cũng không bất kỳ phần thắng nào có thể nói, coi như hiến tế thiết ngai vàng, nắng ban mai gió cũng không khả năng, trừ phi mới có thể có đánh vỡ nhất giới khủng bố tu vi. Ví dụ như vậy thái tôn tiên đế các loại, như vậy luận đạo ý nghĩa ở chỗ nào? Luân hồi. Diệp thần nghĩ tới mình du ngoạn đỉnh núi cảnh tượng, vô lượng cảnh cường giả có thể lấy man lực đánh vỡ tiếng chuông cản tay, nhưng hắn cũng không hành. Hôm nay cảnh giới bực này cường giả không cách nào đặt chân cửa miếu nửa bước, muốn đến ý không ở chỗ này. Luân hồi. Ta hiểu ý. Diệp thần nhiều lần suy tư, lãnh đạm bóng người đứng thẳng. Mở miệng nói, mong rằng tiền bối dạy bảo. Mọi người ở đây không một không phải vui vẻ cười to, vô số thanh âm rơi vào Diệp thần đầu vai. Ha ha ha, trăm già cảnh tiểu tử, cũng muốn cùng cái này cùng tồn tại tranh phong. Chịu khổ một chút cũng biết rồi. Một bên vốn dự định buông tha đế vô nhai cùng Thu Phong cũng là sững sờ, chợt khuyên can, Diệp huynh đệ, vậy kim ô công kích, tiên vương cũng là không cách nào phá vỡ, như làm bị thương ngươi. Sợ rằng sẽ chết. Mới vừa vậy tôn thua trận tiên vương cường giả hừ lạnh một tiếng, không tự lượng sức tiểu tử, người nếu như dính trên vậy Phật mang phân nửa, tan thành mây khói. Trước cửa quét sân hòa thượng cũng cười nhìn về Diệp thần, tiểu thí chủ nghĩ lại, vị thí chủ này nói quả thật, mong rằng thận trọng. Diệp thần nhưng là nhẹ nhàng khoát tay một cái, nghiêm mặt nói, ta dĩ nhiên là rõ ràng, tiền bối, còn xin chỉ giáo. Oanh! Trổi càn quét lên. Một hồi chói mắt kim mang từ cánh cửa hiện ra, cản trở Diệp thần tiếp tục nhịp bước tiến tới, vậy lăng không một cước, cuối cùng không được bước ra. Ô! Một tiếng tức giận kêu nhẹ, chín thủ mặt trời bão đoàn, hóa thành một vòng sán màu vàng kim đại nhật, thẳng hướng đỉnh núi nện xuống. Không tốt! Mấy người tại chỗ đều là thần sắc run lên, cái này biến ảo ra mặt trời bị hoàn toàn chọc giận, một cái trăm già cảnh tiểu tử dám can đảm khiêu khích, nó muốn hủy diệt. Các vị! Đồng loạt ra tay. Mấy vị trí cường lúc này liền là liên thủ, tất cả loại sinh sát đại thế hướng trên 9 tầng trời một vòng rơi xuống đời mặt trời nóng rực đánh đi. Rắc rắc, thiên địa sụp đổ, vô số núi đá ở dưới sự uy áp nghiền làm phấn vụn, đế vô nhai điên cuồng thúc giục cổ ấn, nhưng vẫn là không khỏi thân xác vỡ nhỏ, sắp tiêu vẫn xu thế suy sụp. Một bên Thu Phong hóa thành một đầu tinh màu tím kỳ lân bò lổm ngổm trên đất, nguyên bản điềm lành hơi thở lại nữa. Liền vảy đều là rỉ ra tơ tia huyết sắc. Diệp thần cho dù là dựa vào luân hồi thần thân thể và bát quái thiên đan thuật cường đại sức khôi phục, đứng mũi chịu sào hắn cũng là ngay tức thì trở thành một tôn người máu, nếu không phải luân hồi huyết mạch và thiết ngai vàng hộ thể, chỉ là cái này mặt trời gay gắt hơi ấm còn dư lại, cũng có thể đem hắn miễn cưỡng luyện hóa thành máu loãng. Ung ung, tựa hồ cảm nhận được liền Diệp thần quanh thân ngập trời luân hồi ý bắn tán loạn ra. Trên 9 tầng trời mặt trời đại nhật ánh sáng bộc phát chói mắt, từng đạo ánh sáng giống như thiên kiếm vậy lơ lửng, thẳng đâm xuống, liền không gian cùng chọn mặc. Đáng chết! Vậy xuất thủ ba vị cường giả nơi mi tâm rạn nứt, thần hồn hơi thở tiết ra ngoài, tùy thời liền sẽ tiêu vẫn. Diệt thế uy áp kinh khủng hạ xuống, mọi người ở đây đều là cảnh tượng thê thảm, sống chết để gặp, Diệp thần tiếng hét lớn truyền ra. Phật môn giết ác chi tâm như vậy cường thịnh. Cùng ác có gì khác nhau đâu. Quật cường hình bóng đỉnh đầu đại nhật, rất có một loại dựng thân thương khung cảm giác, ánh mặt trời lặn rớt xuống, màu máu bóng người nhưng là ở nơi này tuyệt vọng một khắc, nhất thời tan mất quanh thân toàn bộ phòng ngự. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Diệp thần dương ra trong ngực, hướng trên 9 tầng trời đập xuống mặt trời đại nhật thẳng ủng đi, giờ khắc này, Phật âm lượn lờ, rực rỡ kim mang cùng Diệp thần hình bóng hòa hợp, cả thế giới đang cháy. Một đường ánh sáng tách ra, bao phủ mặt đất. Quét sân hòa thượng trong tay trổi lướt qua từng tia màu vàng kim bụi bậm, chắp tay hành lễ nói. A-di-đà Phật, thí chủ xin vào bên trong. Thiểm tượng hoàn sinh đế vô nhai các người lòng vẫn còn sợ hãi, đại nạn không chết nhặt về nửa cái mạng miệng to thở hào hền. Ừ, không có thương tổn thế.
Thu Phong lúc này mới phát hiện, lúc trước vậy gần như rơi xuống thương thế lại là hoàn toàn biến mất không gặp, thế nhưng sống sót sau tai nạn cảm giác bị áp bách, vẫn là trực bức trong lòng. Hắn, thông qua khảo nghiệm, cái thằng nhóc đó rốt cuộc là làm sao làm được. Trước cửa quét sân tăng diện đối mọi người không rõ ràng, cũng là nhẹ giọng cười nói, ngã Phật từ bi, buông xuống đổ sát đao lập tức thành Phật. Rắc rắc, một tiếng giòn giã, Diệp Thần dưới chân cánh cửa chỗ, vậy một vòng kim mang thêm bột vào canh kết giới trong nháy mắt nổ tung, không ngăn cản nữa Diệp Thần nhịp bước, ở trước ngực của hắn, nhàn nhạt Phật quang lượn lờ hộ thể. Thư mời đã phát cho xong, xin các vị chùa bên ngoài lắng nghe Phật âm. A-di-đà Phật. Quét sân hòa thượng chắp tay hành lễ khom người, lại nữa nhìn xem đám người, liền lại là lần nữa tự mình cúi đầu quét dọn trước cửa phủi rơi bụi bặm. Cái này, Đế Vô Nhai cùng Thu Phong các người chố mắt nhìn nhau, cùng một đời tiên đế luận đạo cơ hội, chỉ như vậy bỏ qua, bọn họ ở chúc mừng Diệp Thần đồng thời, cũng là không khỏi có chút tiếc nuối. Tiền bối, ta có thể mời ta hai người bạn cùng nhau đi vào sao? Diệp Thần dừng một chút, mở miệng nói, nếu như không được, trễ như vậy thế hệ liền vậy tính tọa ngoài cửa. Đế Vô Nhai cùng Thu Phong sửng sốt một chút, cảm động hơn nhưng cũng là hướng về phía Diệp Thần gầm nhẹ nói. Thằng nhóc ngươi dở trò quỷ gì, cái này cùng cơ duyên trong một vạn không có một, sao có thể cự tuyệt. Diệp Thần lắc đầu một cái, liên quan tới như thế nào thông qua khảo nghiệm là một, hắn trong lòng còn nghi vấn, chứng thực một ít ý tưởng, chính là sáng tỏ thông suốt. Lấy ta thực lực. Lấy đi cửu thiên thần viêm chính là vọng tưởng, còn như luận đạo. Diệp Thần quay đầu lại nhìn về miếu nhỏ chỗ sâu, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, đã không cần. Tiểu Hữu xin vào bên trong nói chuyện, bạn ngươi, cũng có thể đồng hành. Ngay tại Diệp Thần muốn nhấc chân rời đi để gặp, miếu nhỏ chỗ sâu lại truyền tới một giọng già nua, mời mấy người chung nhau vào bên trong. Cái này, Đế Vô Nhai cùng Thu Phong đều là đại hỷ. Phương Trượng lại đáp ứng Diệp Thần vô lễ yêu cầu. Cỏ tranh xây dựng đình đài một bên, hai bóng người ngồi đối diện, thứ tam tịch, chính là chỉ có một bồ đoàn yên tĩnh bày. Thấy Diệp Thần ba người chậm rãi tới, quần áo xám Phương Trượng hướng về phía Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý hắn có thể tiến lên ngồi đối diện. Diệp Thần hơi khom người, thẳng tiến lên ngồi xếp bằng mà rơi, Đế Vô Nhai cùng Thu Phong hai người, chính là đứng yên Diệp Thần sau lưng, xanh tiếng chuông hồi sinh. Năm người đều là yên lặng, chưa từng có ai mở miệng. Luân hồi chi chủ, như lão hòa thượng mới vừa chưa từng đáp ứng thỉnh cầu của ngươi đâu. Quần áo xám Phương Trượng trong tay nửa chuỗi Phật châu vê động, khép hờ hai tròng mắt cũng không mở mắt nhìn xem Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói. Một bên Thái Tôn Tiên Đế chính là ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, con mắt bên trong mơ hồ có khao khát, nhưng là bị hắn rất khôn khéo che giấu đi. Như vậy chính là chứng minh. Vãn bối phỏng đoán không tệ, như vậy nói, bất luận cũng được. Diệp Thần đáp lại, giết ác chi tâm như vậy cường thịnh, cùng ác có gì khác nhau đâu. Quần áo xám Phương Trượng tự lẩm bẩm, tựa như lại là đang chất vấn đám người, hoặc giả là hỏi ngược lại Diệp Thần, Đế Vô Nhai cùng Thu Phong thấp nghi, lời này, cũng không phải là bọn họ dám nhận. Ta xin hỏi ngươi, vì sao làm thiện, vì sao làm ác? Lão Phương Trượng đổi câu chuyện. Mở mắt nhìn về Diệp Thần, không hề bận tâm trong con ngươi tràn đầy thâm thúy, mênh mông như biển. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đáp lại, ngộ đạo chắc chắn không được thiên mệnh, tu hành khó vi phạm nhân tính thiên đạo. Buồn vui khô vinh tùy duyên, mọi thứ đều là định trước. Cà sa bản là thanh tịnh, hồng trần đời nhuộm quần áo xám, yếu ớt một sát vạn cổ chung, bất quá là nói vớ vẩn. Diệp Thần nhìn về quần áo xám Phương Trượng. Cụ già nhưng là cười ha ha một tiếng, thằng nhóc giỏi, ngươi là lúc nào hiểu rõ hết thảy các thứ này. Diệp Thần nhẹ giọng đáp lại, đại nhật tây rơi xuống, thân thể không lành lặn bất quá tỉnh mộng vạn cổ, liền nhưng tàn sinh, nhưng là kinh niên đời sau. Đây cũng là vãn bối hiểu ra, hôm nay một nhóm, ta không phải ta. Cụ già ánh mắt tán dương ném tới, nhìn về Diệp Thần trong mắt bên trong lần đầu tiên nổi lên hào quang, quay lại nói. Phật bản vô tướng. Duyên nào dám bàn về thiện ác? Diệp Thần lần nữa đáp lại. Đại sư cha hỏi vãn bối, tự tại tình lý bên trong, vãn bối liền cả gan nói bừa. Chí thiện chí ác, chính là Phật môn cứu kỳ căn bản muốn hiểu thấu đáo niết bàn cuối cùng pháp môn, có thể ngộ không thể nói, càng không tu. Tu hành vì trở thành Phật, lại cầu ngộ là minh đạo,
lại biết tu hành là đè thiên đạo rồi sau đó thông người đường, ngộ đạo chung là mấy đồ mà nghịch bá tánh. Giác người do tâm sinh nói, võ giả lấy đạo minh tim. Quần áo xám phương trượng nửa chuỗi Phật châu ở hắn gầy nho ngón tay không ngừng vê động hạ, lại là chậm rãi tràn ra một món kim mang, hắn không nhanh không chậm nói. Không phân chia thiện ác, không vì trở thành Phật, vậy Phật giáo một đường, lại có vì sao ý nghĩa tồn tại. Phật là siêu thoát sáu đạo gia, đương kim đại lộ quy tắc, mà không phải là người định. Người người có lẽ đều có giác ngộ một ngày, nhưng phần lớn ngộ tức lầm, người tướng thì có vặn vẹo thay đổi. Phật tính không sinh không diệt, không có dễ không bình không nhiễm bụi đời, dòm ngó hắn pháp môn, bất quá là si người nói mộng, một chàng không thôi. Nhưng Phật bản vô tướng, người tướng cũng hoặc là một, thiện cùng ác, bản là đồng nguyên, một mực mà nói có lẽ khó phân biệt, nhưng chắc chắn, đặc biệt nói. Tu hành viên mãn tức chỉ, có thể nói vô lược, như Phật có tính, tức phi đạo. Quần áo xám phương trượng đứng dậy, ngước mắt nhìn về hư không chỗ sâu. Không khỏi được than nhẹ một tiếng, đại thế theo gió nổi lên, sát kiếp cũng là độ người kiếp. Diệp thần trong lòng biết được, xem ra từ vừa mới bắt đầu, vậy không không thời không hắc ám năng lượng ăn mòn, đã là trở thành không thể kháng lực nhân tố, tuyệt không phải đế vô nhai cùng Thu Phong nói như vậy vân đạm phong khinh. Cũng không có thể nghịch, liền thắng thiên nửa tử. Diệp thần nhún vai một cái, cười một tiếng nói. Thắng thiên nửa tử sao? Ném đá đánh nước. Cho dù không dậy sóng hoa vậy sẽ hiện lên rung động. Quần áo xám phương trượng xoay người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp thần. Diệp thần giờ khắc này nhất thời rõ ràng liền cái gì, nhìn về bên người từ mới mà chấm dứt ngồi ngay ngắn nhưng đưa mắt nhìn mình Thái Tôn Tiên Đế, khom người nói. Dám hỏi tiền bối, cái này một góc đi qua, nhưng mà tiền bối lấy thần thông che đậy thiên cơ tới. Một bên đế vô nhai cùng Thu Phong các người đều là nghe được rơi vào trong sương mù. Không biết Diệp thần và phương trượng rốt cuộc đang nói gì, Thái Tôn Tiên Đế nhưng là khẽ vuốt cằm nói. Cũng không phải. Che đậy thiên cơ bằng ta tu vi, vẫn không pháp làm được, bất quá là nhân quả tuần hoàn, ứng kiếp sống lại thôi. Hắn nhìn về sau lưng đế vô nhai cùng Thu Phong hai người, muốn nói thêm gì nữa, nhưng là chỉ gặp trên 9 tầng trời mây đen phân bố, từng đạo hư vô đại lộ lôi quanh quẩn hối biển, tùy thời sẽ chôn vùi giới này. Đạo hữu chớ nóng lòng. Quần áo xám phương trượng mở miệng cười một tiếng, nơi đây luận đạo, cùng hắn mà nói, đã không tiếc. Nếu có hám, cũng chỉ hận sai vị thời không, không cho hắn một cái đáp án. Đại thế đã đột ngột, vô số khí vận quay về gộp lại thái thượng nhưng là cũng. Diệp thần mới vừa muốn mở miệng nói gì, một đạo kiếp lôi thẳng nện xuống. Rắc rắc, quần áo xám lão nhân cùng Thái Tôn Tiên Đế muốn giúp hắn. Nhưng là phát hiện Diệp thần thân hình lại bắt đầu hư ảo, từ từ chóc giới này. Đây là... Thái Tôn Tiên Đế cũng là sững sờ, quả quyết không nên nhanh như vậy, chẳng lẽ là nơi đây thiên cơ có người quấy nhiễu? Quần áo xám phương trượng cũng là chăm chú nhìn về hư không, than khẽ, xem ra luân hồi hơi thở, thủy chung là không cách nào xóa đi, chuyện hôm nay, cũng nên ứng kiếp. Lúc này Diệp thần căn bản không rảnh chiếu cố đến người khác. Hàm chứa vạn cổ trước đại lộ lực kiếp lôi đánh xuống, thiết ngai vàng bảo vệ ngay tức thì đánh nát, trần bia hộ thể hắn, cũng là khó nén xu thế suy sụp. Ca! Hắn thần hồn ngay sau đó nứt ra, ánh mắt tan rã tới giữa, chỉ thấy được mây đen dày đặc trên đỉnh núi, một đạo tiếng quát truyền tới. Ta cảm nhận được liền tên kia hơi thở, ở nơi đó. Diệp thần nhưng là cả kinh, cái này thanh âm quen thuộc là. Cửu U! Vù vù! Thiên địa sụp đổ, cả dãy núi đồng loạt nổ tung, lôi âm tự ngã xuống, vô số hòa thượng ngã ở vũng máu bên trong, bị vậy một cổ uy áp kinh khủng chấn thành bùn máu. Sư tôn, Diệp thần thấy được dưới chân núi cùng hắn đụng cái tràn đầy người mù tiểu hòa thượng tê liệt ngã xuống đất thoi thóp, theo một tiếng quát chói tai, hóa thành một đoàn xương máu bạo tán. Diệp tiểu huynh đệ, gặp lại sau. Nếu như lần này thử nghiệm tham phá liền luân hồi. Có lẽ chúng ta còn có thể ở tương lai mỗi một khắc gặp nhau, hôm nay là thời điểm phân biệt. Đế vô nhai nhẹ nhàng mở miệng nói. Một bên Thu Phong cũng là sững sốt cười một tiếng, cảm ơn ngươi mời chúng ta cùng làm chứng đoạn này chuyện cũ, cũng coi là chết cũng không tiếc. Diệp thần trong lòng một hồi chua xót xông ra, hắn không cam lòng, nhưng hình ảnh trước mắt nhưng là dần dần mơ hồ. Đi, ứng kiếp đi. Tử chiến không lùi. Diệp tiểu huynh đệ. Thật tốt tu hành,
chúng ta còn sẽ gặp lại. Thu Phong cùng Đế Vô Nhai lao ra đình đài, quanh thân kinh khủng hơi thở chống cự đại đạo ăn mòn, một đầu màu tím kỳ lân phóng lên cao, hướng hắc ám bên trong lao đi, chỉ là nháy mắt khác tới giữa, liền bị chiếm đoạt. À, một đạo tử mang phá vỡ hắc ám, tươi đẹp một sát, nhưng là truyền ra một tiếng gào thống khổ, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa quy tịch, bị hắc ám lần nữa bao phủ, trong bầu trời chậm rãi rớt xuống một đoạn mà lóe vi mang trường mâu. Diệp Thần biết, kỳ lân nhất tộc truyền nhân, Thu Phong bỏ mình. Oanh! Đế gia đế ấn tại hắc ám bên trong mở một đường trong sạch, ấn đường tới giữa lóe lên huyết mạch phù văn Đế Vô Nhai tung người hắc ám, từng đạo quyền mang sen lẫn ngang dọc, nhưng cũng là khó nén đại thế đẩy tới, đẫm máu thương khung. Diệp tiểu huynh đệ! Tạm biệt! Hắn biết, Đế Vô Nhai vậy bỏ mình. Lên! Quần áo xám phương trượng trong tay một chùm Phật châu bạo tán, mấy chục viên xá lợi phóng lên cao, tách thả ra màu vàng kim đại lộ ánh sáng. Mỗi người một nơi nhỏ hạt châu nhỏ, nhưng là chống lên nguyên phiến đẻ đổ xuống hắc ám. Oanh! Một đạo tuyệt đại phong hoa bóng người thẳng nổ lên, ở đó hắc ám bên trong thả chỗ cuối bóng người liều giết, hừ, ta cũng biết là ngươi làm được quỷ, tên kia ở đâu một mảnh không gian. Cửu u u ám thanh âm truyền ra, tựa hồ cũng là kiêng kỵ đại lộ kiếp lôi đánh giết, vượt qua thời không tới hắn, không dám tùy tiện nói tới Diệp Thần hai chữ. Đã như vậy, vậy ngươi đi ngay chết đi. Nhất giới trí cường giả Thái Tôn Tiên Đế, đạo này phân thân, đang đối mặt lúc này cửu u sát phạt thế công dưới lần lượt tháo chạy, chỉ là khó khăn lắm tự vệ, hai người kịch chiến chỗ, không gian rung động dâng lên gợn sóng, cửu u đang cảm thụ Diệp Thần hơi thở. Không tồn tại. Làm sao có thể? Xác định Diệp Thần hơi thở bị hoàn toàn lau đi sau đó, hắc ám bên trong bóng người không khỏi được tức giận, quát lên. Diệu ám chi phệ. Phịch. 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 Chân áp chân trời mấy viên xá lợi tử ngay tức thì nổ tung, quần áo xám phương trượng bày ra bảo vệ kết giới vỡ nát, kinh khủng lực cắn nuốt bắt đầu lan tràn, còn thừa lại mười mấy vị vô lượng cảnh cường giả đều là trong mắt ứ máu. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Vèo. Vèo. Mười mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, rối rít lựa chọn tự bạo, trong này, leo núi lúc diễu cợt đùa giỡn Diệp Thần điểm không nhỏ vô lượng cường giả cũng là bất ngờ tại chiều. Đối mặt hắc ám, bọn họ lựa chọn nhất kiểu chết thể diện. Oanh! Đáng tiếc đối thủ là tới từ không không thời không cửu u, mười mấy vị vô lượng cảnh tự bạo, chỉ là đốt thương khung, phục khắc vậy đã lâu quang minh một cái chớp mắt, chính là chết lại nữa. Đứa nhỏ, ta biết ngươi ý đồ là vì cửu thiên thần viêm. Quần áo xám cụ già nhẹ giọng líu díu, hướng về phía bóng tối hư không dặn dò, hắn biết, luân hồi chi chủ còn ở. Diệp Thần lấy luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ loang lổ tan vỡ thần hồn, lắng nghe sau cùng Phật âm. Cửu thiên thần viêm căn nguyên cũng không tại này, viêm đế rơi vào hắc ám sống chết không biết, lão phu bất quá là một đạo thần viêm phân thân thôi, tìm quả, còn cần ngươi tự làm. Một viên xá lợi trốn vào hư không thẳng đánh vào Diệp Thần ngực bên trong, vậy thân ảnh già nua phù diêu lên, quát lên. Cửu u, tới đánh một trận. Bạo tản ra xá lợi tại hắc ám bên trong xé rách khói mù, toát ra vô cùng kim mang, đã sớm đổ nát không chịu nổi mặt đất bên trên, chỉ có vậy một tòa cô miếu thượng tích chữ. Oanh! Tắm sán màu vàng đại dương đại nhật mặt trời rên rỉ, vỗ cánh phù diêu muốn đem vậy hắc ám hoàn toàn thổi tan. Bằng ngươi một con súc sinh, cũng xứng. Cửu u hừ lạnh một tiếng, cùng Thái Tôn Tiên Đế kịch chiến thân hình mau chóng ngừng, một bàn tay lộ ra, từ hắc ám thiên mạc chỗ sâu. Xông ra một đầu huyết sư, khuôn mặt dữ tợn răng nanh đen nhánh lại sắc bén, ở sau lưng, đậm đà hắc vụ bao phủ tràn ngập, không được dòm ngó gặp hắn thật hình. Hống! Màu đen huyết sư há mồm, ngay tức thì chính là nuốt đi đại nhật kim ô chín cái thủ cấp, lượn quanh Phật âm kích động hư không, nhưng là bị vậy nhiệt xúc miễn cưỡng chân vỡ. Đi chết đi! Cửu u chân thân cướp tới phụ cận, hai tay lộ ra, đem vậy có chừng trăm trượng lớn mặt trời cánh miễn cưỡng xé xuống. Tích tích màu vàng kim máu rơi xuống, nướng mãnh liệt cháy lực tí tách ở trên người, nhưng là ngay lập tức bị hắc ám xâm nhiễm. Ừ, không phải cửu thiên thần viêm, lão lửa ngốc. Cửu u mái tóc dài bù xù, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút âm lãnh vẻ, giải quyết đại nhật mặt trời sau đó, hắn xoay người nhìn về sừng sững cô miếu bên trong quần áo xám lão nhân cùng Thái Tôn Tiên Đế. Thật là có ý nghĩa năng lực, ta đây muốn xem, người muốn đem hắn núp vào lúc nào không? Cửu u ngang nhiên một trường vỗ tới,
Thời khắc này Thái Tôn Tiên Đế thần sắc rét lạnh, thúc dục bảo khí hết sức ngăn cản cửu u tấn công, ở hắn quanh thân không gian, một màn thời không sông dài bị đánh nát, vô cùng mảnh vỡ đập xuống thương khung, diễn hóa ra lần nhuộm chư thiên sông máu dòng nước chảy. Oanh! Quần áo xám phương trượng một viên cuối cùng xá lợi tử tự bạo, cường thịnh kim mang dần dần yếu bớt, Phật đạo hơi thở lực áp chế cũng sẽ không, nhìn Đại Mạc Tiệm khởi vô tận ám sắc, hắn còng lưng thân thể cuối cùng là than nhẹ một tiếng. Lão hỏa kế, xem ra nên là thời điểm lên đường. Trong hư không, vậy một màu xanh nhạt trường sam không ngừng nhuốm máu, tự thân linh lực tế luyện bảo khí bị miễn cưỡng đánh nát, đầy trời đại lộ ý niệm ngay tức thì tán loạn, Thái Tôn Tiên Đế quanh thân, một màn luân hồi ở thay đổi. Ha ha ha, có thể là hậu bối đối kháng không không lúc nào không mở con đường phía trước, ta không hối hận. Luân hồi chi chủ chung sẽ bước lên không không lúc nào không, phá hủy chí cao ý chí. Một tiếng thét dài cười thương khung, một khắc cuối cùng, hắn sắp vỡ nát thân hình cướp tới cô miếu bên trong, đem vậy một hơi thong thả cổ chung ôm ở trong tay. Luân hồi chung, táng diệt. Vù vù. Một tiếng đồng xanh kêu nhẹ, sóng âm lại nữa tràn ngập độ người Phật mang, tràn ngập nguyên phiến thiên địa là sát ý vô tận. Đông. Lại tiếng vang, Thái Tôn Tiên Đế thân xác đạt tới trong tay vậy miệng xanh chung ngay tức thì vỡ nát rạn nứt. Kinh khủng sát phạt sóng âm đánh gãy nhất giới thời không, ảnh hưởng đến chỗ, vạn vật câu tán. Lúc trước bị hắc ám cắn nuốt đế vô nhai, thu phong các người, thậm chí rất nhiều cường giả đều là ngay tức thì hóa thành một món bụi bẩm, từ từ khói diệt. Cái này cùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiến pháp cũng là làm được cửu tiêu trên hắc ám chủ cửu u nhướng mày một cái, ngay hoảng hốt lại là bị kéo đi nửa người, ở đó mơ hồ máu thịt chỗ, ám vụ nảy sinh. Tìm được. Đối mặt như vậy sát kiếp cửu u chưa từng thối lui, ngước mắt nhìn về hư không một góc, đó là bị quần áo xám phương trượng lấy xá lợi tự bạo làm giá che giấu diệp thần hơi thở, nhưng là bị cái này cướp diệt sóng âm nơi vén lên rung động. Vèo! Cửu u thân hình ngay tức thì xông vào trong chiến trường tim, trong phút chốc vô số bảo dược đắp chế tạo thân xác chính là rong thành một đoàn khói xanh tiêu tán, chỉ chưa có một chút hắc ám năng lượng bọc thần hồn hướng diệp thần lướt đi. Giải quyết ngươi! Ta xem tương lai một giới này còn có người nào có thể ngăn ta. Diệp thần thấy cửu u liều chết xung phong, một khoang ngút trời tức giận dấy lên, sẽ chết chiến. Ta có thể giết ngươi một lần, sẽ chả có thể lại tiêu diệt ngươi. Dù là hôm nay ngươi đã ở không không lúc nào không rất cường đại. Đáng tiếc, hắn thanh âm truyền không tới vậy đã vỡ nát nhất giới, diệp thần vô luận như thế nào gào thét, hình ảnh trước mắt dần dần mơ hồ, hắn bị chóc ra vốn là thế giới. Hoàn toàn xa lạ. Ẩn. Một khắc cuối cùng, diệp thần chỗ ngực quần áo xám phương trượng tặng cho xá lợi ánh sáng đại trán, đem hoàn toàn đẩy ra vậy cướp diệt thành cho thế giới. Oanh. Diệp thần lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, từ hư không rơi xuống xuống, bên người vậy một đoạn truy kích mình rách dưới trường mâu vậy mất đi sắc bén ánh sáng, rơi xuống ở hắn bên người. Này, tiểu tử. Huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm vang lên. Lại là có mấy phần hiếm thấy cuống cuồng vẻ, có thể vẻ mặt phảng phất diệp thần cũng không nghe ra trong đó dị thường, hắn hai quả đấm thẳng đập trên mặt đất đất khô cằn bên trên, gào thét nói. Tại sao? Tại sao? Ta muốn giết ngươi, chín, u. Diệp thần trong mắt ứ máu, một cổ thị huyết ma ý dần dần ăn mòn tâm trí, một đời tiên đế ở hắn trước mắt ôm hận mà chấm dứt, không tiếc liều chết cũng phải đánh tan đồng bạn thần hồn tránh hắn rơi vào hắc ám. Đế vô nhai, thu phong các người cười bị chết mất. Liền liền sau cùng quần áo xám phương trượng đều là chết. Diệp thần không biết cái này có phải hay không chân thật, nhưng nhất định phát sinh ở đi qua. Cửu u. Võ đạo luân hồi trong bản vẽ huyết hoàng tộc nữ đế một tiếng thét kinh hãi, rất hiển nhiên nàng đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, tán. Một tiếng khẽ quát, nàng tản đi diệp thần bao phủ ma ý, diệp thần thần chí cũng là khôi phục mấy phần. Này, thằng nhóc, người rốt cuộc trải qua cái gì? Huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm vang lên, mới vừa thần bí kia cổ mâu cứu ngươi một mạng, mang ngươi trốn vào không giữa khe hở, sợ bị những người đó phát hiện. Chỉ là ngay lập tức, chẳng lẽ? Ta, diệp thần đem mình trải qua khái quát cho nữ đế, võ đạo luân hồi đổ thế giới bên trong yên lặng hồi lâu, yếu ớt thở dài nói. Khó trách, viêm đế biến mất, vị cường giả kia chết. Lại là bảy cái này địa bàn lớn cờ. Nàng nói tiếp. Ngươi không cần để trong lòng, ngươi thấy bất quá là vạn cổ trước cảnh tượng, bọn họ đã sớm gặp nạn.
Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, có thể ta có thể cùng bọn họ đối thoại, chẳng lẽ vậy trận luận đạo? Vậy là giả, là thật, bất quá ngươi cũng chỉ là một nhân chứng, cũng không thể sửa đổi cái gì, bất quá là ngày xưa thủ đoạn nghịch thiên diễn hóa ra cảnh tượng thôi. Thấy Diệp Thần có chút thất lạc, nữ đế hử nhẹ một tiếng nói, cửu u mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô địch tư, ngươi thấy vậy một góc đi qua chỉ là người trong cuộc thị giác thôi. Nếu không vạn cổ sau đó, không còn sớm bị hắn thống nhất thực tế và không không, tộc ta cường giả đứng đầu, cũng có không yếu hơn hắn tồn tại. Ngươi đến lúc đó có thể hỏi một chút Nhâm Phi Phàm, hắn có lẽ biết một ít thứ. Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút lộ vẻ xúc động, chẳng lẽ thái thượng thế giới còn có một chút ẩn núp cường giả. Vượt qua Vũ Hoàng Cổ Đế. Tự nhiên, Vũ Hoàng Cổ Đế đời này thứ nhất không sai, nhưng cũng không phải là thế gian vô địch. Ngươi quên Tử Hoàng Tiên Cung, cái thế giới này thần bí vượt xa ngươi tưởng tượng, Hồng Quân và Võ Tổ thần thoại sau lưng, cất giấu cái gì, ai biết được. Nữ đế khẳng định nói, chợt lại là đổi câu chuyện, nhẹ giọng nói, phương mới có thể là ta cảm ứng sai rồi, nơi này cũng không có Cửu Thiên Thần Viêm, đi thôi, Kỳ Lân vực muốn mở ra. Diệp Thần nhưng là hỏi, ngươi năm xưa phải chăng đã tham gia phạt thiên cuộc chiến? Thấy không có trả lời, Diệp Thần tiếp tục truy hỏi nói, Huyết Hoàng tộc, cùng vậy cửu u so sánh như thế nào? Yên lặng hồi lâu, một tiếng yếu ớt than nhẹ. Tỷ tỷ ta mất đi rất nhiều trí nhớ, còn như cửu u sao, hẳn là hắn mạnh một chút. Diệp Thần nghe vậy im lặng, Huyết Hoàng tộc nữ đế thức tỉnh tàn hồn đã có đoạn ngày giờ, hắn tự nhiên vậy gặp qua cái này cô gái tuyệt đẹp thủ đoạn, cắn nuốt vậy một chút Cửu Thiên Thần Viêm tử lửa sau đó, lại là có chém chết cường giả thực lực kinh khủng. Liền như vậy một vị đỉnh núi cường giả ở năm xưa, cũng không phải là đối thủ sao. Cửu U. Diệp Thần âm thầm nắm chặt hai quả đấm, không nghĩ tới ngày xưa thí thần địa ngục giao phong đối thủ, ở hôm nay lại là đã để cho hắn nhìn xa không gặp. Nữ đế thanh âm nhàn nhạt truyền ra, mong cầu cái viễn vông xa vời không phải là chuyện tốt, người tư chất không kém gì hắn, có lẽ muốn không được bao lâu sau đó, có thể cùng hắn tranh phong vậy không nhất định. Vạn năm quá lâu. Cái này nhất thế, ta muốn là các bạn trả thù. Diệp Thần chữ chữ vang vang, cắn răng nói. Vù vù. Một tiếng kêu nhẹ, ở dưới chân một đoạn rách dưới trường mâu phát ra yếu ớt chập chờn, chính là lúc trước tập sát hắn vậy kiện cổ binh. Một khắc sau, Diệp Thần chỗ ngực, một món nhàn nhạt kim mang sáng lên, cùng vậy một nửa tàn binh hô ứng. Đây là... Diệp Thần đầu óc bên trong hồi tưởng lại quần áo xám phương trượng lời sau cùng. Chính là vậy đánh vào hư không, chưa từng bạo tán một viên cuối cùng xá lợi. Đông, tàn tạ cổ mâu cùng Phật mang dao ánh phát ra một hồi xanh trung thấp vang, Diệp Thần thân hình run lên, cảm giác quen thuộc này, chẳng lẽ là... Rắc rắc, hư không nứt ra một đạo sâu không thấy đáy uyên vết, ở mơ hồ kia khe hở chỗ, cô miếu độc lộ vẻ, trước cửa một ly chập chờn thanh đăng chiếu sáng con đường phía trước, chỉ dẫn Diệp Thần bước chân. Tiền bối. Diệp Thần vui mừng quá đổi, không cùng nữ đế quát bảo ngưng lại, tung người một cái chính là lướt vào cổ quái kia tàn tạ miếu thờ bên trong. Cót két, cót két, một bước một dấu chân đạp xuống, vang lên trần phong vạn cổ đất vàng, vào mắt tràn đầy hoang vu cô miếu đỉnh đài chỗ, yên tĩnh vô ngân. Cũng mất mạng sao? Không qua gót chân bụi đất tung bay, khơi thông vạn cổ tới cô tịch, nguyên bản di thế độc lập Phật môn thánh địa, đã sớm cảnh còn người mất. Đông. Diệp Thần con người đông lại một cái, một lần nữa nghe được quen thuộc kia xanh trung tiếng, hắn vội vàng hướng sau miếu thờ viện chạy đi, ở đó liền đình đài trần nhà cũng sụp đổ phế tích bên trong, nửa miếng ngói tàn trung mai táng tại đất vàng dưới. Lúc trước vậy kêu nhẹ tiếng chuông, chính là từ đâu tới nơi này? Oanh! Diệp Thần vung tay lên, xóa đi trần phong vạn cổ ai đất che giấu, ở đó nguyên bản hẳn là Phật quang lượn quanh chuông vang, tràn đầy đen nhánh vết máu. Tiên đế máu, dính liền hắc ám. Tựa hồ là đối với Diệp Thần đến có cảm ứng, nửa điểm tàn niệm dẫn động một miếng ngói xanh chung. Rắc rắc, ở Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú dưới, mặt đất chậm rãi rạn nứt, đạo đạo liệt ngân lan tràn tới hắn hai chân hạ, giật tán ra lũ lũ kim mang, hóa thành phù văn thần bí bay lượn bay lên. Không giống với lôi âm tự Phật Pháp chính là, vậy rực rỡ kim quang bên trong, lại là bao hàm kinh khủng lực lượng hủy diệt, có cháy hết vạn vật hơi thở. Đây là, Cửu Thiên Thần Viêm. Cái này giống nhau hơi thở, hắn ở Cửu Hỏa Thần Điện cấm địa bên trong sớm có nơi lãnh hội, hôm nay cái này bàng bạc nhưng lại ôn hòa lực lượng,
lại không giống ngày xưa giao chiến cửu thiên thần viêm như vậy bá đạo. Là ngươi ngực viên kia xá lợi tử, vô chủ cửu thiên thần viêm mới biết cùng ngươi thân cận. Huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm truyền tới. Vì sao là như vậy, liền vậy một chút tử lửa đều là ra đời linh trí, cái này chân chính cửu thiên thần viêm có kinh khủng dường nào. Diệp thần cảm thụ từng luồng khắc ấn hư không sán màu vàng đại lộ phù văn không ngừng tràn vào quanh thân, một hồi thoải mái cảm giác truyền tới. Đây cũng không phải là cửu thiên thần viêm căn nguyên, bất quá nhưng là so với trước kia vậy một món tử lửa mạnh hơn nhiều lắm. Hẳn là bị Phật quang nơi địch, có người ở trước khi lâm trung tận lực xóa đi một ít tồn tại, mới có thể để cho ngươi như vậy thuận lợi hàng phục, bây giờ nó, có thể nói là cửu thiên thần viêm một phần chia, vậy có thể nói là một loại truyền thừa. Nữ đế thanh âm nhàn nhạt truyền tới, giải thích. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, một hồi lâu sau mở miệng nói, nếu như đem bộ phận này cửu thiên thần viêm tặng cho ngươi, có thể khôi phục ngươi thực lực sao? Huyết hoàng tộc nữ đế mị thanh truyền ra, liền cái này nửa phần cửu thiên thần viêm lực, kém 108.000 dặm, tối đa để cho ta bể tan tành thần hồn vững chắc một chút thôi. Thằng nhóc ngươi! Bỗng nhiên nữ đế đổi câu chuyện, có chút bất ngờ nói, chẳng lẽ ngươi muốn tặng cho ta? Diệp thần đáp lại, ta muốn đi ra đường mình, cậy vào cửu thiên thần viêm cố nhiên có thể trong thời gian ngắn để cho ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng dựa theo người xưa đường, ở đó chỗ cuối, đã nứt. Huống chi ta đã có đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa căn nguyên, nó có thể theo ta trưởng thành mà tiến hóa, không kém gì vậy cửu thiên thần viêm. Nói theo tiên nhân đường, ta tối đa cùng sóng vai, nhưng cái này cũng không đủ, không thể trở thành đánh bại ta cửu U, Vũ Hoàng Cổ Đế, Đa Bảo Thiên Quân. Thậm chí còn không không thời không ý chí vốn. Hắn gặp qua mạnh như quần áo xám phương trượng như vậy tồn tại, đối mặt cửu U, chỉ có tự bạo vì mình tranh thủ một đường sinh cơ. Một đời tiên đế là giấu một món thần viêm, không tiếc mang theo sanh chung lấy liều chết đối lập, nhưng cuối cùng là bị hắc ám vô tình chiếm đoạt. Cát, tiểu tử tính toán đánh được ngược lại là rất vang, làm sao, muốn để cho ta ở Kỳ Lân vực che chở ngươi, đây coi như là hối lộ. Huyết hoàng tộc nữ đế mị tiếng nói cười một tiếng, chính là vạch trần hắn. Ách! Diệp thần bất đắc dĩ cười khổ, vừa nghĩ như thế, tự hồ vậy có đạo lý, Kỳ Lân vực bên trong, tất cả đều là vì tìm vậy một chút mờ mịt truyền thừa tới thử vận khí vô lược, ví dụ như bà quân các người, lại là mấy lần đặt chân. Đối với bên trong tình huống, tổng hợp khắp mọi mặt tới xem, Diệp thần bây giờ là muốn tình báo không tình báo, muốn thực lực không thực lực. Tỷ tỷ! Nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta còn không nghĩ tới, bất quá nói như vậy, ngược lại cũng không tệ. Diệp thần gật đầu một cái, coi như là hào phóng thừa nhận. Thần viêm cho ta, ngươi coi như hoàn toàn không có cản tay ta phương pháp, ngươi mạng nhỏ tùy thời sẽ vứt bỏ, ngươi suy nghĩ kỹ. Nữ đế hài hước thanh âm truyền ra, cũng không phải lấy là ta sẽ cho ngươi làm hộ vệ, chờ ta khôi phục thực lực, thánh thiên thần hỏa căn nguyên, ta cũng là phải mang đi. Diệp thần hít sâu một hơi, như cũ nói, có lẽ khi đó, ta đã không lại cần thần hỏa căn nguyên liền vậy nói không chừng, thậm chí có thể cùng vậy cửu U chống đỡ. Võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới yên lặng hồi lâu, yên tĩnh sau một lúc lâu nữ đế thanh âm lần nữa truyền ra. Tặng ngươi một câu. Diệp thần hỏi, cái gì? Do dự liền sẽ bại trận, quả quyết liền sẽ cho không, lạc lạc ạc. Tựa hồ là tâm tình vô cùng là không tệ. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, một đời huyết hoàng tộc nữ đế, lại là trêu ghẹo Diệp thần nói. Kỳ Lân vực muốn mở ra, chuẩn bị lên đường đi. Diệp thần cũng là cười một tiếng, chợt vận chuyển linh lực, trong hư không quanh quẩn bay múa cửu thiên thần viêm hóa thành từng luồng màu vàng kim phù văn tràn vào võ đạo luân hồi đồ bên trong. Hắn cũng là ứng mới vừa nói hạ mà nói, đem cái này một phần chia năng lượng, không có đền bù tặng cho liền nữ đế. Võ đạo luân hồi đồ thế giới bên trong, màu máu đỏ váy đầm dài dựng thân tại bị Kỳ Lân lôi đình lực đốt thủng nám đen đỉnh núi, sáng bóng cước nha treo trên bầu trời ngăn lại, dù gì nói. Cửu U, xem ra sổ nợ này, có người còn giúp ta nhớ. Hư không kẽ hở dần dần khép lại, nhìn vậy cô miếu dần dần biến mất ở mình tầm mắt bên trong, Diệp thần trong lòng cũng là một tảng đá lớn đè xuống, 10 phần nặng nề. Dưới chân mờ mịt đất khô cằn theo Kỳ Lân vực màu tím sấm sét không ngừng tàn phá lần nữa hiển hiện ra kiểu khắc hắc vắng vẻ, vậy một đoạn cổ mâu nằm ở bụi bặm bên trong, lộ vẻ được phá lệ tịch mịch. Hoặc giả là chấp niệm đi, yên tâm Thu Phong huynh, có ta ở đây, hỗn độn Kỳ Lân truyền thừa tuyệt sẽ không chạy mất.
Diệp Thần hai tay nâng lên vậy một đoạn rách dưới không chịu nổi cổ mâu, chẳng biết tại sao, hắn chính là cảm giác, Thu Phong như cũ ở bên người mình. Đinh! Một tiếng giòn giã sau đó, vậy một nửa cổ mâu lên tiếng đáp lại vỡ vụn thành cặn bã, gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn tiêu tán. Kỳ Lân vực, ta tới. Nhìn vậy cách đó không xa màu tím lôi biển dũng động hư không tới giữa, Diệp Thần vận dụng thần hy chi phong như gió vậy đi, trong mấy hơi thở, chính là biến mất ở tại chỗ. Một đường tới, không ít người tộc võ giả thây ngã khắp nơi, có bị màu tím lôi biển cắn nuốt nám đen chạng, cũng có bị yêu thú tê liệt mảnh vỡ, máu tanh vô cùng. Xem ra cái này huyền yêu vực, thủy chung là không quá hoan nghênh người ngoài, huống chi, vẫn là Kỳ Lân vực cái này cùng truyền thuyết bên trong nơi tạo hóa. Thật may Diệp Thần trong huyết mạch có huyền yêu và thiên yêu hơi thở, bị vô số yêu thú cho rằng là yêu thú nhất tộc, lúc này mới miễn đi chư nhiều phiền toái. Một đường thông suốt được không trở ngại, Diệp Thần đi tới vậy đầy trời màu tím lôi biển trải phúc thương khung dưới, đã là cường giả như mây. Kỳ quái, tỷ thí thế nào ngày xưa còn muốn long trọng, như thế nhiều huyền yêu vực cường giả. Đám người bên trong có người kêu lên, cửu giao nhất tộc. Huyết Nguyệt yêu môn nhóm cường giả cũng đã tới không thiếu, Cửu Hỏa Thần Điện cũng có người tới, bất quá nhưng cũng không phải là vậy Diệp Thần đã gặp Phượng Vô Cụ già, mà là một cái khí chất tuyệt đẹp cô gái. Làm sợi bông che mặt không gặp hình dáng, thế nhưng uyển chuyển nhất tuyệt dáng người, nhưng là nói rõ hết thảy. Nghe lần này, Kỳ Lân vực truyền thừa muốn hiện thế. À, không hề thiếu thế lực trước thời hạn hỏi dò đã biết được tin tức. Có một đầu màu tím Kỳ Lân thường xuyên ở phụ cận đây quanh quẩn, rừng sâu cùng hư không, đều là từng hiển hóa ra. Bạc Quân đại nhân các người tự mình tới, cũng là bởi vì thế, như quả thật có hỗn độn Kỳ Lân, vậy một vực truyền thừa. Sợ rằng phải rơi vào những tên kia trong tay. Bất quá Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên Ma Tổ bọn họ phải chuẩn bị sắp đến Thái Thượng Công Đức Chiến, tạm thời không có phái người tới. Nói chuyện cũng tốt, huyền yêu vực ra đời đồ. Nên huyền yêu vực người tranh đoạt. Tại chỗ vô lượng cảnh cường giả không đếm xuể, cơ hồ tụ tập toàn bộ huyền yêu vực toàn bộ cao thủ hàng đầu, ví dụ như Diệp Thần như vậy bách giả cảnh, chỉ có thể là ngắm nhìn tồn tại lót đáy. Một nơi xó xỉnh bên trong, Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn biết, vậy đoạn cổ mâu đã sớm không tích chữ hậu thế lúc đó, đầu kia màu tím Kỳ Lân biến ảo, lại cũng không khả năng. Một hồi cảm giác khác thường truyền tới, Diệp Thần quay đầu lại bốn phía nhìn lại. Vậy kỳ dị cảm giác lại là nhanh chóng biến mất. Kỳ quái, mới vừa rõ ràng có người ở nhìn chăm chú ta. Nhưng vào lúc này, màu tím giọt mưa rớt xuống, rời đi Diệp Thần tầm mắt, hắn ngước mắt nhìn về hư không, chẳng biết lúc nào, vậy phân bố cửu thiên màu tím lôi biển bắt đầu nhỏ xuống, tí tí tím mưa kẹp theo lôi đình lực, phá toái hư không bỏ ra. Rắc rắc, một tiếng sấm thoáng qua, ở đó rung động lôi hải chỗ sâu, đạo đạo loang lổ vết rách sau đó tách ra. Ở đó không gian một đầu khác, khí tức vô hình lưu chuyển. Tím giọt mưa rơi đầu vai, tí tí xốp giòn cảm giác tê tê vào cơ thể, đó là lôi đình lực tê liệt hiệu quả tràn vào lộ vẻ, một ít vô lượng cảnh tầng thứ một tiên quân, đều là cảm thấy khó chịu. Các vị, nhập Kỳ Lân vực. Bạc Quân hét lớn một tiếng, hắn quanh thân hùng hậu linh lực bọc, ngăn cách vậy ăn mòn lực cực mạnh tím mưa, trong lòng bàn tay lật đổ. Một tầng mông lung không gian ngăn cách ra, che chở bên người Huyết Nguyệt yêu môn đám người. Cửu thủ giao các người cũng là mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, hướng về phía 9 tầng trời phù diêu lên, ào ào đại quân ngay chớp mắt chính là từ khe hở kia tới giữa biến mất không gặp bóng dáng. Càng nhiều ngắm nhìn người, chính là tiếc nuối lắc đầu, thiên huyền cảnh tu vi, ngăn cản cái này tím mưa đã là cực hạn, rất nhiều ngày huyền cảnh tu sĩ đã bị lôi đình lực tê dại quanh thân, nhúc nhích không được. Có những người đó đi trước, chúng ta đi theo bước chân sửa mái nhà dột, cũng có thể một bước lên trời. Mấy đạo thân ảnh cũng là phóng lên cao, muốn đánh một trận, tới gần vậy 9 tầng trời bên trong lôi biển một bên, nhưng là chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang. Phịch, hóa thành một đoàn đoàn xương máu bạo tán ra. Đáng chết, cái này tím mưa bên trong ẩn chứa sấm sét dẫn dắt lực, đến gần liền sẽ nổ. Đám người bên trong một tiếng thét kinh hãi. Vô số người tứ tán rối rít thối lui, sợ mình trong cơ thể lôi đình lực bị hoàn toàn kích thích, chết không toàn thây. Trừ cảm giác tê dại, lại là còn có không không thời không một chút yếu ớt năng lượng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn ở nơi này màu tím quang vũ bên trong, cảm nhận được liền một chút không không lúc nào không hắc ám năng lượng chập chờn, mặc dù cực kỳ yếu ớt,
nhưng quả thật tồn tại. Vậy Kỳ Lân vực có biến, hắn lúc này liền là điều động luân hồi thánh hồn thiên hòa hồng mông đại tinh không hóa giải. Xem ra hắn chính là Diệp Thần. Cách đó không xa, một đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn Diệp Thần, hôm nay, vậy đạo ánh mắt càng ngưng tụ. Hắn trên mình vẫn còn có vị kia nhân quả. Một bóng người phóng lên cao, chính là cửu hỏa thần điện vậy làm sợi bông che mặt cô gái, trên 9 tầng trời bóng đẹp quay đầu lại đưa mắt nhìn Diệp Thần hồi lâu, không biết nhẹ giọng thấp lẩm bẩm liền mấy tiếng nói, chính là biến mất ở khe hở chỗ. Người này tu vi cực kỳ mạnh mẽ, ta lại là không cảm giác được nửa điểm mà chập chờn, như tầm thường cô gái vậy. Diệp Thần nhìn Kỳ Lân vực mở ra kẽ hở xử nữ tử đã sớm không thấy thân hình, không khỏi hồi tưởng lại Huyền Yêu vực trận chiến ấy, cũng không gặp qua người này xuất hiện. Chẳng lẽ, nàng chính là Phượng Viêm Cửu trong miệng vị kia bế quan tông chủ, cửu hỏa thần điện chân chính ngài chúa tể. Mưa như chút nước tím mưa từ thương khung mưa như chút nước xuống, trừ đã sớm vào bên trong một nhóm lớn vô lượng cường giả ra, thiên huyền cảnh võ giả đã sớm rời đi. Ừ, lại là vậy đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Thần bốn phía nhìn vòng quanh, lúc này mới phát hiện, sau lưng bí mật trong rừng, thật có một đôi tròng mắt đang ngó chừng mình. Ngươi là ai? Đạo thanh âm kia chủ nhân chậm rãi tới, mặc cho mưa như thác đổ mưa to thấm ướt toàn thân, nhưng cũng chưa từng thấy bất kỳ khó chịu, cực kỳ quỷ dị. Diệp Thần con ngươi híp lại, vậy từ trên người đối phương cảm nhận được liền một chút quen thuộc hơi thở. Tên kia, màu tím mái tóc dài. Rắc rắc, một tiếng sấm rơi xuống, tím mưa bên trong nam tử dung nhan tràn vào lộ vẻ, một đầu lão luyện màu tím tóc ngắn. Đao tước tuấn giật khuôn mặt làm được Diệp Thần trong nháy mắt thất thần. Thu Phong. Không, không đúng. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới một vị cố nhân, gặp nhau tạm thời nhưng là tình nghĩa mãi mãi bạn cũ, lần nữa nhìn chăm chăm, nhưng là phát hiện người trước mắt lạnh lùng vẻ mặt ít đi mấy phần vị cố nhân kia không câu chấp. Tóc tím nam tử đối Diệp Thần theo bản năng bật thốt lên gọi nhíu mày một cái, cũng không đáp lại, chỉ là lạnh giọng nói. Ngươi cũng là tới đánh Kỳ Lân vực chủ ý. Đợi hồi lâu, gặp Diệp Thần im lặng không đáp, tóc tím nam tử quanh thân không gian một hồi hỗn loạn, một chuôi thấu lượng súng trường thẳng hiện ra, hướng Diệp Thần đánh tới. Cùng hắn giống nhau hơi thở, nhưng là gần như ngưng thực sát ý. Như vậy võ giả, có thể không tầm thường những tông môn kia thế lực ngoài ra vật giúp lớn lên thiên tài. Ngươi là người nào? Diệp Thần trong lòng cả kinh, người này trong mắt. Cho hắn một loại cô lang vậy chấn định, vừa thấy chính là núi thây biển máu bên trong lăn đánh nhau ra hỏa. Đây là thường ngang dọc tại tử vong tới giữa tóc tím nam tử, có vượt xa cùng cảnh võ giả đánh giết kinh nghiệm, mỗi một đánh đều là sạch sẽ gọn gàng. Đinh! Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm bị súng trường chấn động một cái, suýt nữa rời tay, vậy ác liệt thương mang liền lại là hướng ngực hắn tấn công tới. Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay chém chết tiên quân. Có thể trước mắt cái này giống như tử thần vậy nam tử, cho hắn cực lớn áp lực. Rắc rắc, lại là một đạo sấm sét nện xuống, ẩn núp tại chánh thể tới giữa thương mang cùng theo tiếng nổ sáng lên, đầu thương thiêu đốt kinh khủng hủy diệt lực, diễn hóa thành một cái dâng trào mãnh liệt lôi long nháy mắt khác tới. Diệp Thần con người đông lại một cái, cuồng phát bay lượn, hét lớn một tiếng, nghênh thân lên, kiếm trong tay rời tay ném ra, hung hăng bắn về phía chân trời. Kiếm 8 Sát tâm vô ngân, đạo linh lửa, dung, oanh, vang lớn sau đó, tóc tím nam tử không động thủ nữa. Không phải sao? Tóc tím nam tử nói nhỏ, một hoàng thần để gặp, Diệp Thần phản công thế chính là như điên gió mau mưa vậy tấn công tới. Vắng vẻ, Diệp Thần quanh thân, vẩy chiếu xuống màu tím quang vũ nháy mắt khắc ngừng, theo hắn quyền phải nắm chặt, lại là ngưng tụ thành một đầu Kỳ Lân hình dáng, nó ở gầm nhẹ. Màu tím biến ảo Kỳ Lân khuôn mặt dữ tợn, thua đứng ở Diệp Thần sau lưng, bốn vó lao nhanh vượt quá. Rắc rắc, trong hư không dũng động lôi biển ở trong một cái chớp mắt này, lại là theo Diệp Thần một cái động tác tay, hướng hắn điên cuồng vọt tới. Ngươi rất mạnh, nhưng ở chỗ này, ta sẽ không thua. Diệp Thần ngẩng đầu, con mắt tới giữa lóe lên màu tím điện mang, ngữ lôi hữu thuật, lại đạt được lôi bia hắn, bản liền có thể tùy ý điều khiển sấm sét. Hôm nay cái này Kỳ Lân vực vòng ngoài tự nhiên hiện tượng thiên văn, lại là thành hắn sân nhà. Vận dụng thiết ngai vàng và thần hy chi phong, chỉ sợ cũng không có dùng tiểu Kỳ Lân truyền thừa hữu dụng. Diệt! Diệp Thần chậm rãi hai ngón tay rơi xuống,
lao nhanh kỳ lân lôi cuốn lôi biển hướng tóc tím nam tử liều chết xung phong, nháy mắt tức thì, thiên địa sợ hãi. Ầm. Trong nháy mắt, tóc tím nam tử trong tay súng trường chính là có 90 độ cong, lao một cái màu máu dần dần hiện lên, nguyên bản tinh màu tím súng trường tràn ra đỏ tươi vẻ, rõ ràng hết sức. Tóc tím chàng trai khóe miệng cũng là chảy ra lao một cái đỏ tươi, lại là miễn cưỡng khiêng xuống Diệp Thần một kích chí mạng. Hai người đều là thời gian đầu tiên nhìn đối phương, kinh ngạc vô cùng. Vậy súng trường lại không có vỡ vụn, cái này lôi đình lực, nhưng mà kỳ lân vực dị tượng dẫn động kiếp lôi, không phải ta linh lực làm bằng, dù vậy, đều bị chống được. Tên này rốt cuộc lai lịch gì? Diệp Thần rất là khiếp sợ, toàn cho dù là lần nữa chấn động trong tay luân hồi thiên kiếm, đỏ tươi ánh sáng lóng lánh, đó là thần hỏa lực đang cháy. Đủ rồi, dừng tay đi, ngươi không phải ta kẻ địch. Tóc tím nam tử nhưng là khoát tay một cái, tan mất phòng ngự, bên người cổ quái súng trường cũng là tiêu tán ở trong hư không không gặp. Diệp Thần hồ nghi nhìn đối phương, tên này thủ đoạn quả thực không nhìn thấu, vậy súng trường chính là cao nhất thần tài làm bằng, tuyệt không phải biến ảo ra, lại là bị hắn ẩn núp đi. Không cần coi lại, ta nói, ngươi không phải kẻ địch. Tóc tím thanh âm nam tử trầm thấp, trong lời nói, lại là lau một cái đỏ thẫm tràn ra, nhưng kỳ quái chính là, hắn hơi thở nhưng là đang không ngừng leo lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thần không có cảm nhận được trong hư không dị động, vậy cần làm hắn tìm hồi hộp súng trường mũi nhọn hơi thở vậy đã sớm tiêu tán, hắn xác định người trước mắt không có động thủ nữa dự định, lúc này mới lên tiếng hỏi nói. Tóc tím nam tử lắc đầu một cái, chưa từng lên tiếng, hướng chỗ sâu đi tới. Đây là Diệp Thần mới vừa chú ý tới, chẳng biết lúc nào, vậy cách đó không xa trong rừng. Lại là mơ hồ có một đạo không giữa khe hở đang lấp lánh vi mang, tóc tím chàng trai nhịp bước, chính là hướng vậy đi tới. Chẳng lẽ là ta mới vừa công kích gây ra? Diệp Thần suy đoán, huyền yêu vực không gian bị xé ra một đạo lỗ hổng, tựa hồ là nơi nào đó không gian vô cùng không ổn định, bị ngoại lực lôi kéo mở ra. Phải biết, cho dù là Nhâm Phi Phàm như vậy đứng đầu vô lượng cảnh cường giả, toàn lực đánh xuống, cũng chỉ là có thể biến dạng cái này vững chắc không gian. Diệp Thần một kích kia, mặc dù bá đạo, nhưng xa xa không đạt tới cái này cùng kinh người bước. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần quay đầu lại nhìn về vậy các vị cường giả biến mất không thấy khe hở, một cái to gan ý tưởng tự nhiên sinh lòng, chẳng lẽ vậy các vị vô lượng đi, là một chỗ khác không gian? Dựa theo trước mắt suy đoán tới xem, kỳ lân vực tiêu diệt, sợ rằng cùng vậy không không thời không hắc ám năng lượng cùng với cửu u đám người có liên quan, như vậy bà quân các người đi không giữa khe hở chỗ. Lưu lại có một chút vạn cổ trước hắc ám khí tức cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho Diệp Thần, cái đó thần bí tóc tím nam tử có thể cho hắn câu trả lời, lập tức chính là không do dự nữa, đuổi theo. Đột nhiên, tóc tím nam tử quay đầu lại, nhìn bước nhanh theo tới Diệp Thần, lạnh lùng mặt mũi chậm rãi nói. Ngươi không phải muốn biết sao, theo kịp ta thì tới đi. Nói xong, tung người nhảy một cái. Chính là thẳng ngã vào vậy vực sâu vậy không giữa khe hở bên trong. Chuyện gì xảy ra, nơi này hắc ám khí tức, lại đủ để sánh vai đế gia tổ điện thần môn sau lưng thế giới hỗn độn. Chỉ là đến gần, Diệp Thần chính là có một loại không quá thích ứng cảm giác, lúc trước thế giới hỗn độn bên trong hắc ám năng lượng ăn mòn, trong cơ thể hắn còn có bộ phận nội thương tồn lưu, cho dù là quần áo xám phương trượng tặng cho viên kia xá lợi hộ thân lọc sạch, cũng không có hoàn toàn thanh trừ. Xem ra năm đó kỳ lân vực gặp đổi, cũng là đám người kia làm được quỷ. Dưới mắt Diệp Thần cơ hồ có thể xác định, nơi này mới thật sự là kỳ lân vực lối vào, cái đó tóc tím nam tử lại là như thế nào biết được đâu. Được rồi, nếu có liên quan tới không không lúc nào không, vậy thì nhất định phải làm rõ ràng. Diệp Thần khẽ lắc đầu một cái, từ bỏ nghĩ bậy, cũng là theo vực sâu vậy không giữa khe hở lộ ra thân hình, chớp mắt rồi biến mất. Rắc rắc. Trên hư không cuối cùng một đạo màu tím kiếp lôi tuột xuống, không có một bóng người mặt đất bên trên, lần nữa rơi vào yên lặng. Không có bất kỳ hoa lệ sửa chữa, tại không gian khe hở một bên kia, chỉ có một tòa đá vụn xây dựng truyền tống cổ trận, đã là màu đen cỏ dại mọc tùm, che đi vốn là khuôn mặt, rách dưới không chịu nổi. Nguyên lai là nó tan vỡ, mới biết đưa đến một bên kia không gian không vững chắc, bị ta thuật pháp cưỡng ép xé ra che giấu lỗ hổng. Là hắn làm sao? Diệp Thần con ngươi híp lại, sinh lòng nghi ngờ,
nhìn về vậy tóc tím nam tử bay vút đi hình bóng, người trước bước chân chưa từng dừng lại, đã biến mất ở cái này phiến vắng lặng thế giới chỗ sâu. Kéo kẹt. Ngay tại lúc này, từng trận dị động truyền tới, sau lưng cổ trận pháp đột nhiên sụp đổ đập xuống, kích động dậy bụi đất giật tán màu đen năng lượng. Cùng lúc đó, Diệp Thần trước mặt không gặp con đường phía trước không gian vực sâu chỗ, từng cơn màu đen sấm chớp mưa bão gào thét cuộn sạch. Là không không lúc nào không ăn mòn thế giới hỗn độn hơi thở. Vậy cổ vô hình hắc ám khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thấy điều này có thể cháy tâm hỏa lực lượng quỷ dị lần nữa lan tràn tới Kỳ Lân vực, Diệp Thần thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Thái thượng công đức chiến, biết hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ. Ừ, tựa hồ cũng không có như vậy đậm đà. Cuồn cuộn hội tụ gió bão lực tàn phá hư không, từng trận gió đen lôi cuốn khủng bố hạ xuống Diệp Thần quanh thân, Hồng Mông đại tinh không và Luân Hồi Thánh Hồn thiên thi triển, ngay tức thì xua tan hết thảy. Không có trước thế giới hỗn độn vậy đủ để làm vô lượng cường giả rơi xuống không rõ lực lượng, nơi này rốt cuộc trải qua cái gì? Dẫm ở cái này phiến hoang vu một mảnh thế giới bên trong, ngước mắt nhìn lại, thiên địa nối thành một đường, bể tan tành sơn xuyên cùng đã sớm khô kiệt khô khốc lâm tuyển phát họa, tựa hồ là loại nào đó trận pháp cường đại. Lấy thiên địa làm mai giới, vạn vật khắc phù văn sinh sát đại trận, trấn áp một ít kinh khủng tồn tại. Phịch, phịch, từng tiếng rên ở hắn sau lưng vang lên, đó là không tường phá phong ra dấu hiệu, nháy mắt tức thì, cả tòa thiên địa đều ở đây ông minh. Bài xích cái này một cổ dị thường lực lượng, dưới chân mặt đất hiện ra tinh màu tím đợt sóng, dâng trào phun trào, đem hắn cùng bọc. Không tốt. Chinh chiến vô số sinh tử Diệp Thần giờ phút này lại là cảm nhận được liền một cổ đáy lòng thẳng tắp leo lên sợ hãi. Thần hy chi phong, nhanh. Nhất thời, một món màu xanh nếp sống, từ Diệp Thần trong cơ thể thả ra, ngay tức thì vờn quanh hắn toàn thân. Quả nhiên. Âm thầm tóc tím nam tử cách thật xa nhìn gặp một màn này, cũng là nhẹ giọng líu díu, tiếp tục hướng đất hoang vu trung tâm lao đi. Nơi này vì sao hoang lãnh như vậy, từ một bên kia tiến vào huyết nguyệt yêu môn cùng với cái khác huyền yêu vực rất nhiều thế lực, cũng không từng thấy. Thương khung sáng lên mông lung một màu, nhàn nhạt trong suốt tử mang kéo dài hướng một nơi trên bình nguyên, nơi đó mơ hồ có tiên cơ hội lượn lờ. Là hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc thánh địa sao? Giống như là phá hiểu bình minh chiếu sáng hắc ám vậy, ấm áp bên trong nhưng là để cho Diệp Thần cảm nhận được liền một cổ kiểu khác uy áp. Đó là vô tận huyết khí lực ở dâng trào, trang nghiêm lại rét lạnh, làm người ta cảm thấy kính nể. Cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, vậy che giấu ở bình nguyên bên trong phân nửa ý định giết người trong im lặng thối lui. Nguyên bản hẳn tồn tại vô số hỗn độn Kỳ Lân điềm lành chi địa, giờ phút này lại yên tĩnh như chết vắng lặng, không gặp chút nào sức sống. Trên bình nguyên gồ ghề vết máu, tuyên cáo vạn cổ trước chiến cùng lửa tẩy rửa, hôm nay hết thảy đều là tàn lụi không thấy. Vù vù, vù vù. Ngay lập tức, ở Diệp Thần đặt chân một sát lúc đó, thiên địa ở sợ hãi, cái này kiềm chế đến mức tận cùng hoàn cảnh, làm người ta cảm thấy vô hình ngưng trọng. Trên cánh đồng hoang vu, không có bất kỳ cỏ dại, tràn đầy hài cốt phong hóa sau cặn bã, liền một đầu Kỳ Lân thi thể, cho dù là xương bể đều không gặp. Tất cả đều hóa thành xà bần chôn ở chỗ này. Tựa hồ là cảm nhận được liền tổ tiên hơi thở, võ đạo luân hồi đồ thế giới bên trong, bị huyết hoàng tộc lấy linh lực bảo vệ tiểu Kỳ Lân lại là ở vô ý thức dưới trạng thái, vỡ ra vô số màu tím ánh sáng rực rỡ, từ Diệp Thần thể xông ra, trực bước chân trời. Từng đạo minh mông lực vỡ nát phân tiêu, ngày xưa ảo ảnh lần nữa đổ ánh hư không, Diệp Thần thấy được điềm lành mặt đất bên trên, vô số lao nhanh hỗn độn Kỳ Lân chơi đùa. Lật bay cửu thiên cảnh tượng. Rắc rắc, một đạo màu tím sấm sét rơi xuống, vô tận hắc ám chiếm đoạt Kỳ Lân vực, tất cả hỗn độn Kỳ Lân tham chiến, nhưng là bị vậy hắc ám bên trong lộ ra bàn tay từng cái bóp vỡ. Bình bịch bịch, vô số bùn máu bạo tán, liền vô lượng cảnh hỗn độn Kỳ Lân đều là để không kháng nổi nháy mắt khác, chính là Tiêu Vẫn. Lại là ngươi. Diệp Thần vành mắt sắp nứt cắn chặt hàm răng, hắn nhìn thấu vậy đôi hắc ám sau bàn tay. Chính là không không thời không loại nào đó ý chí. Giờ phút này, tóc tím nam tử đạp xương bể hóa thành bụi bậm chậm rãi tới, hắn lại nửa hướng lúc trước như vậy căm thù Diệp Thần, nhẹ giọng nói. Chính là hắn, tàn sát hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc. Ta bị đóng chặt khốn cùng này, cũng là bởi vì hắn mà ra. Trong mắt bên trong sát ý vô tận không cách nào che giấu, nhưng lời nói tới giữa nhưng là vân đạm phong khinh,
thậm chí có chút vô lực trắng bệch, đó là một tòa không cách nào leo phúc cao đỉnh. Ngươi là hỗn độn kỳ lân nhất tộc hậu nhân. Diệp thần kinh ngạc nói, không đúng, ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng không phải là kỳ lân thân, ngươi là nhân tộc. Ta kêu Thu Xanh Mính. Đây là trước mắt tóc tím nam tử lần đầu tiên nói ra mình tên chữ, nhưng lại chưa từng nói rõ lai lịch. Ngươi cùng hỗn độn kỳ lân nhất tộc sâu xa tựa hồ rất sâu. Thu Xanh Mính trong con ngươi tử mang hơi lóe lên, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ hỗn độn kỳ lân nhất tộc trừ hắn ra, lại còn có huyết mạch tích chữ đời bên ngoài. Lời này nói thế nào? Diệp thần hỏi. Ở làm rõ ràng trước mắt chàng trai lai lịch trước, hắn vẫn là duy trì cảnh giác, tiểu kỳ lân tồn tại, tuyệt đối là cấm kỵ. Nơi này cấm chế ngươi cũng không có kích hoạt, ta rất kỳ quái, ngươi không có hỗn độn kỳ lân nhất tộc huyết mạch hơi thở, vì sao lại có thể bình yên vô sự tới chỗ này? Thu Xanh Mính lẩm bẩm nói, lại không có bị tổ địa lôi đình lực chiếm đoạt. Diệp thần cũng là nhướng mày một cái, lúc trước một đường tới, hắn rất rõ ràng cảm nhận được liền vô hình lòng rung động cảm, muốn đến hẳn là loại nào đó sát trận ở ảnh hưởng tâm thần. Nhưng lại chưa từng phát động, cái này cũng làm hắn rất là khó hiểu, hôm nay xem ra, là nhờ vào võ đạo luân hồi đồ bên trong ngủ say tiểu kỳ lân. Bên ngoài những tên kia cách mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ đến này, tổ địa bảo vệ pháp trận, còn sót lại lực vậy sắp bị tiêu hao sạch. Vừa dứt lời, ở Diệp thần đang phía trước, nhưng là truyền ra từng tiếng nổ vang, gào thét thanh âm không ngừng. Chẳng lẽ, Diệp thần nghĩ tới huyền yêu vực người đến, huyết nguyệt yêu môn bạc quân các người vậy muốn tới. Bọn họ tạm thời không vào được, cho dù có thể tới này, hỗn độn kỳ lân nhất tộc truyền thừa cũng sẽ không lưu lạc, liền ta đều không cách nào theo dõi tồn tại, người ngoài. Ha ha, Thu Xanh Mính cười khổ một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Diệp thần lần nữa mở miệng nói. Ngươi muốn biết được hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra sao, vậy thì cùng để ta đi. Hắn nhịp bước chậm chạp, hướng cánh đồng hoang vu chỗ sâu tiến về trước, mỗi một bước đạp xuống, đều là làm được thiên địa ở kêu rên. Theo không ngừng đi sâu vào, Diệp thần trong cơ thể phản ứng bộc phát mãnh liệt, ngủ say tiểu kỳ lân tựa hồ truyền ra tiếng tiếng gầm nhẹ, đó là huyết mạch lực lượng ở kích thích. Hắn bốn phía nhìn vòng quanh, ở xem có thể đạt được chỗ cuối. Có một nguồn suối đang lấp lánh ánh sáng, tươi đẹp màu sắc tách rời ra thương khung. Suy rồi. Diệp thần theo Thu Xanh Mính bước chân đặt chân, bóng người biến dạng thiên mạc ngay tức thì, chính là cảm thấy một cổ ngập trời huyết khí lực đánh thẳng trong lòng, liền hắn cũng thì không cách nào ức chế sát ý ngay tức thì chiếm đoạt thần trí. Vù vù. Võ đạo luân hồi đồ lau một cái màu tím vầng sáng từ Diệp thần giữa lông mày bắn ra, chân chính kỳ lân huyết bạo bắn ra, cái này mới đứng vững liền hắn tâm thần. Lực lượng thật kinh khủng. Lúc trước vậy cổ cảm ứng được như có như không huyết khí sát phạt lực, lại là tới từ này. Phơi bày ở Diệp thần trước mắt, chính là một tòa màu máu biển hồ, vô giới hạn không ngừng kéo dài. Đây là... Tựa hồ bị tình cảnh này bị nhiễm, Diệp thần con người có chút đặc thù quang, hắn thấy được một tòa máu tươi dung luyện minh mông, bên trong phiêu sái trước vô số kỳ lân nửa vách đá thân thể không lành lặn. Năm đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không không thời không cái tên kia tại sao phải làm như vậy? Bởi vì làm uy hiếp. Vẫn là cái gì? Vèo. Võ đạo luân hồi đồ trong thế giới nhỏ, một đạo tử mang phá thể ra, rơi xuống biển hồ bên trong. Chính là ngủ say tiểu kỳ lân. Phốc thông. Không tốt. Diệp thần lúc này liền phải ra tay, nhưng là bị một đạo giọng nữ ngăn lại. Tiểu kỳ lân rơi vào màu máu mênh mông bên trong, nám đen vảy lại là phiến phiến bắt đầu chóc. Huyết lực ở bồi dưỡng đứa nhỏ lột xác. Nơi này xem ra là hỗn độn kỳ lân nhất tộc tổ địa, thánh tuyển không thể nghi ngờ. Huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm truyền tới. Thánh tuyển. Diệp thần cũng có chút buồn bực, chỉ nghe có con gái đế giải thích. Tin đồn hỗn độn kỳ lân nhất tộc thánh tuyển đối với chúng có nghịch thiên công hiệu, thậm chí mới có thể có lột xác thú thân thể, hòa tử nhân thịt xương trắng hiệu quả. Thanh âm một lần, cũng là khẽ than một tiếng. Nào có như vậy truyền thuyết chi địa à, hôm nay vừa gặp, năm xưa lão gia ở lúc đó, nhưng mà bảo bối liền xem đều không để cho liếc mắt nhìn. Hôm nay lại là cái này cảnh tượng thê thảm. Ừng ực, sôi trào nước suối tản mát ra mùi gay mũi, kỳ lân nhất tộc chết trận trước mãnh liệt, di hài toàn bộ ở chỗ này. Bị đầy trời huyết khí bao gồm tiểu kỳ lân dần dần lột xác, vỏ ngoài vậy một tầng nám đen vảy rụng, lộ ra nguyên bản hình dáng.
Cái này, Thu Xanh Mính thấy vậy, lúc này liền là thất thanh, trong mắt bên trong đều là rung động, thân hình chỉ không ngừng run rẩy, làm bộ liền muốn tiến lên. Oanh! Một đạo kinh người kiếm khí vạch qua, kích động dậy lạnh thấu xương ý định giết người, lạnh giọng nói, người dám can đảm đến gần một bước, hôm nay phải giết ngươi. Diệp Thần bước ra một bước, nếu Tiểu Kỳ Lân tìm được tổ địa, như vậy ở nó tỉnh trước khi tới, người bất kỳ cũng không được đến gần. Không không không, Thu Xanh Mính vui mừng quá đổi, kích động nói, vậy. Vậy, đó là hỗn độn Kỳ Lân ấu thú. Ha ha ha, tộc ta còn có chân chính truyền thừa. Trời không quên ta hỗn độn Kỳ Lân nhất mạch. Diệp Thần nhìn trước mắt dần dần điên Thu Xanh Mính, quanh thân linh lực trong im lặng vận chuyển, luân hồi thiên kiếm nắm chặt, nếu như hắn dám can đảm chút nào dị động, lập tức đánh chết. Bên ngoài huyền yêu vực mọi người đã bước tới, Kỳ Lân vực còn sót lại bảo vệ trận pháp bị phá ra chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, nếu là bị Bạc Quân các người phát hiện Tiểu Kỳ Lân, mình sẽ rất khó xa mở. Ngươi là nó hộ đạo người. Thu Xanh Mính bỗng nhiên mở miệng hỏi, cười nhìn về Diệp Thần, giờ khắc này, hắn đối Diệp Thần hoàn toàn buông xuống phòng bị. Ách, chính là tu vi nhỏ yếu chút. Bất quá, cảm ơn à. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, cái đó lúc mới gặp mặt mặt mũi lạnh lùng tóc tím nam tử, một lời không hợp chính là muốn lấy Diệp Thần tánh mạng ra hỏa, lại có như vậy ôn hòa một mặt. Lần nữa nhận thức một tí, ta kêu Thu Xanh Mính, coi như là hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc truyền nhân. Thu Xanh Mính cười nói, Kỳ Lân nhất tộc, truyền nhân. Rất hiển nhiên, Diệp Thần nhưng là đối với lần này rất có nghi ngờ, trước mắt cái này, quá tận lực. À, Thu Xanh Mính đầu tiên là than nhẹ một tiếng, chợt lui về phía sau mấy bước, tỏ ý mình cũng không định ý, cái này mới mở miệng giải thích. Ta đích xác là Kỳ Lân nhất tộc, bất quá, nhưng là một đạo thần hồn thôi, không cách nào rời đi Kỳ Lân vực. Màu tím kia lôi biển dị tượng. Ta bằng vào nó lực lượng tạm thời ngưng tụ thân xác có thể tới ngoại giới xem một chút, nhưng cũng không cách nào rời đi Kỳ Lân vực quá xa. Ta chân thân, bị chấn áp tại máu kia biển dưới. Hắn nhẹ nhàng chỉ Tiểu Kỳ Lân phương hướng. Biển máu dưới, Diệp Thần con ngươi híp lại, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, tên này chỉ là thần hồn thoát khỏi thân thể tồn tại, chiến lực có thể nói là giảm bớt nhiều, lại có thể cùng hắn chiến đấu. Hắn mặc dù không có vận dụng nhân hoàng thánh đao, nhưng thực lực cũng có thể đối kháng một ít vô lượng cảnh. Nhưng hôm nay tới xem, như vậy Thu Xanh Mính chân chính thực lực, có thể nói không kém gì thái thần. Diệp Thần đối với cái này Thu Xanh Mính càng phát ra tò mò, bất quá Thu Xanh Mính ngược lại là cắt đứt Diệp Thần suy nghĩ. Vậy đứa nhỏ là bị hư vô kiếp lôi tổn thương. Như vậy trẻ thơ, vì sao phải đi chịu đựng như vậy cấp bậc lôi kiếp? Thu Xanh Mính thấy máu kia biển bên trong chóc ra phiến phiến vảy, cảm nhận được một chút hư không lôi kiếp hơi thở, nhẹ giọng hỏi nói. Hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc, đối với lôi đình lực, có tiên thiên bén nhạy động biết. Thật ra thì cái này đứa nhỏ là vì che chở ta mới bị thương. Diệp Thần con ngươi híp lại, đối mặt Thu Xanh Mính như vậy hỏi, hắn chỉ có thể đem trước khi trải qua nói ra. Cửu hỏa thần điện, Thu Xanh Mính trong mắt nhẹ mị. Ánh mắt bên trong thoáng qua một chút lặng lẽ sát ý bất quá hắn rất nhanh phát hiện cái gì, nói, không tốt, đã như vậy, bằng vào biển máu lực lượng không cách nào thức tỉnh nó. Ta vốn cho là chính nó độ thần kiếp, nếu như là như vậy, thánh tuyển chỉ có thể tu bổ hắn thánh thân thể, như muốn vững chắc thần hồn, còn phải cần Kỳ Lân máu CMN. Diệp Thần nghe được cái này ba chữ, liền biết có hy vọng, vội vàng nói. Không dối gạt ngươi nói, ta lần này tới. Chính là vì tìm Kỳ Lân máu CMN. Thu Xanh Mính trong mắt nháy mắt, cười khổ nói, nếu như vạn cổ trước, Kỳ Lân máu cỏ mặc dù chân quý, có thể ta nhất tộc cũng không thiếu lấy dùng, nhưng hôm nay, liền ta đều là không có biện pháp. Nói xong hắn tại chỗ đi qua đi lại, lại cắn răng nói, bất luận như thế nào, còn cần được mạnh sông một phen. Diệp Thần nhưng là lên tiếng ngăn lại nói, là bởi vì ngươi nói biển máu dưới không cách nào đến gần. Không sai, thánh tuyển dưới, là máu cỏ sinh trưởng chi địa, nhưng lại bị lão tổ lấy đến gần không không thuật pháp phong ấn, trừ phi thông qua khảo nghiệm, nếu không. Ta cũng không sẽ bị khốn ở chỗ này, tự đối phó vạn cổ. Thu Xanh Mính thần sắc có chút khó khăn xem, rất hiển nhiên biển máu này dưới, có liền hắn cũng sợ hãi tồn tại. Diệp Thần hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vạn cổ trước không không lúc nào không và thực tế bị một cổ lực lượng đánh vào.
có người mạnh xông thái thượng thế giới, tựa hồ vì tìm một cái cấm kỵ người, tiêu diệt liền vô số thế lực, phàm là dính nhân quả, đều là khó thoát bị diệt tộc thảm cảnh. Diệp thần nghe vậy thân thể run lên, đoán được cái gì? Ta khi đó bất quá là vô lượng cảnh tiên quân, lão tổ đi trước phạt thiên chiến trường không có ở đây trong tộc, đối mặt vậy cùng tồn tại tộc ta không có chút nào sức chống cự. Lâm Trung lúc đó, tộc trưởng lấy kỳ lân vực khí vận tự bạo, đem ta chân thân chấn áp thánh tuyển dưới, lúc này mới miễn đi một kiếp, vậy biến thành hôm nay bộ dáng này. Ta không cách nào thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ không cách nào rời đi nơi đây là nhất tộc báo thù rửa hận. Thu Xanh Mính có chút tự diễu, uổng ta bị đời trước đồng ý là kỳ lân vực nhất xuất sắc người, nhưng thì không cách nào đánh vỡ cái này gông xiềng. Diệp thần nghe được cái này chút, mơ hồ hiện lên hai người, một cái chính là vậy hoạt tử nhân mặt, một cái khác chính là cửu u. Thu Xanh Mính nhìn một cái Diệp thần, tiếp tục nói, thánh tuyển dưới, có dấu hỗn độn kỳ lân nhất tộc đại bí, kết quả là vì sao, ta cũng không rõ ràng. Vậy đạo phong ấn, là tộc trưởng dung hợp cả tòa kỳ lân vực khí vận thôi diễn mà thành, ở đó thánh tuyển để, có không không một đạo tàn xem. Cơ hồ hoàn mỹ làm lại ngày xưa vị kia người xâm lược tất cả cảnh giới đỉnh cấp chiến lực, nếu không cách nào đem đánh bại, hết thảy đều là nói không. Hôm nay tiểu kỳ lân thương thế cần kỳ lân máu cỏ vững chắc thần hồn, nhưng là bị một đạo phong ấn cản ở ngoài cửa. Lấy ta thực lực, không cách nào đánh bại trong đó một đạo tàn xem, mỗi lần cơ hồ đều là thần hồn kế cận bể tan tành mà chết. Thu Xanh Mính sắc mặt run lên, Diệp thần nghe được cũng là yên lặng, người này có thể là cửu u. Cửu u chiến lực có thể nói khủng bố, từng ở thí thần địa ngục cùng chém ra cảnh bản thân có qua đánh một trận, nếu không phải tuyết cơ hết sức tương trợ, thắng bại khó liệu. Lấy ngươi thực lực, sợ rằng phần thắng cũng không lớn. Thu Xanh Mính nặng nề nói. Diệp thần thực lực hắn cũng có nơi biết rõ, nếu như chỉ dựa vào mượn vậy ở huyền yêu vực đánh một trận lúc chiến lực, mặc dù không tục, nhưng tuyệt không phải cửu u đối thủ. Hắn có thể thử nghiệm rút ra nhân hoàng thánh đao. Nhưng vậy sẽ trả ra vô cùng giá thật lớn, đến lúc đó đối mặt huyền yêu vực những tên kia, thì phiền toái. Đột nhiên, Diệp thần cảm nhận được liền một cổ chập chờn, hắn rất rõ ràng, là huyền yêu vực những tên kia xuất hiện. Đúng rồi, nếu chúng ta không cách nào phá vỡ, tại sao không cho mượn lực đâu? Diệp thần con ngươi híp lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thu Xanh Mính không quá rõ ràng, hỏi có ý gì? Diệp thần lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía Thu Xanh Mính, cùng ta làm một tuồng kịch như thế nào? Diễn trò, Thu Xanh Mính càng phát ra mơ hồ. Diệp thần tiếp tục nói, hơn nửa hiệp, người cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hôn mê là được, còn dư lại giao cho ta. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Oanh! Một hồi kinh thiên nổ vang, trùng tiêu xương bể bụi bẩm kích động, trực bức thương khung. Ha ha ha, mấy lần chinh chiến. Rốt cục thì đi tới cái này kỳ lân vực vùng trung tâm, công phu không phụ người có lòng. Bạc Quân cười lớn một tiếng, thân hình dẫn đầu trôi giạt tới. Từng có người nghe cái này huyết nguyệt yêu môn môn chủ ở hăm hở lúc đó, liền giao thiệp với qua kỳ lân vực, thậm chí hiểm tượng hoàn sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vạn năm thời gian chết, có thể gặp đối với kỳ lân nhất tộc truyền thừa chấp niệm bao sâu. Bạc Quân đại nhân. Thật đúng là thần tốc đâu. Trong hư không, một tôn dữ tợn giao thủ xé ra tầng mây lộ ra, ngay sau đó tám đạo thanh âm bất đồng truyền ra, ngoài ra tám tôn giao thủ cũng là hơi có vẻ kích động. Vèo, vèo, mấy đạo tiếng gió lướt qua, mấy vị vô lượng cảnh mạnh mẽ tồn tại cũng là dắt tay nhau tới. Không nghĩ tới, nàng cũng tới. Còn muốn nói gì Bạc Quân đột nhiên phát hiện cái gì, con người ngẩn ra. Nhìn về trong hư không bốc lên lau một cái lửa mang, nhẹ giọng nói. Xem ra cửu hỏa thần điện cũng đúng cái này hỗn độn kỳ lân truyền thừa có dục vọng. Cửu thủ giao trong đó một bài thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Xem có thể đạt được chỗ, một tôn bảy màu phượng hoàng phá vỡ chân trời tới, xinh đẹp lông vũ lóe lên hồng mang, tản ra mơ hồ lửa đốt mặc hư không uy áp. Ta liền muốn tới xem, kỳ lân vực tình trạng gần đây. Thuận tiện nghiệm chứng một ít ý nghĩ trong lòng thôi. Thất thải Phượng Hoàng hạ xuống, hóa thành một vị khí chất tuyệt luân cô gái trẻ tuổi, thanh linh giọng truyền khắp, đảo mắt nhìn đám người nhẹ giọng nói. Làm sao, huyết hoàng nhất tộc không phải tự xưng là huyết mạch nghịch thiên, vì sao đối kỳ lân vực vậy chú ý như vậy? Bạc Quân hí mắt cười một tiếng,
hướng về phía trước mắt làm sợi bông che mặt cô gái mở miệng nói. Phượng Vũ tiểu thư, Cửu Hỏa Thần Điện lúc trước trải qua Cửu Thiên Thần Viêm cướp sóng, hậu viện cháy còn có cái này lòng dạ thảnh thơi đến xem trò vui. Làm sợi bông xuống dung nhan tuyệt mỹ tách ra một nụ cười, chợt nhẹ giọng nói, bà quân đúng không? Người có biết, ở Huyền Yêu vực, không ai can đảm dám cùng ta nói như vậy. Phượng Vũ yêu kiều cười một tiếng, bà quân chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt, than thầm một tiếng không ổn, muốn rút người ra đã không kịp. Bót! Trước mặt không gian đột nhiên đông lại một cái, một bàn tay kết kết thật thật vùng ở bà quân vậy còn coi là anh Tuấn gò má bên trên. Phịch! Một tiếng rên, bà quân bóng người giống như lưu quang vậy rơi xuống, thẳng đập về phía sau lưng cụm núi, vô số dãy núi lên tiếng đáp lại vỡ vụn, đầy trời bụi đất tung bay, che đi thương khung vậy một chút bảy màu thần hồng sau cùng hào quang. Mọi người đều là sửng sốt một chút, ai cũng không có phản ứng kịp, chưa từng vận dụng võ đạo quy tắc áp chế. Chỉ là tùy ý nhất kích, lại là khủng bố như vậy. À! Một tiếng gào thét ngay sau đó thông suốt thương khung, bà quân bóng người dưới đất chui lên, vô cùng chật vật trên gương mặt, nửa gò má hồng thấu sưng lên, vô cùng dữ tợn. Ngươi tự tìm cái chết. Thành tựu Huyền Yêu vực một trong những cự đầu, bị như vậy làm nhục, hắn thì như thế nào có thể nhịn, tại chỗ chính là nén giận ra tay. Hoàng Tuyền phá thiên trưởng. Quanh thân đại thế không ngừng hướng hắn áp sát, kinh khủng hơi thở dẫn được không gian từng cơn ông minh, mơ hồ tan vỡ một bên kia cuối, lan tràn ra một món bóng tối năng lượng, lặng yên không một tiếng động gian tụ lại tới. Quả nhiên như vậy, Phượng Vũ đối với hết thảy trước mắt tựa hồ sớm có dự liệu, nhẹ giọng nói. Đây là cái đồ gì, chẳng lẽ là... Bao gồm cửu thủ giao ở bên trong đám người cũng là bị một màn trước mắt quỷ dị cảnh tượng hấp dẫn. Trong chốc lát rối rít dừng chân. Liền liền bạc quân tự mình cũng là sững sờ, theo từng tia hắc vụ vào cơ thể, hắn vậy cảm nhận được liền một chút khó chịu. Dừng tay đi, bạc quân môn chủ, cái này Kỳ Lân vực không đơn giản. Phượng Vũ chậm rãi mở miệng nói. Một bên cửu thủ giao cũng là cười hắc hắc, giảng hòa nói, Phượng Vũ tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thể từng nghe nói phạt thiên cuộc chiến. Thấy đám người thần tình nghi hoặc, nàng cũng là than khẽ, à. Quả nhiên tất cả mọi người trí nhớ đều bị làm tay chân, sợ rằng chỉ có Tử Hoàng Tiên Cung biết chuyện này. Phượng Vũ hít sâu một hơi, lần nữa hỏi, nói cách khác, thượng cổ không không thời không huyết kiếp, các ngươi mỗi cái người hoặc hơn hoặc thiếu cũng nghe nói qua chứ. Bao gồm bạc quân ở bên trong mọi người đều là một lần, cổ tịch bên trong cũng không ghi lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là miệng truyền miệng câu chuyện không thiếu. Có người chặt đứt thái thượng thế giới căn cơ, chúng ta coi như là bị vứt bỏ một vực. Phượng Vũ mắt sáng trong nháy mắt, chắc chắn nói. Cái gì? Cửu thủ giao cửu tôn đầu lâu giữ tợn đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, hỏi, ngươi vì sao dám như vậy chắc chắn? Bạc quân cũng là cười lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Phượng Vũ vuốt tay trắng, cũng là bất đắc dĩ nói, ngày xưa phạt thiên cuộc chiến, tộc ta sợ rằng bị thua thiệt nhiều, không biết làm sao mới hành động này. Chính là bởi vì quỷ dị này không không lúc nào không hắc ám năng lượng. Kỳ Lân vực bên trong vậy tồn tại. Bạc quân nghe vậy, vui vẻ cười to. Phượng Vũ, người không muốn nói chuyện giật gân, cái này hắc vụ mặc dù quỷ dị, nhưng còn uy hiếp không được vô lượng cảnh cường giả, bằng cái này. Bạc quân mới vừa đại động can qua, một chút hắc ám năng lượng đã sớm vào cơ thể, nhưng là bị hắn lấy linh lực hòa tan, không hại đến đại thể. Nếu như nói vật này là thượng cổ huyết kiếp, kinh khủng kia ngọn nguồn, là thật quá mức hượng gạo. Phượng Vũ cũng là trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng nói, ta cũng nói không rõ ràng vì sao sẽ như vậy mỏng manh, nhưng nơi đây, tuyệt không phải tưởng tượng bên trong như vậy. Hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc ngày xưa có rất nhiều tiên đế trấn giữ, nhưng cũng bị cái này hắc ám cắn nuốt. Phượng Vũ nhìn vòng quanh bốn phía, than nhẹ một tiếng. Ừ, là ngươi. Bạc quân nhưng là đột nhiên phát ra một tiếng thế chấp uống, ở cách đó không xa một đạo màn sáng sau lưng, chậm rãi hiện ra hai bóng người, trong đó một cái, chính là ngày xưa đại náo Cửu Hỏa Thần Điện Diệp Thần. Phượng Vũ cũng là kinh ngạc nhìn người đến, thằng nhóc này khi nào thì đi đến rất nhiều vô lượng cảnh cường giả trước mặt. Là người nào? Cái thằng nhóc đó. Cửu thủ giao mấy tôn giao thủ cũng là nhận ra Diệp Thần, có thể một cái bách gia cảnh tiểu tử, như thế nào có thể đến Kỳ Lân vực chỗ sâu. Xem ra là oan ra tới. Bạc quân cười một tiếng,
ánh mắt không có hảo ý nhìn về Phượng Vũ, một bộ xem trò vui hình dáng. Phịch, một tiếng rên, Diệp Thần đem vác ở đầu vai hôn mê Thu Xanh Mính ném tới trước mặt mọi người, mở miệng nói, tên này là Hỗn Độn Kỳ Lân nhất tộc hậu nhân. Đơn giản mấy chữ, làm được tại chỗ tất cả người chấn động một cái. Diệp Thần, ngươi là như thế nào tới nơi này? Mọi người ở đây nên có nói hay không, cũng sống vạn năm cáo giả, đối với Diệp Thần nói, cũng không thế nào cảm mạo. Đánh bậy đánh bạ vào không giữa khe hở, gặp phải tập sát, một đường truy tìm tới, chính là cái người này đưa tới đường. Diệp Thần mở miệng giải thích. Các vị tiền bối, ta lúc trước chỉ là vì xem một chút Kỳ Lân vực thịnh dơ, không nghĩ tới bị cuốn vào trong đó. Ta tự biết thực lực nhỏ, nguyện đem nghe tất cả đều cho biết, chỉ mời các vị tiền bối mang ta rời đi cái này nơi quỷ dị. Diệp Thần thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. À, Bạc Quân các người vậy đã tới hứng thú, thằng nhóc, ngày xưa đại náo Cửu Hỏa Thần Điện là một còn chưa thanh toán, ngươi ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Diệp Thần nhưng là trợn to tròng mắt, nghi ngờ nói, đại náo. Ta là đi Cửu Hỏa Thần Điện làm khách, Phượng Vô tiền bối vậy từng khoản đãi tại ta, ta cùng Phượng Viêm cửu trưởng lão lại là cố giao, làm sao tới đại náo nói một chút. Đối mặt người trước mắt này xúc vô hại, thần sắc lãnh đạm nam tử, mọi người đều là trong lòng ngầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Nếu như ta không cho ngươi mặt mũi này đâu? Phượng Vũ thanh âm truyền ra, cười mỉa hỏi. Có một người bạn từng nói, hắn cùng Huyền Yêu vực các vị tiền bối từng có một đoạn không cạn duyên phận, nhất định sẽ không làm khó ta, cho nên ta lúc này mới dám ở Huyền Yêu vực xem một chút Kỳ Lân vực đản đời kỳ quan. Diệp Thần gãi đầu một cái, giải thích. À, Bạc Quân các người cũng là sững sờ, chợt vui vẻ cười to đứng lên, đối mặt cái này bách gia cảnh tiểu tử vô lễ, đã rất nhiều năm không có như vậy làm người ta giễu cợt. Đám người giơ lên khóe miệng tiệm khởi, nhưng là ngay tức thì động lại, chỉ gặp Diệp Thần từ trong ngực móc ra một chuôi lại phổ không qua lọt cây lược gỗ. Chính là như thế một kiện không có chút nào bất kỳ linh lực chập chờn cổ vật, nhưng là dẫn được mọi người tại đây đều là mặt liền biến sắc. Là hắn. Bạc Quân cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, cửu thủ giao cùng với tại chỗ các vị vô lượng cảnh đều là nhìn về Phượng Vũ. Là Đan Tôn tiên sinh sao? Hắn coi là thật đáng giá không? Tựa hồ nhắc lên đám người một đoạn không muốn nói tới chuyện cũ, Phượng Vũ cũng là than nhẹ một tiếng, chợt nhẹ khẽ gật đầu, xem ở người kia trên mặt, Cửu Hỏa Thần Điện chuyện không cùng ngươi so đo, mau rời đi. Bạc Quân nhưng là khoát tay một cái, thằng nhóc, cái này vật kiện ở trong tay ngươi. Cũng coi là nửa cố nhân đồ, chúng ta sẽ không làm khó cùng ngươi. Diệp Thần không khỏi được sửng sốt một chút, xem ra vậy Đan Tôn còn thật không có lửa gạt mình, quả nhiên là có tình huống. Đây cũng là vì mình tiết kiệm được quá nhiều không cần thiết phiền toái. Nói một chút đi, tên này lai lịch gì, Hỗn Độn Kỳ Lân nhất tộc truyền nhân. Cửu thủ giao cũng là mở miệng hỏi, hắn đối với Diệp Thần thân phận, đã không lại chú ý, ngược lại thì bị hắn đánh ngất xỉu người. Quả thực khả nghi. Tiền bối, tên này nương thân ở màn sáng kia sau đó, bảo vệ một nơi nguồn suối, nơi đó có một cái còn sống còn nhỏ Hỗn Độn Kỳ Lân. Diệp Thần nhìn như người vô hại đem sự tình đi qua chậm rãi nói tới. Hỗn Độn Kỳ Lân. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt nóng bỏng, Diệp Thần không khỏi được trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng diễn trò phải làm toàn bộ, hắn gật đầu một cái, nói tiếp. Đúng vậy. Còn nhỏ Hỗn Độn Kỳ Lân. Suối để có một nơi cấm chế, thật giống như đem khốn khóa, bằng ta thực lực, không cách nào mở ra phong ấn. Diệp Thần tu vi chỉ có bách gia cảnh, hắn không phá nổi phong ấn, cũng ở đây tình lý bên trong. Bạc Quân mắt sáng nháy mắt, mở miệng nói, tiểu hữu, có thể hay không là chúng ta dẫn đường. Yên tâm, sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ đem ngươi dây nịt an toàn cách nơi này. Hắn vỗ ngực nhàn nhạt đáp ứng nói. Cửu thủ giao cũng là lên tiếng phụ họa, nếu ngươi là Đan Tôn bằng hữu, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, còn làm phiền dẫn đường. Phượng Vũ sắc mặt bình tĩnh, chưa từng mở miệng lời nói, đối với mọi người cái nhìn, cũng là ngầm thừa nhận. Được, các vị tiền bối theo ta tới. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hướng hậu phương màn sáng đi tới, không để ý nữa một bên hôn mê bất tỉnh Thu Xanh Mính. Đám người theo Diệp Thần bước chân dần dần đi xa, đây là... Hôn mê tóc tím nam tử đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt có chút phức tạp. Mấy hơi thở sau đó. Chính là chỗ này.
đậm đà mùi máu tanh tràn ngập cả tòa không gian, làm người ta nôn mửa. Ở đó suối máu bên trong, vô số kỳ lân thi hài lơ lửng, xương gãy thịt vụn bên trong, có một đạo tử mang đang lấp lánh. Mau xem, thật là một đầu hỗn độn kỳ lân con non. Một tên đồ xanh vô lượng cảnh cường giả kinh hô thành tiếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ở đó suối máu trung ương, lau một cái màu tím nhạt lóe lên vi mang, vô cùng không bắt mắt. Như thế nói, huyền yêu vực lúc trước tin đồn có một đầu màu tím kỳ lân biến ảo, chính là nó. Hẳn không phải là, cứ nghe đó là một cái trưởng thành kỳ lân. Hoặc là một ít đại thần thông hiển hóa. Nhìn vậy dũng hơn nửa, trống được giống như là quả banh ra vậy phập phồng nho nhỏ ngực, đám người cũng là mắt lộ ra trầm sắc. Vô số thi hài đắp biển máu bên trong, nổi lơ lửng một cái bị thương nặng tiểu kỳ lân, ngược lại cũng không hề đột ngột, còn ở tình lý bên trong. Còn nhỏ hỗn độn kỳ lân nếu là có thể thuần phục. Tuyệt đối là một lớn trợ lực. Trong lòng của mọi người đều là toát ra một cái to gan ý tưởng, một khi kỳ lân nhận chủ, hơn nữa tài nguyên đống triệt kỳ thành dài, tương lai thậm chí có thể có một vị đến gần tiên đế hộ tông thánh thú, cho dù ai cũng hiểu ý động. So sánh với, truyền thừa xa không bằng một đầu còn sống hỗn độn kỳ lân giá trị cao. Suối máu dưới, có một đạo phong ấn, không cách nào phá trừ. Thừa dịp đám người trong mắt nóng như lửa để gặp, Diệp Thần cũng là xen vào nói. Các vị, Bạc Quân lúc này liền là bước lên trước, ý thức được mình thất thố, lúc này mới xoay người quay đầu lại nhìn về đám người. Ở thấy tiểu kỳ lân thời điểm, Diệp Thần đã bị hoàn toàn tín nhiệm, lại không người quản cố, dẫu sao bằng hắn tu vi, cho dù là có nghĩ pháp, vậy tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Đã như vậy, cùng đi suối để tìm tòi kết quả. Đám người rối rít gật đầu, Bạc Quân môn chủ nói cực phải, bỏ mặc kỳ lân thuộc về như thế nào, trước đem hắn mang ra khỏi nói nữa cái khác. Ngay lập tức, đám người tiến vào thánh tuyền bên trong. Diệp Thần nghe được cái này mấy tiếng nước hoa kích động thanh âm, trong lòng cũng là cười một tiếng, nhìn dần dần trốn vào thánh tuyền bên trong đám người, hắn xoay người tới giữa, một đạo tuyệt đẹp bóng người thua lập ở sau lưng. Phượng Vũ tiền bối, ngươi nhưng mà còn có chuyện gì? Trực giác nói cho Diệp Thần, người phụ nữ này không đơn giản. Thằng nhóc, ngươi lấy là ta và những tên kia vậy đần. Luân hồi chi chủ, thật là thủ đoạn. Phượng Vũ một lời. Diệp Thần sắc mặt ngay tức thì đông lại một cái, tên này lại biết mình thân phận. Phượng Viêm Cửu Thiên Linh Tông một nhóm vậy phụng mạng ta làm việc. Làm sợi bông che mặt cô gái than nhẹ một tiếng, đáng tiếc như vậy nhân quả, ta hiện tại có chút hối hận dính. Hôm nay ta tới, cũng là vì hoàn toàn chặt đứt cái này một món nhân quả, Cửu Hỏa Thần Điện không muốn cùng ngươi xích mích, nhưng cũng không muốn chọc được cướp diệt. Lần này kỳ lân vực chuyến đi, ta sẽ không chở ngươi. Cũng sẽ không xuất thủ tương trợ huyền yêu vực. Ngươi lại làm ta là cái khách xem đi. Phượng Vũ ngồi xếp bằng, hai tròng mắt yên tĩnh đóng, không nhiều lời nữa. Ngay tại lúc này, Thu Xanh Mính nhịp bước chậm rãi tới, nghiêng nhìn một mắt bên cạnh yên lặng cô gái, rồi sau đó nhìn về Diệp Thần. Thừa dịp đám kia lão ra kềm chế, ta ngươi hai người che giấu hơi thở, đoạt lại kỳ lân máu cỏ nói sau. Diệp Thần chỉ là gọi một tiếng Thu Xanh Mính. Cũng là hướng suối máu đi, ngay tức thì biến mất không gặp. Oanh! Mới vừa vào suối máu để, Diệp Thần chính là cảm nhận được liền quen thuộc kia hơi thở, không không và cửu u. Bao la biển máu chỗ sâu, từng tiếng gầm lên gầm thét không ngừng, loáng thoáng có thể gặp cửu thủ giao đã hiển hóa chân thân tác chiến, vẫn như cũ là bi thương minh tiếng không ngừng. Có chừng vạn trượng giao long thân thể quanh co, Diệp Thần nhà vị trí, chỉ có thể thấy nhất vĩ tàn xem, dù vậy. Đã là vảy chóc ra, lâm vào khổ chiến bên trong. Cửu U, lại thật như thế khủng bố. Diệp Thần nhìn về bên người Thu Xanh Mính, sự việc tựa hồ có chút thoát khỏi nắm trong tay, hơn 10 vị huyền yêu vực đứng đầu vô lượng cảnh cường giả liên thủ, lại ban đầu chính là lộ ra khó che giấu xu thế suy sụp. Kỳ lân vực nơi diễn hóa hết thảy các thứ này, tựa như thật tựa như giả, bọn họ phải đối mặt, là tới từ không không thời không Cửu U. Cảm thụ phía trước chiến trường một bên ngã thế cục, Diệp Thần theo bản năng hỏi, nếu là khảo nghiệm, nếu như bọn họ thất bại đem sẽ như thế nào? Thần hồn chóc, không cách nào rời đi kỳ lân vực, thân xác sẽ bị trấn áp suối để, nếu như không đánh bại tên kia, liền sẽ xem ta như nhau. Thu Xanh Mính mở miệng nói, trước tiên tìm kỳ lân máu cỏ, sau đó rời đi nơi đây.
Diệp Thần hít sâu một hơi, cùng Thu Xanh Mính hai người ở suối máu để bên bờ quanh quẩn, hiện ở cái trạng thái này Cửu U, liền Bạc Quân các người liên thủ cũng thì không cách nào áp chế, cái này cùng giao phong, bọn họ liền trông chờ tư cách cũng không có. Nơi này không có. Ta nơi này cũng không có. Hai người lục lọi hồi lâu, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, Bạc Quân đám người kịch chiến đã tiến vào giai đoạn ác liệt, dư âm thậm chí dính tới hai người chỗ ở địa giới, suối máu đang không ngừng cháy. Có lẽ, tổ địa vùng lân cận có kỳ lân máu cỏ, nơi đó bỏ mình tộc ta không thiếu cường giả, bọn họ thi hài chỗ, nhất định có. Thu Xanh Mính lại là có chút quấn quýt, một khi đến gần, vậy thì đồng nghĩa với muốn giao thiệp với trong chiến trường tim, lấy bọn họ thực lực, hơi lơ là bị cuốn vào tranh đấu, đem sẽ nháy mắt khác bị xóa đi. Ta trong cơ thể có một chút hắc ám năng lượng tồn lưu, mượn không gian ý chí đồng hóa hơi thở có lẽ có thể lặng lẽ lẻn vào. Ngươi ở vòng ngoài tiếp ứng. Diệp Thần mở miệng nói. Không được, cái này quá nguy hiểm. Thu Xanh Mính quả quyết cự tuyệt, còn muốn nói gì, nhưng là nghe được Diệp Thần nói, ta có thể không bị phát hiện, chỉ có như vậy mới có thể đánh một trận. Yên lặng hồi lâu, Thu Xanh Mính thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ gật đầu. Ở cái hướng kia, hắn ngón tay tỏ ý chỗ, chính là vậy giao chiến gió bão trung tâm. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần thân hình dung vào biển máu bên trong, bôi đen ám sương mù phiêu lồng hướng phương xa. Oanh! Cửu thủ giao thân thể không lành lặn vẫn đang chống cự, rất nhiều vô lượng cảnh trung hậu kỳ cường giả đã chết hơn nửa, Bạc Quân cũng là ngực kịch liệt phập phồng. Suối vàng chỉ. Hắn một chỉ điểm ra, ở Bạc Quân sau lưng, chính là uy nghiêm vạn tượng mọc tùm, vô số bóng người nhốn nháo, lại là một chi quỷ dị quân đoàn ở kêu rên. Vèo! Một bộ phong cách cổ xưa vạt áo vù vù vang dội, mái tóc dài như thác cửu u tàn ảnh mặt không đổi sắc, sán màu vàng kim hai con ngươi bên trong cũng không bất kỳ tình cảm chập chờn, chỉ là ba chuôi nhìn như tầm thường cổ kiếm vần quanh. Là vậy chín thần kiếm sao? Âm thầm Diệp Thần không khỏi chắt lưỡi, ngày xưa cái này chín chuôi thần kiếm nhưng là làm được hắn cùng Tuyết Cơ chịu nhiều đau khổ, người sau lại là ý chí võ đạo bị ngay tức thì đánh tan. Hôm nay chỉ là ba kiếm ra. Hơn 10 vị liên thủ huyền yêu vực vô lượng cảnh trung hậu kỳ lại là hoàn toàn không địch lại. Suy rồi. Nhuốm máu thần kiếm thẳng xé nát một tên vô lượng cảnh tầng thứ 4 đầu lâu, liên đới thần hồn ngay tức thì cắn nát. Hống. Cửu thủ giao linh động giao long thân thể né tránh, nhưng cũng vẫn là khó thoát bị lột bỏ một bài kết quả, nơi cổ giữ tợn giao thủ bị chém tới, máu tươi phun ra, vô tận kêu rên. Bạc Quân Xâm La vạn tượng chỉ là miễn cưỡng đỡ được ba chuôi thần kiếm tấn công, Cửu U không hề bận tâm con ngươi đảo mắt nhìn đám người, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ là một cái câu chỉ động tác, trong hư không lại là một kiếm hoành ra. Sắc sắc, kiếm sắc bén mang vừa ra, lại là ba tên vô lượng chết, ở kinh khủng kia thân kiếm sau đó, không gian bị cùng nhau chặt đứt. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tên trước mắt rõ ràng cũng chỉ là vô lượng cảnh. Nhưng là đối mặt mười mấy người liên thủ mà không có áp lực chút nào. Bạc Quân cảm thấy một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, hô lớn, rút lui. Như vậy mà đã chậm, Cửu U khóe miệng hơi kéo động, thoáng qua một chút không rõ sát ý, cửu kiếm đều xuất hiện, đem toàn bộ suối máu để không gian chặt đứt, tuyệt đám người lui về phía sau đường. Chôn vùi ánh sáng. Cửu thủ giao còn sót tám tôn giữ tợn giao thủ phun kinh khủng sát phạt ánh sáng. Vậy đủ để xé nát tầm thường vô lượng cường giả phun hơi thở, cũng là bị Cửu U ngẩng tay phải vung lên, hời hợt hóa giải. Kịch chiến đám người tháo chạy thế càng ngày càng nghiêm trọng, một chút hắc vụ trong im lặng bay lên, hướng xa xa bồng bềnh. Hô! Tên này, thực lực thật là kinh khủng. Lòng vẫn còn sợ hãi Diệp Thần thuận lợi đi vòng trung tâm chiến trường, đi tới Thu Xanh Mính nói vị trí, nhưng là bị một màn trước mắt cảnh tượng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một tôn màu sắc kỳ lân ngồi chồm hổm, cho dù là chết vạn năm, vậy vẩy như cũ sáng bóng dịu dàng, tản ra khí tức nhu hòa. Theo nguy nga thánh thân thể nhìn lại, Diệp Thần không khỏi được hoảng hốt, uy nghiêm đầu lâu lại là bị một kiếm bổ ra hai nửa. Giữ tợn kiếm chỗ đau còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Cái này hỗn độn kỳ lân lại là bị chém ra đầu lâu mà chết. Mấu chốt còn không cách nào sống lại. Kỳ lân nhất tộc tộc trưởng. Tuyệt sẽ không so mình thấy qua quần áo xám lão nhân cùng thái tôn tiên đế yếu, vậy màu sắc phải đều là giật tán trước ngập trời chiến ý, chỉ là đến gần Diệp Thần linh lực trong cơ thể đã rối loạn.
hắn vội vàng thi triển Hồng Mông Đại Tinh Không và Luân Hồi Thánh Hồn Trời, lúc này mới dễ chịu hơn mấy phần. Vô Thượng Kỳ Lân, trong truyền thuyết nhất tộc, lại là kết quả như vậy thê thảm. Tán lạc đầy đất màu tím vết máu vạn cổ bất diệt, thịt vụn cùng xương gãy loang lổ liền nguyên mảnh xứ sở, năm đó kịch chiến có thể tưởng tượng được. Hô! Diệp Thần đột nhiên một lần, nó lại vẫn còn sống. Vậy một tiếng nhỏ nhẹ thở dốc, Diệp Thần ra đầu ngay tức thì tê dại, như vậy một tôn trấn cổ thước kim tồn tại, lại vẫn thích chữ đời. Tuyệt không thể nào. Lần nữa nhìn chăm chăm, bất kể như thế nào khó tin, trước mắt Kỳ Lân lại là chậm rãi nâng lên vậy bị phá ra hai nửa đầu lâu. Người tới, vạn cổ trước, ta đã từng cảm nhận được qua ngươi hơi thở. Một đạo tiếng trầm thấp truyền ra. Ở đó lôi âm tự đỉnh, ngươi là duy nhất sống sót tồn tại, ta từng suy diễn hết thảy, nhưng lại gặp nạn. Diệp Thần thân hình run lên bần bật. Mình đã từng đích thân trải qua vạn cổ hình ảnh, kết quả là thật là giả. Thu Phong con ta, ngươi có từng gặp qua? Diệp Thần nghĩ tới Thu Phong, cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ gật đầu. À, cầm đi. Một mắt chính là xuyên thủng Diệp Thần đi qua, lão Kỳ Lân than nhẹ một tiếng, ở hắn vết máu bao trùm hạ, một bụi đốt màu tím tia máu tiên thảo chính là trôi ra tới trong tay hắn. Rắc rắc. Ngay lập tức, võ đạo luân hồi đồ lại là phát ra một hồi ánh sáng chói mắt, một bộ sán màu vàng kim bức họa từ từ tách ra, bên trong nhưng là cũng không sơn hà đẹp lạ thường tráng cảnh đẹp voi, ngược lại thì một mảnh phế tích đổ nát không chịu nổi. Ở đó lộ vẻ ấn bầu trời bức họa bên trong. Một đạo thân ảnh to lớn dùng võ đạo luân hồi đồ là ảnh, ánh chiếu hóa thân, màu tím mái tóc dài đạt tới eo, dung mạo anh lãng, cùng lôi âm tự đỉnh bản cũ Thu Phong so sánh, thêm mấy phần lạnh lùng. Thân hình hắn cao lớn, trong mắt bên trong có thiên nhiên sát ý ở diễn hóa, giống nhau một tôn tới từ địa ngục sát thần hình dáng. Cho dù là luân hồi chi chủ, có võ đạo luân hồi đồ lực lượng bảo vệ, nhưng cũng vẫn khó mà ngăn cản vậy sắc bén ánh mắt. Diệp Thần cảm giác mình thần hồn đều ở đây run sợ, cái này còn là cái trước không tận lực phóng thích huy áp dưới tình huống. Khoảng cách như vậy đối mặt một vị trí cường, vẫn là lần đầu, cái này người trung niên cho Diệp Thần cảm giác, so với Thái Tôn Tiên Đế mạnh hơn thịnh. Ta hiểu ý, tiền bối từng ở trận chiến ấy lúc đó, dòm ngó dò được ta tồn tại. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ, năng lực ngược lại không tệ, người thuộc về tương lai, người thuộc về luân hồi. Người trung niên nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong thoáng qua một chút nhu hòa, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Hư không một hồi biến ảo vặn vẹo, ngầm ở suối máu bên trong tiểu Kỳ Lân được triệu hoán tới phụ cận, này cùng thông thiên triệt địa thủ đoạn, liền Diệp Thần đều là không nhìn ra nửa chút đầu mối. Kỳ Lân máu cỏ hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào đứa nhỏ ấn đường, chợt một cổ động trời sức mạnh to lớn bạo tán ra. Rắc rắc! Tiểu Kỳ Lân quanh thân ban đầu chóc ra vài giờ phút này sống lại, một phiến phiến giống như sắc bén nhận kiếm tự thể đồng hồ thấu tán, tản ra nhàn nhạt tử mang, đã từng bị thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tự khỏi bệnh. Người trung niên sau lưng, linh lực hiển hóa muôn vàn tộc nhân ở chém giết, tiếng gào rung sụp hư không, kinh khủng xuất hiện ở không ngừng diễn hóa, vô số Kỳ Lân rối rít đẫm máu ngã xuống, liền hắn đều là cuối cùng không địch lại, thua trận. Tựa hồ đối với đoạn này qua lại cực kỳ thương cảm, hắn nhìn về Tiểu Kỳ Lân trong con ngươi tràn đầy tân sinh trông đợi. Lần nữa mở mắt ra Tiểu Kỳ Lân con mắt tới giữa phun trào vô tận màu máu, một tiếng gầm nhẹ, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, thân hình nhanh chóng phồng lớn. Nháy mắt khắc lúc đó, liền là có chọc trời thế, muốn đem luân hồi hình vẽ cuốn khắc ấn hư không xanh liệt, cực kỳ kinh khủng, màu tím thần mang, thẳng lay trời tế. Phụ thân. Tiểu Kỳ Lân thanh âm non nớt vang lên, hắn nhìn về trong hư không người trung niên, nước mắt phun trào. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới cái này Tiểu Kỳ Lân lại là đầu này cực kỳ mạnh mẽ hỗn độn Kỳ Lân hài tử. Mà giờ khắc này, trong hình, vậy mạnh nhất hỗn độn Kỳ Lân đã bị chém xuống một kiếm. Diệp Thần cảm giác treo ở đỉnh đầu hư không đều là bị một kiếm này chèn ép lùn vạn trược, chiếm đoạt hết thảy hơi thở đập vào mặt, dính khói diệt. Một kiếm này so rút ra nhân hoàng thánh đao còn kinh khủng hơn. Lại là một hồi nổ vang, người trung niên thân hình chậm rãi tản đi, thay vào đó là vô tận hắc ám tràn ngập, hắn đầu lâu bị hoàn toàn bổ ra. Một màn này quá mức rung động, kiếm quang ở nháy mắt tức thì xuyên thấu hắn ấn đường, liền sinh lòng chống cự lực lượng đều không từng, chính là chết. À! Một tiếng gào thống khổ truyền ra,
sau lưng mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt áo quần, hết thảy các thứ này đều là đã từng đầu này tiên đế cấp hỗn độn kỳ lân gặp gỡ. Vậy hắc ám bên trong bóng người, một kiếm chính là chém tới liền hắn toàn bộ sức sống, đem hắn đinh chết tại đây tổ địa bên trong, không có lực phản kháng chút nào. Rồi sau đó hắc ám bên trong vậy đôi lạnh như băng con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ ở truyền lại loại nào đó tin tức. Ta còn sống. Đây là đang hướng chính hắn tuyên chiến. Không. Tiểu kỳ lân kêu rên một tiếng, không giúp tiếng kêu khóc chấn triệt hoàn vũ, nhưng vẫn là không chống đỡ nổi vậy sát phạt lực. Lại là sau lưng một cán huyết mâu đâm rách hư không, đem kỳ lân khơi mào, bể hắn thần hồn. Vậy đôi kinh khủng con ngươi nhìn thấu hết thảy, nhìn thẳng Diệp Thần, ngay lập tức võ đạo luân hồi hình vẽ cuốn vỡ nát ra, người trung niên bóng người biến mất không gặp, bất diệt tử huyết bị bốc hơi, liền vậy to lớn đầu lâu, đều là tận gốc vết nứt, đập xuống đất vỡ vụn. Phụ thân, Diệp Thần trầm giọng nói, người còn sống, còn có hy vọng trả thù. Không cho phép khóc, cửu u vậy còn ở đời, không không lúc nào không vẫn tồn tại, người cửu nhân còn ở. Mới vừa chỗ đã thấy cảnh tượng, cũng bất quá là vạn cổ trước kỳ lân nhất tộc tiêu diệt thời khắc tàn xem thôi, hỗn độn kỳ lân huyết mạch lực tỉnh lại cái này mảnh không gian ngày xưa một món trí nhớ, mượn lão kỳ lân tàn người lực lượng lại hiển hóa mà thôi. Như không phải là vì cứu ta, phụ thân sẽ không chết, hắn kéo thân thể không lành lặn, từ vạn cổ đến lúc hiện tại, ta nhưng để cho hắn thất vọng. Tiểu kỳ lân giờ phút này rút đi trước kia non nớt, chỉ có một khoang giận máu đang cháy. Hắn thương tích quá nặng, thế gian đã sớm lại không bất kỳ thần dược có thể làm hắn hồi sinh, sở dĩ cái này một món chấp niệm đến khi hiện tại mới tan hết, là bởi vì là hắn thấy được hy vọng. Ngươi là hắn hy vọng quang. Diệp Thần an ủi tiểu kỳ lân, trong mắt bên trong cũng là thoáng qua một chút sát ý. Không không thời không những tên kia. Ta muốn giết hắn. Tiểu kỳ lân nổi cơn giận dữ, quỳ xuống đất ở mình phụ thân hài cốt trước, trùng trùng thề. Ta muốn lấy được truyền thừa lực, vượt qua phụ thân. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, vỗ vỗ tiểu kỳ lân bả vai, ta gặp mặt ngươi cùng nhau. Nếu như có thể đem âm dương lôi pháp cùng thôn thiên thuật tu tới đại thành, ta có thể cùng hắn đánh một trận. Tiểu kỳ lân không cam lòng nói. Âm dương lôi pháp, thôn thiên thuật. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này hai môn thuật pháp, muốn đến chắc là cả tòa huyền yêu vực là điên cuồng kỳ lân tộc chân chính truyền thừa. Chủ nhân, là ngươi dẫn ta tới nơi này. Tiểu kỳ lân quay đầu lại nhìn về Diệp Thần, nó rơi vào hôn mê đã có một đoạn thời gian, từ thiên linh tông là Diệp Thần chặn lôi kiếp, chính là lâm vào độ sâu ngủ say. Ngươi là như thế nào tìm được kỳ lân vực tọa độ, liền ta cũng thì không cách nào làm được. Tiểu kỳ lân cười lên hai cái nhỏ má lúm đồng tiền rất là đáng yêu, nó trong đáy lòng công nhận trước mắt người đàn ông. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi. Diệp Thần cười một tiếng, thấy tiểu kỳ lân không có bị biển máu thù che đậy cặp mắt, cũng là yên lòng. Chúng ta mau rời đi thôi, huyền yêu vực người một khi sa sút, chúng ta đem lại không khả năng rời đi suối máu để. Từ nơi này loáng thoáng có thể cảm giác đến, bên ngoài chiến sự không giống lúc trước như vậy kịch liệt, rơi xuống huyền yêu vực cường giả sợ rằng đã hơn phân nửa. Không, đây là ta cuộc đời này chỉ có cơ hội, ta phải lấy được truyền thừa lực. Âm dương lôi pháp cùng thôn thiên thuật. Tiểu kỳ lân nhìn về chỗ sâu cấm địa bên trong, nó có dự cảm, cái này đúng là duy nhất cơ hội. Tiểu kỳ lân nơi mi tâm một chút tử mang hiện ra, chỉ hướng một nơi không biết không gian bên trong. Ở nơi đó mở mịt vạn tượng, nhìn không rõ lắm. Cái này hai môn cao nhất thuật pháp, cho dù là phụ thân năm xưa, cũng chưa hoàn toàn luyện tới đại thành, cho nên mới sẽ không địch lại vậy không không thời không tồn tại. Trưởng thành mấy phần tiểu kỳ lân trầm giọng nói, ta nhất định phải tìm được, cho ta thời gian, ta nhất định vượt qua phụ thân. Lấy ta trước mắt năng lực, rất có thể sẽ thất bại, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, chủ nhân. Tiểu kỳ lân siết chặt hai quả đấm. Hơi có vẻ non nớt trên gương mặt lóe lên dâng trào chiến ý. Rắc rắc, một tiếng giòn giã, vậy một tôn còn sót kỳ lân thánh thân thể run lên, hóa thành đầy trời bảy màu quang vũ vỡ nát ra, một đạo thần hồng lan tràn bay lượn, là hai người chiếu sáng lên đi tới phương hướng. Tu thành âm dương lôi pháp, có thể làm tự thân hoàn thành lột xác, nếu có thể luyện tới đại thành, là có thể đạt tới truyền thuyết bên trong chín màu hỗn độn kỳ lân tầng thứ, trưởng ngự thiên hạ vạn lôi, ta là lôi chủ. Lão kỳ lân thiếu sót, chính là ở chỗ này, nếu có thể tiến thêm một bước,
nói không chừng là có thể phò hộ hạ năm đó nhất tộc. Thậm chí tự thân cũng sẽ không vẫn diệt. Diệp thần từng trong mộng thấy qua đầu kia chín màu kỳ lân chinh chiến thương khung, tư thế vô địch kinh thế, liền phạt thiên cả tòa chiến trường đều là bị nó vó sắt đạp bể. Đó là kỳ lân nhất tộc lão tổ. Vẫn là, tương lai hình ảnh, là tiểu kỳ lân phong tư. Diệp thần có chút hoảng hốt, vậy mảnh vỡ vậy trí nhớ tràn vào, liền liền Nhâm Phi Phàm tựa hồ đều bị thương. Chủ nhân, người đang suy nghĩ gì? Tiểu kỳ lân nghiêng đầu một chút, tỉnh lại đi vào cõi thần tiên Diệp thần. Diệp thần than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, không việc gì, nghĩ tới một ít tương lai chuyện thôi. Tiểu kỳ lân cũng là cúi đầu, ta sẽ cố gắng trưởng thành, bảo vệ ngươi. Ta muốn ở chỗ này thời gian trở nên mạnh mẽ, đuổi theo các ngươi bước chân, chinh chiến vạn khư. Bước lên không không. Đứa nhỏ thề thành khẩn nói. Âm dương lôi pháp, còn có vậy thôn thiên thuật là cái gì? Diệp thần hỏi. Tiểu kỳ lân cũng là lắc đầu một cái, đây là tộc ta truyền thuyết bên trong cao nhất tồn tại, ở vạn cổ trước cũng đã gần như thất truyền. Nghe nói có thể thiên địa lò luyện ngao luyện thân xác, đạt tới bất tử bất diệt tình cảnh, luyện tới đại thành, có thể nuốt chư thiên. Cái loại này bá đạo cao nhất pháp, sớm ở vạn cổ trước cũng đã mất đi tung tích, lại càng không hiểu được là người phương nào sáng chế, một khi ở nơi này nhất thế xuất hiện, sợ rằng sẽ đưa tới náo động chứ. Cái này thánh tuyển để, có một tòa thánh thành. Tiểu kỳ lân tựa hồ thức tỉnh một phần trí nhớ, cũng là theo vậy bảy màu thần hồng tiếp đón con đường cuối, chậm rãi mở miệng nói chính là chỗ đó. Một nén nhang thời gian, Diệp thần cùng tiểu kỳ lân chính là chạy tới vậy cái gọi là thánh thành. Ở bọn họ sau lưng, bạc quân đám người chiến đấu dấu vết đã hồi lâu không nghe thấy, chỉ là thỉnh thoảng có chập chờn truyền tới. Không quan hệ, chúng ta đã rời đi vậy đất phong ấn. Phụ thân lưu lại dấu vết cũng nhanh muốn tiêu tán. Vậy đạo hư ảnh, sẽ không đuổi theo. Điều này cũng làm cho đại biểu, lão kỳ lân chấp niệm hoàn toàn tiêu tán thế gian, là chân chính bỏ mình, lại cũng không thể tìm. Thánh thành. Nhìn trước mắt suối máu để dáng vóc to thành trì, đây cũng là ngày xưa hỗn độn kỳ lân nhất tộc chỗ ở, hôm nay nhưng là bị mông lung huyết khí lực tràn ngập, trong đó trống rỗng, lại không bất kỳ sinh mạng chập chờn. Đã là một tòa chết đi vạn cổ cô thành. Tiểu kỳ lân ánh mắt có chút tịch mịch, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh, kỳ lân kim bảng bên trên lưu danh, chính là có thể đạt được truyền thừa lực, âm dương lôi pháp. Hai người một đường thông suốt, đi tới một tòa cao lớn trăm trượng trước tấm bia đá, năm tháng ăn mòn, vậy loang lổ bia thể đã phơi bày ra màu đỏ như máu, trên đó từng đạo tên họ khắc ấn, chính là ngày xưa kỳ lân nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa Chí Cường. Diệp thần con ngươi híp lại. Phát hiện cái này kỳ lân kim bia lại và thiên quân phong thần bia vô cùng tương tự. Chẳng lẽ là cùng một người chế tạo? Ừ, đứng đầu bảng, là Thu Phong. Diệp thần nhìn vậy tả tơi kim ấn chữ viết, có chút im lặng, vạn cổ trước trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, đều là như vậy phong tư, đủ để sánh vai thái thần tiền bối tồn tại. Đáng tiếc, thời gian không đợi người, cho dù tu vi đạt tới vô lượng cảnh tầng thứ 9, đối mặt khủng bố. Nhưng là liền tiên đế đều không cách nào chống lại tồn tại, thật đáng buồn. Đó là đại ca ta. Cứ nghe là chết ở lôi âm tự luận đạo đỉnh, khi đó ta thượng vị xuất thế, không có gặp qua đại ca cao nhất phong thái. Tiểu kỳ lân có chút cảm khái, khổ sở nói. Diệp thần nhưng là cười một tiếng, hắn rất mạnh, trẻ tuổi đồng lứa, đã du ngoạn liền vô lượng cảnh. Thái thần tiền bối người gặp qua, ca ca người có lẽ không kém gì hắn. Tiểu kỳ lân tròng mắt bên trong lệ quang thoáng qua, ồ, chủ nhân gặp qua hắn. Dĩ nhiên, ta đi qua vậy phiến thịnh thế, ở trong ảo cảnh. Vậy từng cùng ca ca ngươi từng uống rượu luận đạo, Diệp thần nhẹ giọng nói. Tiểu kỳ lân siết chặt hai quả đấm, nhưng lại là rất không tự tin buông xuống, hắn khổ sở nói, đặt ở từ trước, sợ rằng ta liền kim bảng lưu danh tư cách đều không từng có. Bất quá là vạn cổ trước khảo nghiệm thôi. Hôm nay kỳ lân vực khí vận toàn bộ tàn lụi, vật này, chỉ đại biểu đã từng là huy hoàng mà thôi. Tiểu kỳ lân cũng là thở dài một tiếng, chợt một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể phun trào. Hống! Gầm nhẹ chấn thiên, đầy trời tử mang xếp thành từng đạo thần thì vào cơ thể, tiểu kỳ lân quả đấm bên trong ẩn chứa đại lộ lực. Là toàn bộ tộc anh linh trông đợi sao? Diệp thần tự lẩm bẩm để gặp, tiểu kỳ lân một quyền đã đánh vào kim bảng bên trên. Sắc sắc, cao đến trăm thước bia đá bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, tiểu kỳ lân nhưng là hét lớn một tiếng.
vạn cổ trước các ngươi đánh bại, hôm nay ta không bị thua, ta muốn để hỗn độn kỳ lân nhất tộc vượt qua ngày xưa vinh quang. Oanh! Đại lộ lực băng tán, ngay tức thì liền đem vậy dị thường kiên cố bia đá nghiền thành phấn vụn. Vù vù! Nháy mắt khắc lúc đó, thiên địa đồng tình, vô số hét hò này thay nhau vang lên, Diệp Thần giống như là trở lại đã từng vậy phiến phạt thiên trên chiến trường. Nghiệp chướng, phá! Tiểu kỳ lân giận quát một tiếng, vô số ảo ảnh tiêu tán, yên tĩnh cô thành bên trong, một đạo ánh sáng phóng lên cao. Vèo! 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 Mấy đạo thần thì đánh vào trong hư không, hóa thành ba trang màu vàng kim văn chương lơ lửng, đó là kỳ lân nhất tộc chân chính truyền thừa lực. Âm dương lôi pháp, tiểu kỳ lân thân hình chớp mắt, cướp tới hư không đem vậy ba trang chữ vàng văn chương ôm ở trong ngực, hướng Diệp Thần cười một tiếng. Quả nhiên, đối với thôn thiên thuật ghi lại, chỉ có nửa rõ ràng. Đứa nhỏ đem kinh văn quăng cho Diệp Thần, ba trang chữ vàng văn chương, đều là liên quan tới âm dương lôi pháp ghi lại. Đối với thôn thiên thuật, chỉ có cuối cùng le que mấy lời. Thiên địa lò luyện, ngao luyện thân mình. Hải nạp bách xuyên, hóa mạch sung thiên. Ngay tại Diệp Thần ngẩn ra để gặp, xó xỉnh bên trong nhưng là truyền ra quỷ dị tiếng cười, ha ha. Luân hồi chi chủ. Ai, Diệp Thần cùng tiểu kỳ lân quát một tiếng, thấy vậy hắc ám bên trong đi ra bóng người, rối rít trợn to con ngươi, sát ý khó mà che giấu, bắn tán loạn ra. Cửu U. Quả nhiên như vậy, muốn lấy được thôn thiên thuật, còn được do hỗn độn kỳ lân nhất tộc tới tự mình mở, xem ra vạn cổ trước lưu một đạo sức sống, sẽ hiện ra nhân quả. Đạo nhân ảnh kia cười khẽ, liều lĩnh lại quỷ dị, ở hắn sau lưng, mông lung hắc vụ ngăn cách khí cơ, không thấy được quá khứ vị lai hết thảy. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa có ý thức. Diệp Thần trong lòng có chút kiêng kỵ. Tên này cùng lúc trước suối máu để kịch chiến bạc quân đám người cửu U có rõ ràng không cùng, cái trước chính là lão kỳ lân lấy chấp niệm lực phong ấn một đạo ngày xưa tàn xem. Có thể tên trước mắt, không đúng lắm. Hô, hút những tên kia loang lổ năng lượng, miễn cưỡng đạt cho tới bây giờ cảnh giới, khoảng cách ta chân thân chênh lệch quá xa, bất quá, chém ngươi hẳn là đủ rồi. Cửu U nhìn Diệp Thần, ta mị cười một tiếng. Chúng ta thật giống như ở đâu gặp mặt qua. Nhưng ta không nhớ nổi, hoặc giả là thời không chảy loạn một góc cọ rửa, để cho ta quên rất nhiều thứ. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, cái này là vượt qua thời không sông dài tới. Không, không thể nào. Lấy hắn vạn cổ trước chính là có thể tiêu diệt kỳ lân nhất tộc thực lực kinh khủng, tuyệt không thể nào là chân thân hạ xuống. Thật vượt qua vạn cổ ra tay, sẽ gặp cướp. Chỉ sợ là một đạo phân thân, hơn nữa còn bị thái thượng thế giới quy tắc suy yếu rất nhiều. Chẳng lẽ là cùng ra ra vậy vận dụng một ít thủ đoạn, là khi đó bày ra cục. Diệp Thần nhìn trước mắt nam tử, thần sắc ngưng trọng, xem là muốn xem mặc chút đồ. Cửu U nhưng là không thèm để ý chút nào, hắn nhìn về tiểu kỳ lân, khẽ thở dài một cái nói, người phụ thân, có thể so với người phải ra thải rất nhiều, người quá yếu. Các ngươi hỗn độn kỳ lân nhất tộc, đều là tiêu diệt ở ta trong tay. Hời hợt một câu nói, ngay tức thì chọc giận tiểu kỳ lân. Đi chết, à! Tiểu kỳ lân quanh thân bộc phát ra chói mắt tử mang, bị đau buồn hoàn toàn chiếm đoạt lý trí nó ngưỡng mặt thét dài, cái này diệt tộc cửu nhân liền gần ngay trước mắt. Có thể cửu U, liền một đời thái thượng thế giới tiên đế liều chết tự bạo đều là khó mà ngăn trở bước chân phân nửa. Coi như là kỳ lân nhất tộc tộc trưởng lại là có 102 nhất giới cao nhất đại năng, đi thế gian đều là đè được vô số thế lực thấp nghi thở dài tồn tại. Cũng là thua ở tay đối phương bên trong. Thậm chí, tộc trưởng nắm giữ âm dương lôi pháp lại là được gọi là trưởng ngự vạn lôi, bị thiên hạ cộng tôn lôi chủ tồn tại. Dù vậy, vẫn bị người trước mắt cái tay lực lượng tiêu diệt. Cho dù có vô địch tư, nhưng vẫn là bị một kiếm chém ra đầu lâu, vạn cổ không cho phép chết. Ban đầu kỳ lân vực hủy diệt, và huyền yêu vực khí vận suy bại, đều là cái này một người nơi là. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Không người nào có thể nói cho Diệp Thần câu trả lời. Đây là chém giết vô số yêu nghiệt thiên kiêu đao phủ thủ. Vạn cổ tới chưa từng có vẻ bại, chỉ là ở đó thí thần địa ngục kinh hồng một mặt từng hiển hóa phân nửa hư ảnh, vậy liều chết Diệp Thần thân tử đạo tiêu. À, đối mặt như vậy châm chọc, tiểu kỳ lân sớm đã là bị huyết cừu che đậy cặp mắt, kịch liệt ngực phập phồng, mơ hồ có máu tươi vỡ nát phải thấm vào da, ruột gan đứt từng khúc cũng không quá như vậy. Hắn phụ mẫu huynh trưởng,
trong tộc muôn vàn trưởng bối thiên kiêu, đều là bị cái này một người nơi tàn sát hầu như không còn. Mất lý trí tiểu kỳ lân tung người một cái chính là lấy nhất là nguyên thủy bay đánh về phía trước người trước mắt cắn xé đi, dương lên miệng to như chậu máu bên trong, hàm răng đều run rẩy. Đừng xung động. Diệp Thần mất sức lực lớn đem đứa nhỏ ngăn lại, hắn rõ ràng tiểu kỳ lân hận ý ngập trời, nhưng lấy nó mới vừa khôi phục trạng thái, tuyệt không phải cửu u đối thủ, sẽ bị khoảnh khắc trong nháy mắt giết.